Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 664, một chìm nổi quan trường xưa nay như nhau. Gương mặt Lục Ngọc Hùng lúc nào đen đến mức không thể hơn, hắn thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại trực tiếp ra tay với Hà Tiến Trung, hơn nữa đây là phương án ra tay mà không cần bất kỳ lý do gì. Lục Ngọc Hùng nghĩ đến tình huống tối qua mình còn lo lắng Hà Tiến Trung có gì đó dính líu đến vụ án của Trịnh Khiếu Nam, thế cho nên tự mình gặp mặt Hà Tiến Trung. Lúc này hắn cảm thấy rất ngột ngạt, chính mình cảm thấy vui mừng vì Hà Tiến Trung căn bản không liên quan đến vụ án của Trịnh Khiếu Nam, lại không ngờ Vương Tử Quân ra tay ngang ngược như vậy. Bồi dưỡng cán bộ còn cần lý do sao? Không phải đang tiến hành công kích Hà Tiến Trung, nói Hà Tiến Trung công tác bất lực, còn chưa có tư cách đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an sao? Lục Ngọc Hùng lắc đầu, hắn nhìn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của Vương Tử Quân, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực. Lục Ngọc Hùng là phó bí thư thị ủy, chức vụ nhiều hơn một chữ phó so với Vương Tử Quân, nhưng một chữ này lại quyết định độ mạnh yếu trong lúc lên tiếng, so ra kém rất xa bí thư thị ủy. Nhưng hắn cảm thấy khó chịu, cũng không thể buông tha cho vị trí cục trưởng cục công an, phải biết rằng cục trưởng cục công an Hà Tiến Trung là một trong những người quan trọng nhất trong cấu trúc mạng lưới quyền lợi của hắn. Bí thư Vương, tôi chúng ta nên biểu quyết thông qua. Lục Ngọc Hùng chờ Vương Tử Quân nói xong thì dùng giọng trầm thấp nói. Biểu quyết thông qua, những lời này vốn không phải Lục Ngọc Hùng nên nói ra, đây là quyền lợi của lãnh đạo đứng đầu thị ủy như Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Lục Ngọc Hùng không quan tâm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi dùng giọng kiên định nói. Vương Tử Quân không mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lục Ngọc Hùng, ánh mắt đám người cũng nhìn về phía Lục Ngọc Hùng, bên trong có đủ màu sắc biểu cảm khác nhau. Tôi cảm thấy đồng chí Hà Tiến Trung tiếp tục ở trên cương vị công tác là phù hợp. Lục Ngọc Hùng nói rồi giơ tay lên kiên định nói. Lục Ngọc Hùng làm việc trước nay luôn kiên định, hắn đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối không vì vài việc nhỏ mà sửa đổi quyết định của mình. Thế cục đã đến nước này, da mặt đã xé toang ra rồi, hắn giơ tay đầu tiên để biểu quyết thì có sao. Khi Lục Ngọc Hùng nhấc tay lên, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy ánh mắt rất bình tĩnh, thế nhưng dù là ai cũng cảm nhận được bên trong ẩn giấu ý nghĩa khiêu chiến. Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng, trên mặt không có chút biểu cảm. Lục Ngọc Hùng đã dùng hành động thực tế để biểu hiện thái độ phản kích, muốn chơi trò lật cổ tay với mình ở hội nghị thường ủy. Nhưng ánh mắt của Vương Tử Quân lại không dừng quá lâu trên mặt Lục Ngọc Hùng, ngay sau đó chuyển sang mặt Lý Quý Niên. Lúc này biểu hiện của Lý Quý Niên là cực kỳ nghiêm túc, nhưng hai mắt khẽ nháy lên làm cho đám người nơi đây biết rõ tâm tình của Chủ tịch Lý không tệ chút nào. Lục Ngọc Hùng khiêu chiến, Vương Tử Quân lại không nói một lời. Bầu không khí dương cung bạt kiếm này thật sự làm cho Lý Quý Niên cảm thấy rất tốt. Dựa theo dự tính của hắn thì Lục Ngọc Hùng sẽ nói lời phản đối, sự việc quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này Lục Ngọc Hùng phản đối, hơn nữa còn yêu cầu biểu quyết. Lục Ngọc Hùng làm như vậy rõ ràng ép Vương Tử Quân đi trên một con đường duy nhất, tuy bây giờ Bí Thư Vương được nhiều người giúp đỡ, thế nhưng Lý Quý Niên cảm thấy chỉ cần mình giúp đỡ Lục Ngọc Hùng, như vậy sẽ có thể cho vị Bí Thư thị ủy một bài học. Cũng để cho đối phương biết rõ, ở thành phố La Nam này làm việc cũng cần phải dựa vào quy củ. Bầu không khí trầm mặc giây lát, Lữ Hâm Sâm định nhấc tay theo Lục Ngọc Hùng, nhưng hắn còn chưa giơ tay lên thì Vương Tử Quân đã trầm giọng nói. Thư ký trưởng Kim, anh ghi lại ý kiến của đồng chí Bí Thư Lục trên biên bản hội nghị, người nào phản đối anh cũng ghi lại rõ ràng cho tôi. Vương Tử Quân nói đã hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc cảm thấy tình thế hôm nay quá nguy hiểm, nếu như lời đề nghị của Vương Tử Quân không được thông qua, như vậy sẽ là một đả kích không nhỏ với Bí Thư Vương. Hắn nhìn Lục Ngọc Hùng giơ tay lên, thế là trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Lục Ngọc Hùng, Lý Quý Niên, nếu hai người này cùng phản đối, như vậy rất có thể sẽ làm cho tính toán của Vương Tử Quân đi lệch hướng. Nếu lần này Vương Tử Quân không làm gì được Hà Tiến Trung, như vậy phương án điều chỉnh nhân sự lần này không khác gì nhau. Những người khác được điều chỉnh chẳng qua chỉ là góp vào cho đủ số, chỉ có Hà Tiến Trung mới là đối tượng mà Vương Tử Quân muốn xử lý, nếu không làm tốt với đối tượng này, căn bản khó khăn ngày càng lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phương diện bồi dưỡng đồng chí Hà Tiến Trung cứ quyết định như vậy, nếu như có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ phụ trách với tỉnh ủy. Đồng chí Hà Tiến Trung là người có năng lực công tác quá rõ ràng. Tôi không rõ vì sao có nhiều đồng chí gây khó dễ cho công tác của đồng chí như vậy. Tôi là bí thư thành phố La Nam, tôi khởi xướng xây dựng phương án bồi dưỡng cán bộ, muốn đẩy các đồng chí lên cương vị hứa hẹn,
kiên quyết không vì một bộ phận đồng chí phản đối, vì chuyện nhỏ mà bỏ lớn. Chúng ta nếu không cho các đồng chí công tác tích cực một đãi ngộ công chính và hợp lý, như vậy chẳng phải để cho anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ sao? Vương Tử Quân nói khá chậm rãi, hắn nói không nhanh không chậm, lại mỉm cười đưa mắt nhìn mọi người. Dù là ai khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn thì cũng nở nụ cười làm lành mất tự nhiên, giống như không cười là không tôn trọng Vương Tử Quân, là không lễ phép, là đi ngược lại luận điệu của bí thư. Cuối cùng mọi người sinh ra ảo giác, giống như một vị lãnh đạo quyết đoán như vậy đang uất ức cần được các cấp dưới động viên vậy. Lục Ngọc Hùng lúc này vẫn giơ tay lên, thế nhưng không còn quá cao như vừa rồi. Vương Tử Quân đã nói quá rõ ràng, chính là tôi độc đoán ở phương diện này. Nếu phương án này xuất hiện, cho dù anh giơ tay cũng như không. Phương án độc đoán này có nhiều lãnh đạo không dùng, vì dù sao sẽ là một đòn chí mạng với uy tín của lãnh đạo, nhưng bây giờ Vương Tử Quân tìm thời cơ phù hợp lại làm cho người ta nói không nên lời. Bí thư đang áp dụng phương án bồi dưỡng cán bộ, cần gì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa Vương Tử Quân đã dựng lên phương án bồi dưỡng quá rõ ràng, lại nói không thể cho anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ, ai còn nói gì được nữa. Lý Quý Niên chợt cười khổ, hắn vô thức vuốt mặt mình, trong lòng thật sự khó chịu. Hắn không ngờ Vương Tử Quân bá đạo như vậy, lúc này hắn có ngăn cản cũng không thể nói nên lời. Chưa nói đến quyết định của Vương Tử Quân, chỉ là câu nói anh hùng vừa đổ máu vừa rơi lệ đã làm hắn thật sự khó chịu. Thật ra bây giờ hắn thật sự muốn mắng Vương Tử Quân, ai nói Hà Tiến Trung là loại người vừa đổ máu vừa rơi lệ. Đáng tiếc là bây giờ hắn không thể nói ra, vì hắn là chủ tịch thành phố, hắn phải bảo trì phong độ của mình. Sớm biết như vậy thì Lý Quý Niên đã nắm vị trí trưởng phòng tài chính vào tay, tuy hắn có quan hệ tốt với Lục Ngọc Hùng, thế nhưng dù sao đối phương cũng không phải là thân tín của mình, dùng cũng không thuận tay. Chương 664-2, chìm nổi quan trường xưa nay như nhau. Lý Quý Niên nghĩ đến tình huống Nhâm Trường Thanh đi theo mình làm tùy tùng nhiều năm chỉ vì một ngày tu thành chánh quả, tiến lên làm trưởng phòng tài chính. Những năm nay Nhâm Trường Thanh luôn trung thành với mình, còn 5 lần 7 lượt đến nhà, lúc nào cũng báo cáo công tác, thế nhưng kết quả cuối cùng lại là hai tay trống trơn. Lúc này hắn sao có thể nói rõ với người ta? Lý Quý Niên nghĩ đến đây mà cảm thấy hối hận hai chân nhũn ra, thật sự quá đau. Tôi tán thành ý kiến của Bí Thư Vương. Đồng chí Hà Tiến Trung công tác cẩn trọng nhiều năm, đã cho ra cống hiến không thể đo lường với công tác đảm bảo trật tự trị an thành phố La Nam, nếu những cán bộ như thế này không được bồi dưỡng trọng điểm thì thật sự không thể nào nói nổi. Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Duệ giơ tay lên nhìn thoáng qua Lục Ngọc Hùng rồi lên tiếng. Lời nói của Hà Khởi Duệ giống như một lời mở đầu, Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân lúc này lại càng kích động. Bí thư Vương, ngài nói những lời này thật sự là tiếng lòng của chúng tôi. Tôi là Bí thư Ủy ban Tư pháp, tôi dám nói mình là người hiểu rõ đồng chí Cục trưởng Hà Tiến Trung nhất. Đồng chí Cục trưởng Hà không những công tác cẩn trọng, khó khăn nhất chính là không biết nhìn đường mà chỉ vùi đầu kéo xe, chưa từng tô vẽ cho chính mình, thật sự là một con bò già mệt mỏi trên chiến tuyến của Cục Công an thành phố La Nam. Tôi cũng không hiểu rõ một đồng chí tốt như vậy sao lại không nhận được cơ hội bồi dưỡng. Vì sao chúng ta lại nhẫn tâm để đồng chí của mình đứng bên ngoài cánh cổng phát triển lên tầm cao mới? Đây rõ ràng là một sự tổn thất lớn nhất cho đảng. Tống Ích Dân càng nói càng kịch liệt, cánh tay của Lục Ngọc Hùng đang giơ lên càng thêm run rẩy. Lúc này xem như Lục Ngọc Hùng mới biết được cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan, cất bước khó khăn, cánh tay giơ lên cao cũng không ra thể thống gì, càng giơ càng khó chịu. Hắn nhìn Tống Ích Dân đang lên tiếng, chợt cảm thấy nước miếng của đối phương giống như sắp phun cả lên mặt mình. Lục Ngọc Hùng muốn mở miệng biện luận thế nhưng lại căn bản không còn lời nào để nói. Lúc này Hà Tiến Trung giống như một con nhím, hắn dù cắn vào đường nào cũng không xong. Con bà nó, từ vị trí cục trưởng cục công an đến trưởng phòng khoa học công nghệ, rõ ràng là giáng cấp, sao lại được coi là trọng dụng. Bí thư Ích Dân, tôi có thể hiểu rõ tâm tình của anh, nhưng xuất phát điểm của mỗi người có sự khác nhau, chúng ta cũng không nên áp đặt, không thể cho ra yêu cầu quá phận với người khác. Vương Tử Quân khoát tay chặn lại, sau đó nói với Kim Điền Lạc. Chúng ta tiến hành chương trình hội nghị tiếp theo. Hội nghị thường ủy cứ như vậy mà tiếp tục được tiến hành, sau khi Vương Tử Quân mở miệng thì bầu không khí hội nghị càng dễ chịu hơn một chút. Lục Ngọc Hùng tuy cảm thấy ngột ngạt nhưng lúc này cũng thở dài một hơi, khi hắn chuẩn bị thả cánh tay xuống thì chợt nghe Vương Tử Quân nói. Bí thư Ngọc Hùng, hạ tay xuống đi, ý kiến của anh đã được thư ký trưởng Kim ghi vào biên bản hội nghị rồi. Lời nói này của Vương Tử Quân càng làm cho gương mặt Lục Ngọc Hùng thêm thâm đen. Bàn tay giơ lên đã chết lặng,
cuối cùng khó khăn hạ xuống. Hội nghị thường ủy vẫn tiếp tục, cũng không còn chú gợn sóng sợ hãi, chỉ mất nửa giờ thì tất cả đề tài thảo luận đã kết thúc. Nhưng hội nghị vừa kết thúc thì nội dung của nó đã được truyền ra bên ngoài thông qua đủ mọi con đường. Khi Hà Tiến Trung nhận được thông báo của hội nghị thường ủy thì thật sự kinh ngạc đến ngây cả người, tuy cả đời hắn đã trải qua nhiều mưa gió, thế nhưng hắn không ngờ vị trí mà mình phấn đấu nhiều năm đã không còn. Trưởng phòng khoa học công nghệ, tuy chức vụ tương đồng với cục trưởng cục công an, thế nhưng sự khác biệt giữa hai bên quá rõ ràng, sao Hà Tiến Trung không biết rõ cho được. Ai tiếp nhận vị trí cục trưởng cục công an? Sau khi trầm ngâm giây lát thì Hà Tiến Trung trầm giọng hỏi đầu dây bên kia. Chưa định ra, bây giờ là bí thư Tống kiêm nhiệm. Người ở đầu dây bên kia giống như cũng thấu hiểu cho tâm tình của Hà Tiến Trung, sau khi nói xong thì khẽ nói. Cục trưởng Tiến Trung, lúc này cấp bậc của anh vẫn bảo tồn, biết đâu sẽ nhanh chóng hòa ván này mà thôi. Lời an ủi này cũng không làm cho Hà Tiến Trung cảm thấy thoải mái, hắn biết rõ chỉ cần Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố La Nam, hắn trên cơ bản đừng bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên. Quan trường chính là như vậy, nếu một khi chính mình bị bẻ gãy, sau này lịch trình phát triển sẽ không thể thẳng được. Hắn chỉ có thể ngồi trên vị trí bị ghẻ lạnh nhiều năm, tuổi càng ngày càng lớn, kết quả là bụng lớn đầy mỡ, hai mắt đỏ hồng vì rượu nhưng cấp bậc vẫn dậm chân tại chỗ. Tất cả mọi việc thật sự ứng với một câu, quan trường chìm nổi thiên cổ như nhau. Vương Tử Quân đứng trong hội nghị thường ủy nói rõ coi Hà Tiến Trung là cán bộ được bồi dưỡng trọng điểm, thế nhưng không biết bồi dưỡng đến năm nào. Hà Tiến Trung nghĩ đến gương mặt Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi, hắn lúc này ngoài phẫn nộ thì căn bản chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mình chọn sai đối thủ. Hắn đối mặt với bí thư Vương Tử Quân, vốn dĩ hắn có nhiều thứ để nhờ cậy, thế nhưng thật ra những thứ đó căn bản không đáng nhắc đến. Hà Tiến Trung trầm ngâm không biết bao lâu, cuối cùng điện thoại vang lên. Hắn không muốn nghe máy, thế nhưng điện thoại vẫn không chịu bỏ qua, nó giống như ngoan cố vang lên liên tục. Hà Tiến Trung nhìn thoáng qua dãy số, hắn nhận lấy điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền thành phố Lâm Tương Đông. Anh Hà, thoải mái một chút, thả lỏng tinh thần một chút. Hà Tiến Trung có quan hệ cá nhân rất tốt với Lâm Tương Đông. Tuy Lâm Tương Đông chỉ nói ra vài chữ thế nhưng Hà Tiến Trung hiểu đối phương đang an ủi mình. Hắn nở nụ cười miễn cưỡng, sau đó trầm giọng nói. Không có gì, chỉ là thay đổi hoàn cảnh công tác mà thôi. Tuy Hà Tiến Trung nói rất nhẹ nhàng nhưng hắn cảm thấy mình thật sự khổ sở, hơn nữa lại căn bản không thể nào nói nên lời. Loại cảm giác nói lời mà mình cho rằng không đúng thật sự rất có ý nghĩa giấu đầu lòi đuôi, chỉ là vừa nói ra khỏi miệng thì căn bản là khó thể thu vào. Cục trưởng Hà, bí thư lúc nói đường còn dài, anh cũng đừng đặt trong lòng, sông có khúc người có lúc. Lâm Tương Đông trầm ngâm giây lát rồi tiếp tục mở lời khuyên nhủ Hà Tiến Trung. Cú điện thoại của Lâm Tương Đông đáng lý ra là của Lục Ngọc Hùng, Hà Tiến Trung cảm thấy có chút hy vọng nhưng ngay sau đó lại sinh ra ý nghĩa oán trách. Hắn thầm nghĩ, Lục Ngọc Hùng anh cho Lâm Tương Đông truyền tin, chẳng lẽ anh không có chút thời gian tự gọi điện thoại cho tôi sao? Cảm ơn bí thư Lục, cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Anh giúp tôi nói với bí thư Lục, nói rằng Hà Tiến Trung tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hà Tiến Trung cũng không phải loại người xúc động, vì vậy sau khi châm trước sau thì vẫn lựa chọn những lời như vậy để nói với Lâm Tương Đông. Lâm Tương Đông tiếp tục an ủi Hà Tiến Trung vài câu rồi cúp điện thoại. Hà Tiến Trung đặt điện thoại xuống, hắn hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chiếc điện thoại ở bên cạnh, trầm ngâm giây lát rồi định rút dây ra. Nhưng khi hắn chuẩn bị rút dây điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên. Hà Tiến Trung không muốn nghe lời an ủi của người khác, hắn muốn tự mình liếm vết thương. Hắn vung tay muốn cúp điện thoại, thế nhưng sau khi nhìn số điện thoại gọi đến, hắn nhanh chóng dừng tay. Tôi là Hà Tiến Trung. Sau khi nghe máy thì Hà Tiến Trung trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Chương 664-3, chìm nổi quan trường xưa nay như nhau. Cục trưởng Hà, tôi là Trịnh Khiếu Đống. Bây giờ anh có rảnh không? Tôi mời ngài uống rượu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không nhanh không chậm của Trịnh Khiếu Đống. Trịnh Khiếu Đống cũng không bị giữ lại ở viện kiểm sát bao lâu thì được thả ra. Tuy viện kiểm sát hoài nghi Trịnh Khiếu Đống có liên quan đến vụ Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng sự việc này Trịnh Khiếu Đống cũng không trực tiếp ra mặt. Hơn nữa khi hắn vào trong viện kiểm sát chưa đến một giờ, một tên em họ của hắn chủ động đầu thú, nhận hết tất cả trách nhiệm. Dưới tình huống không có chứng cứ, Trịnh Khiếu Đống chỉ bị giữ lại nửa ngày, sau đó được thả ra. Nếu là khi khác thì tôi thật sự phải hỏi một câu mới biết được,
nhưng bây giờ thì tôi lại không có việc gì, thời gian rảnh là rất nhiều. Hà Tiến Trung nở nụ cười tự giễu nói với đầu dây bên kia. Cục trưởng Hà, biển cả rộng lớn, anh hùng lộ bản sắc, chút ngăn cản thức thời thì đáng là gì? Trịnh Khiếu Đống vốn là một người giỏi ăn nói, tuy những lời của hắn có vẻ nho nhã nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Hà Tiến Trung nghe những lời an ủi của Trịnh Khiếu Đống, hắn cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều, thế nhưng hắn cũng không muốn đi ra ngoài. Sau khi nói hai câu với Trịnh Khiếu Đống, hắn trầm giọng nói. Tôi xin nhận lòng tốt của Giám đốc Trịnh, thế nhưng lúc này tôi muốn ngồi một mình suy xét lại, nếu như Giám đốc Trịnh không còn chuyện gì khác, như vậy lần sau chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Trịnh Khiếu Đống trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Cục trưởng Hà, vụ án của em trai tôi như thế nào? Rất khó. Hà Tiến Trung tất nhiên hiểu ý của Trịnh Khiếu Đống, hắn cũng căn bản không do dự mà trực tiếp cho ra đáp án như vậy. Hai chữ rất khó được Hà Tiến Trung nói ra đại biểu cho sự việc căn bản không còn hy vọng gì. Trịnh Khiếu Đống rõ ràng có chuẩn bị với câu trả lời của Hà Tiến Trung, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người hữu tâm. Cục trưởng Hà, anh em chúng ta kết giao với nhau vài chục năm, kính mong anh giúp đỡ Khiếu Nam một tay. Tôi bây giờ không còn là cục trưởng cục công an, dù có mở miệng cũng không còn bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa vụ án của Trịnh Khiếu Nam được người kia theo sát, đừng nói là tôi, cho dù là bí thư Lục cũng chỉ sợ không có chiêu thức gì hay hơn. Hà Tiến Trung cười khổ một tiếng rồi dùng giọng thành thật nói. Trịnh Khiếu Đống giống như đang suy xét lời nói của Hà Tiến Trung. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới nói. Khiếu Nam nếu thật sự bị kết án thì sẽ là bao nhiêu năm? Không thể ít được, nói không chừng sẽ là rất nặng, có vết xe đổ của tôi thì Cát Tử Quang cũng không dám làm gì khác hơn. Hà Tiến Trung cũng không trả lời cụ thể, nhưng hắn tin mình nói như vậy đã là quá đủ rồi. Quả nhiên Trịnh Khiếu Đống căn bản không tiếp tục mở miệng, hắn trầm ngâm một lúc rồi trầm lặng nói. Cục trưởng Hà, dù thế nào thì tôi cũng không thể cho em mình ngồi cả đời trong tù, như vậy thì xem như xong đời nó rồi. Trịnh Khiếu Đống nói ra những lời này làm cho Hà Tiến Trung cảm nhận được chút khác thường, thế nhưng hắn cũng không nói ra khỏi miệng. Những sự việc này không nằm trong phạm vi quản lý của hắn, hơn nữa thật sự hắn còn có chút cảm giác chờ đợi với sự việc thế này. Điện thoại có đôi khi cả ngày không thèm đổ chuông, thế nhưng cũng có khi vang lên không ngừng nghỉ, hôm nay Hà Tiến Trung thật sự gặp phải tình huống như vậy. Hắn vừa cúp điện thoại của Trịnh Khiếu Đống thì chuông vang lên, hắn thật sự có chút phiền muộn, thế nhưng vẫn tiếp nhận điện thoại. Hà Tiến Trung còn chưa kịp dùng giọng mất kiên nhẫn nói một câu alo thì nghe đầu dây bên kia có người cười ha hả nói. Tiến Trung, anh gọi điện thoại cho ai mà nói lâu như vậy? Khi nghe được âm thanh này thì Hà Tiến Trung biết người gọi đến là ai, nhưng người này đã tiến về phía trận tuyến bên kia, thành người thúc đẩy chính mình rời khỏi chức vụ, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Chào trưởng phòng Tôn, vừa rồi là một người bạn học cũ gọi điện thoại đến, thế là hàn huyên một lúc lâu. Tiếng cười trêu chọc của Tôn Chiêu Hy từ đầu dây bên kia truyền đến. Là bạn học nữ phải không? Này anh Hà, anh bây giờ đang ở vào thời điểm mấu chốt, cũng không thể xuất hiện sai lầm được. Trưởng phòng Tôn, là bạn học nam. Hà Tiến Trung nở nụ cười khổ sở rồi trầm giọng nói. Được rồi, không nói đùa nữa, Tiến Trung, anh chuẩn bị một chút, ngày hôm sau Bí Thư Vương sẽ đích thân đưa anh đến phòng khoa học công nghệ nhận chức. Tôn Chiêu Hy chợt thay đổi chủ đề. Hắn dùng giọng chăm chú nói. Bình thường một vị trưởng phòng xuống nhận chức thì chỉ cần phó phòng tổ chức đưa đến đơn vị là được, nếu là đơn vị được coi trọng thì sẽ được trưởng phòng tổ chức tự mình đưa tiến. Hiếm lắm thì có người được phó bí thư nắm công tác tổ chức đưa đi nhận chức, huống hồ là bây giờ Hà Tiến Trung được chính bí thư thị ủy đưa đến đơn vị. Tôn Chiêu Hy nói như vậy làm cho Hà Tiến Trung cảm nhận được đầy đủ hương vị, tâm tình hắn cực kỳ phức tạp, thật sự không biết nên khóc hay cười. Bí thư thị ủy tự mình đưa hắn đến nhận chức, đây có thể nói là sự kiện đầu tiên xảy ra ở thành phố La Nam. Chỉ là hắn không phải thăng chức, lại bị điều nhiệm từ vị trí cục trưởng cục công an đến trưởng phòng khoa học công nghệ. Xem ra bí thư Vương kia diễn trò cực kỳ đạt, mọi người nhìn vào sự kiện này tuy cũng thầm hiểu nhưng tất nhiên sẽ chẳng coi ra gì. Chẳng lẽ đây là nghệ thuật lãnh đạo, thế nhưng sao lại rơi xuống đầu mình, thật sự quá mức bi ai. Hà Tiến Trung thầm nghĩ như vậy. Thế là hắn dùng giọng chân thành bày tỏ thái độ. Trưởng phòng Tôn, xin nói lời cảm ơn Bí Thư Vương thay cho tôi thật sự cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Tôn Chiêu Hy xem như thầm hiểu câu nói được sủng ái mà kinh hoàng của Hà Tiến Trung có nghĩa là gì,
hắn cũng biết không nên nghĩ rằng Hà Tiến Trung sẽ mang ơn. Vì thế hắn khuyến khích Hà Tiến Trung hai câu, sau đó nói trưởng phòng Hà nhất định phải làm tốt công tác sau này, thế rồi cúp điện thoại. Ngày thứ ba sau khi tổ chức hội nghị thường ủy thì Hà Tiến Trung còn chưa đi nhận chức, vì trong tỉnh tổ chức hội nghị kinh tế, Vương Tử Quân là bí thư thị ủy và chủ tịch Lý Quý Niên đều phải đi tham gia. Vương Tử Quân trước đó đã nói sẽ tự mình đưa Hà Tiến Trung đi nhận chức, thế cho nên lúc này Hà Tiến Trung chỉ có thể chờ bí thư quay về mà thôi. Vì hội nghị được tổ chức lúc 10 giờ sáng, Vương Tử Quân và Lý Quý Niên không muốn đến muộn phải xuất phát đến thành phố Sơn Viên từ sáng sớm. Khi hai người bọn họ đi đến bên ngoài hội trường khối chính quyền tỉnh thì đã đến 9 giờ 15. Chủ tịch Lý, chúng ta có lẽ nên tác động thêm chút sức để xây dựng đường cao tốc giữa La Nam và Sơn Viên, chúng ta đi xe riêng còn mất 3 giờ, nếu như đi xe công cộng, chỉ sợ lần này chúng ta chỉ có thể tham gia lễ bế mạc hội nghị mà thôi. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên xuống xe, sau đó hắn cười nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên gật đầu nói. Bí thư Vương nói rất đúng. Thế nhưng thành phố La Nam thật sự không gánh nổi kinh phí xây dựng đường cao tốc, mà sở giao thông bên kia thì ngày nào cũng há miệng nói không có tiền. Năm ngoái vì xây dựng con đường từ huyện Dương Cương đến nội thành La Nam mà chúng ta phải mất 3 tháng chạy lên sở giao thông mới nắm được hạng mục. Nếu muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường, thành phố La Nam muốn phát triển kinh tế thì không thể không đẩy mạnh điều kiện giao thông, nếu không sẽ chẳng thể nào phát triển được. Vương Tử Quân nhìn con đường sạch sẽ rộng rãi trước cổng khối chính quyền tỉnh mà dùng giọng tràn đầy cảm xúc nói. Lý Quý Niên không nói gì, thế nhưng hắn thật sự rất thừa nhận lời nói của Vương Tử Quân. Chẳng qua một con đường cũng không phải mở miệng là có thể xây dựng được, nhưng công tác bên trong thật sự là quá nhiều. Khi hai người Vương Tử Quân đi về phía phòng họp thì chợt nghe thấy có người nói. Chủ tịch Lý, đi nhanh như vậy làm gì, cũng không phải đến sớm sẽ được phát tiền. Lý Quý Niên và Vương Tử Quân nghe thấy câu nói đùa giỡn như vậy thì đều dừng chân quay đầu nhìn, đúng lúc thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc đồng phục cảnh sát đi về phía hai người. Chương 665, một tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy người đàn ông kia có chút lạ lẫm, thế nhưng Lý Quý Niên lại mỉm cười tiến lên nghênh đón. Cục trưởng Triệu, anh có thời gian cũng nên đến thành phố La Nam kiểm tra công tác mới được. Có phải là anh chê thành phố La Nam không đủ nhiệt tình, không có đủ trà cho anh uống không? Người đàn ông kia cười nói. Thành phố La Nam của các anh quá lợi hại, tôi cũng không dám đi, nhưng anh Hà bên kia thật sự khá tốt. Vẻ mặt Lý Quý Niên vẫn không biến đổi, hắn cười ha hả. Hắn tất nhiên hiểu rõ anh Hà trong lời nói của người đàn ông kia là ai, nhưng lúc này có mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không tiếp tục đề tài này. Vương Tử Quân cũng nghe ra ý nghĩa lời nói của Cục trưởng Triệu. Dù là ai cũng có quan hệ, Hà Tiến Trung là người công tác trong hệ thống công an nhiều năm, nếu như không có người trên tỉnh tiếp lời, như vậy mới thật sự là kỳ quái. Bí thư Vương, vị này chính là Cục trưởng Triệu Quân Hạo Cục Công an tỉnh. Lý Quý Niên chỉ về phía Cục trưởng Triệu rồi giới thiệu với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ tình huống của Cục Công an tỉnh, dù hắn không có kết giao với Cục trưởng Cục Công an tỉnh, thế nhưng cũng biết Cục trưởng không phải họ Triệu. Như vậy rõ ràng Triệu Quân Hạo này chỉ là một trong số các vị phó cục trưởng mà thôi. Sau khi nghe thấy Lý Quý Niên giới thiệu mình thì Vương Tử Quân vươn tay nhiệt tình nói. Chào Cục trưởng Triệu, chào mừng anh sau này thường xuyên đến thành phố La Nam kiểm tra công tác. Triệu Quân Hạo phản ứng cũng rất nhanh, hắn dùng sức bắt tay Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, cảm ơn lời mời thỉnh tình của anh, chỉ cần có thời gian thì tôi sẽ nhất định đến quấy rầy. Ba người nói chuyện với nhau rồi đi đến cửa phòng họp, khi đánh dấu đơn giản thì ba người đi về phía ghế. Lý Quý Niên nhìn hình bóng của Triệu Quân Hạo, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Vương, Cục Công an tỉnh luôn giúp đỡ nhiệt tình với công tác của thành phố La Nam chúng ta. Vương Tử Quân khẽ gật đầu không nói gì thêm, Lý Quý Niên chỉ nói một câu như thường, thế nhưng ý nghĩa của nó lại quá rõ ràng, Hà Tiến Trung có quan hệ rất sâu trong hệ thống công an. Khi Vương Tử Quân và Lý Quý Niên ngồi xuống vị trí của thành phố La Nam, Phó Thư ký trưởng Văn phòng tỉnh ủy Trần Mẫn Hòa cất bước đi đến vị trí của hai người. Chào Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý. Trần Mẫn Hòa cũng xem như là một Phó Thư ký trưởng có tư cách ở Văn phòng tỉnh ủy, tuy lâu nay mãi không được đề bạt thế nhưng lại là người đức cao vọng trọng trong Văn phòng tỉnh ủy, người khác đều nể mặt hắn. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn cũng từng có tiếp xúc với Trần Mẫn Hòa. Lúc này thấy Trần Mẫn Hòa đi đến thì cười nói. Thư ký trưởng Trần, ngài đại giá quang lâm, có phải là muốn sắp xếp cho chúng tôi không?
Trần Mẫn Hòa bắt tay với Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Nhất Phong có chỉ thị, nói là muốn cho thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất và chậm nhất đi lên phát biểu vài lời. Trần Mẫn Hòa dù không nói ra đó là hai thành phố nào, thế nhưng Vương Tử Quân và Lý Quý Niên lại hiểu rất rõ. Nếu nói về phát triển chậm nhất thì thành phố La Nam không chạy thoát đi đâu được. Trần Mẫn Hòa nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, hắn nói tiếp. Dựa vào con số thống kê của tháng này, tỉnh chúng ta giảm xuống hai vị trí, điều này làm cho Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch đều nổi giận. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên ngoài việc gật đầu thì còn biết nói gì hơn với những lời của thư ký trưởng Trần Mẫn Hòa. Bọn họ cũng hiểu Hào Nhất Phong sở dĩ làm như vậy chính là muốn thông qua lời phát biểu của hai thành phố kia để tiến hành thúc giục các nơi đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy đây cũng không phải là thứ gì làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là đối với thành phố xếp hạng cuối cùng. Trần Mẫn Hòa nói hai câu rồi rời đi, hắn là người thông minh, biết rõ lúc này nên đi xa một chút thì hay hơn. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm một chút rồi duỗi hai tay nói. Bí thư Vương, hôm nay dù có thay đổi chút ít, thế nhưng tôi cũng đã từng trải qua vài sự kiện giống như thế này, thế nên chút nữa cứ để tôi lên báo cáo. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Quý Niên, hắn trầm giọng nói. Cứ để đấy cho tôi, phía bên kia có lẽ sẽ là bí thư lên đài, chúng ta ở bên này cũng không thể nào yếu thế hơn được. Khi hai người đang nói chuyện thì phòng họp vốn có chút ồn ào chợt yên tĩnh trở lại, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chợt thấy nhóm lãnh đạo Hào Nhất Phong lúc này đã lục tục tiến lên đài. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, Lão Ưỡn Ngực đi đầu, Thạch Kiên Quân đi bên cạnh Hào Nhất Phong, nói chuyện với Hào Nhất Phong với gương mặt tươi cười, bộ dạng rất thân mật. Hội nghị lần này có quy cách không thấp, chủ trì hội nghị chính là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn đơn giản tuyên bố nội dung và ý nghĩa của hội nghị, sau đó Chủ tịch Thạch Kiên Quân bắt đầu đứng lên phát biểu. Bài phát biểu của Thạch Kiên Quân quy nạp lại thì có 3 điểm, thứ nhất là tổng kết thành tích trong công tác kinh tế của toàn tỉnh trong thời gian qua, thứ hai chính là nói rõ những tồn tại khó khăn và khiêu chiến trong công tác phát triển kinh tế, thứ ba chính là yêu cầu các nơi khắc phục khó khăn, tìm ra phương hướng mới, xúc tiến và thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh tiến lên bậc thang và giai đoạn mới. Khi Thạch Kiên Quân phát biểu thì Vương Tử Quân chợt thấy có người dùng bút chọc vào người mình, hắn quay đầu thì thấy một tờ giấy được đưa vào trong tay. Hắn cúi đầu xem xét, chợt thấy bên trong tờ giấy là danh sách thành phố sắp xếp theo tốc độ phát triển kinh tế. Vương Tử Quân không quay đầu nhìn lại, hắn nhìn vào bản danh sách, hắn thấy vị trí trên cùng chính là thành phố Đông Bộ. Thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nhìn mà không khỏi sinh ra cảm giác khổ sở, hắn công tác rằng có 2 năm ở thành phố Đông Bộ. Khi chuẩn bị hưởng thụ thành quả do chính mình tạo ra thì lại bị điều đến làm bí thư thành phố La Nam. Tuy Vương Tử Quân không biết là ai đưa tờ giấy cho mình, thế nhưng Vương Tử Quân trực tiếp xé nát tờ giấy. Khi hắn ném những mảnh vụn xuống đất thì tiếng vỗ tay vang lên trong phòng. Vương Tử Quân vỗ tay theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì ra là Thạch Kiên Quân đã nói xong. Chủ trì hội nghị là Trương Đông Viễn tiến lên nói hai câu theo thông lệ, sau đó lão trầm giọng nói. Lúc này bắt đầu chương trình thứ hai của hội nghị, mời đồng chí Bí thư Thị ủy thành phố Đông Bộ Nguyễn Trấn Nhạc tiến lên phát biểu vài lời. Tuy Cục Thống kê không cho ra con số thông báo, thế nhưng dù là căn cứ vào lời phát biểu của Thạch Kiên Quân hay nhận được thông tin từ các nguồn khác, đại bộ phận mọi người đều biết thành phố Đông Bộ có tốc độ phát triển kinh tế mạnh nhất, dẫn đầu toàn tỉnh. Nguyễn Trấn Nhạc lần này lên tiếng tất nhiên sẽ tiếp nhận ban thưởng của Đảng ủy chính quyền tỉnh. Chương 665, hai tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng. Nguyễn Trấn Nhạc ăn mặc rất chất phác nhưng lại có khí độ rất bất phàm, hắn đi lại cực kỳ thản nhiên trước mặt các vị lãnh đạo tỉnh ủy. Sau khi tiến lên đài chủ tịch, hắn khẽ gõ micro rồi trầm giọng nói. Thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, hôm nay tôi cảm tạ lãnh đạo tỉnh đã cho tôi cơ hội lên tiếng, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Bí thư Vương, nếu ngài không đến thành phố La Nam, như vậy lúc này người phát biểu bên trên chính là ngài. Lý Quý Niên nhìn Nguyễn Trấn Nhạc rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ cười cười mà không mở miệng, hắn chăm chú nghe lời phát biểu của đối phương. Sau khi nói vài lời khách sáo thì Nguyễn Trấn Nhạc chợt thay đổi chủ đề. Nói thật, lần này tôi có thể đứng lên đây phát biểu, tôi còn cần phải cảm tạ một người. Tuy anh ấy đã rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế nhưng chúng tôi vĩnh viễn không thể quên những cống hiến của anh ấy cho sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ. Nguyễn Trấn Nhạc nói ra câu này làm cho rất nhiều người hiểu ra vấn đề,
Tất nhiên những người ngồi đây đều hiểu rõ Nguyễn Trấn Nhạc đang nói đến ai, càng hiểu Nguyễn Trấn Nhạc muốn cảm tạ ai. Tuy đây là sự thật, thế nhưng dù là ai cũng không ngờ Nguyễn Trấn Nhạc lại nói ra những lời như vậy. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Nguyễn Trấn Nhạc, hắn thật lòng bội phục thủ đoạn của đối phương thêm một phần. Chiêu thức này của Nguyễn Trấn Nhạc rất hay, không những biểu hiện lòng chân thành của mình, còn bịt kín tất cả những lời nói không hay của kẻ khác. Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa hưởng, lúc này ban ngành thành phố Đông Bộ chúng tôi không những muốn thừa hưởng, còn muốn khai thác phát triển thật mạnh, cố gắng đổi mới, từ một cây đại thụ biến thành một cánh rừng tươi tốt trên phương diện phát triển kinh tế. Nguyễn Trấn Nhạc nói 5 phút đồng hồ, trong thời gian đó dù là người bất mãn với hắn cũng không khỏi tỏ vẻ tán thưởng, tất nhiên hắn biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Hắn không những biểu hiện phong thái của mình, vừa khiêm tốn vừa biểu hiện khí phách của riêng mình. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm khi Nguyễn Trấn Nhạc kết thúc bài phát biểu và đi xuống dưới đài. Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn tiến lên nói ra chương trình thứ 3 của hội nghị, cũng chính là Vương Tử Quân tiến lên phát biểu vài lời. Sau khi gật đầu với Lý Quý Niên, Vương Tử Quân cất bước lên đài. Hắn đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, sau đó cười cười nói. Cảm tạ lãnh đạo tỉnh đã cho tôi cơ hội lên tiếng ngày hôm nay, tôi có thể đứng ở chỗ này, tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh, càng cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai mình. Thành phố La Nam chúng tôi tuy tồn tại nhiều khó khăn, thế nhưng cán bộ thành phố La Nam chúng tôi tự tin có thể tạo ra con đường phát triển kinh tế của riêng mình, chúng tôi có lòng tin thay đổi bộ mặt thành phố La Nam, có lòng tin xác lập vị trí của thành phố La Nam trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân kết thúc bài phát biểu của mình bằng 4 câu nói đầy tự tin, giống như biến tình huống tiến lên nhận lời phê bình trở thành lời tuyên thệ trước khi xuất quân. Không, phải nói là một bài diễn thuyết của Vương Tử Quân trước khi xuất quân. Tuy bây giờ Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, thế nhưng cũng không ai có thể đem tình huống kinh tế yếu kém của La Nam ném lên người Vương Tử Quân. Dù sao thì hắn mới đến nhận chức chưa được bao lâu, dù anh có là thần tiên cũng không thể thay đổi tất cả chỉ trong thời gian ngắn như vậy được. Nguyễn Trấn Nhạc quay lại vị trí của mình, hắn bắt đầu chăm chú lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân. Hắn thi thoảng còn cúi đầu ghi chép, đến khi Vương Tử Quân tỏ thái độ xong thì lại là người vỗ tay đầu tiên. Trúc Phu Bình ngồi bên cạnh Nguyễn Trấn Nhạc cũng vỗ tay rất mạnh, thế nhưng trong lòng hắn lại rất không yên. Tuy lời nói của Vương Tử Quân làm hắn cảm thấy rất phấn chấn, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ thành phố La Nam muốn đạt được những kết quả như lời nói của Vương Tử Quân thì còn phải đi đường xa, hơn nữa còn mất rất nhiều thời gian. Một khi đứng trên hội nghị này phát biểu thì căn bản sẽ khó thể thu hồi lời nói, nếu 1-2 năm sau thành phố La Nam phát triển khởi sắc thì không có vấn đề, nếu không sẽ là đả kích không nhỏ với Vương Tử Quân. Khẩu khí rất lớn, cho rằng có thể làm ra chút thành tích ở thành phố Đông Bộ thì lên mặt sao? Không biết thành phố La Nam là địa phương nào à? Đúng là thanh niên, thật sự không biết trời cao đất rộng. Khi Trúc Phu Bình đang lo lắng cho Vương Tử Quân thì chợt nghe thấy có người trầm giọng nói. Hắn quay đầu nhìn sang, thấy có người ở vị trí của thành phố Tam Hồ đang lên tiếng. Dù Trúc Phu Bình thật sự rất bất mãn với lời nói của đối phương, thế nhưng lúc này không phải thời điểm so đo. Khi hắn quay đầu lại thì một tràng vỗ tay vang lên, bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong bắt đầu phát biểu ý kiến. Hào Nhất Phong cũng không phát biểu rông dài, trung tâm của bài phát biểu chính là nắm chặt phát triển kinh tế. Trong lúc nói chuyện bí thư Hào cũng không quên tán dương các thành phố phát triển mạnh mẽ, lại tiến hành thúc giục các thành phố rớt lại phía sau. Điều kiện khách quan luôn tồn tại, nhưng tính năng động chủ quan của con người cũng không phải là như vậy, chúng ta cần phải nhập ra tùy tục, không chờ đợi không dựa dẫm, toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển. Chưa đến một giờ thì Trương Đông Viễn tuyên bố kết thúc hội nghị. Sau khi từ hội trường đi ra thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, Bí Thư Lưu mời anh đến phòng làm việc một chuyến. Đầu dây điện thoại bên kia vang lên một giọng nói cực kỳ khách khí. Vương Tử Quân nói một tiếng tôi sẽ đến rồi cúp điện thoại. Sau khi Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn quay sang Lý Quý Niên ở bên cạnh rồi cười nói. Chủ tịch Lý, Bí Thư Lưu triệu kiến tôi, lúc này tôi đi trước. Bí Thư Vương. Khi Vương Tử Quân xoay người muốn bỏ đi thì chợt nghe thấy có người gọi, hắn vô thức nhìn lại, chợt thấy Nguyễn Trấn Nhạc đứng cách đó không xa đang nở nụ cười đi về phía bên này. Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều hảo cảm với Nguyễn Trấn Nhạc, dù sao đối phương ở thành phố Đông Bộ cũng cho ra những động tác xa lánh bộ hạ của mình. Nhưng dù hắn không có hảo cảm với đối phương thì cũng phải biểu hiện giống như bình thường, vì thế hắn cũng nở nụ cười tiến lênh nghênh đón Nguyễn Trấn Nhạc.
Hai người bắt tay nhau rất ăn ý, Nguyễn Chấn Nhạc chợt dùng tay đẩy kính lên dùng giọng chân thành thắm thiết nói. Bí thư Vương, trưa nay anh có thời gian rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ nào đó tâm sự một chút nhé. Cũng xem như để tôi nói lời cảm tạ với anh. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không có chút mất tự nhiên của Nguyễn Chấn Nhạc, trong lòng thật sự bội phục khả năng tu dưỡng của đối phương. Vì sự kiện hạng mục đường sắt Mân Cô rõ ràng là hai người đã thể hiện thủ đoạn của mình trong tỉnh Sơn Nam. Cảm ơn thư ký Nguyễn, tôi đây đã có hẹn trước với người khác. Anh xem hay là thế này, đợi lần sau có cơ hội tôi sẽ cho ra lời mời, có được không? Vương Tử Quân nở nụ cười xin lỗi nói với Nguyễn Chấn Nhạc. Chương 666, một ngắm hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước. Nguyễn Chấn Nhạc tỏ ra có chút tiếc nuối, hắn lắc đầu nói. Bí thư Vương cứ bận rộn, có lẽ là do tôi hẹn ước quá muộn, nếu không thì chúng ta đã có cơ hội nói chuyện với nhau vài lời rồi. Thôi được, lần sau nếu có cơ hội thì hai chúng ta lại tiếp tục tâm sự. Hai người nói chuyện với nhau đều nở nụ cười, Nguyễn Chấn Nhạc buôn chuyện hai câu với Vương Tử Quân, sau đó hắn tươi cười nói. Bí thư Vương, trước tiên tôi phát lời mời với anh, tháng 10 năm nay hội nghị xúc tiến thương mại toàn quốc sẽ được tổ chức ở thành phố Đông Bộ, kính xin ngài đến tham gia. Hội nghị xúc tiến thương mại toàn quốc. Vương Tử Quân thầm lắp bắp kinh hãi, hắn biết hội nghị có lực ảnh hưởng rất lớn này, hơn nữa còn có ấn tượng rất sâu sắc. Dưới tình huống bình thường thì hội nghị xúc tiến thương mại sẽ được tổ chức ở tỉnh thành, bây giờ lại chuyển sang thành phố Đông Bộ, không thể không thừa nhận Nguyễn Chấn Nhạc là người có năng lượng cực đại. Tuy Vương Tử Quân rất muốn giữ vững bình tĩnh, thế nhưng hắn cũng không tự chủ được phải cảm thấy ghen ghét với Nguyễn Chấn Nhạc. Thật sự là quan hệ rộng là quá tốt. Nguyễn Chấn Nhạc có thể kéo hội nghị kia về thành phố Đông Bộ, chưa nói đến những vấn đề gì khác, chỉ riêng hội nghị kia đã là một thành tích rất lớn, có thể dùng nó để khoe khoang với người khác. Chúc mừng, đến khi hội nghị xúc tiến thương mại được tổ chức ở thành phố Đông Bộ thì tôi sẽ đến chúc mừng. Vương Tử Quân lộ ra nụ cười mừng rỡ nói. Bí thư Nguyễn, không thể không nói ngài đã làm ra một chuyện cực kỳ tốt cho thành phố Đông Bộ. Ha ha! Bí thư Vương quá khen như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy đỏ mặt. Hội nghị lần này sở dĩ được tổ chức ở thành phố Đông Bộ hoàn toàn là sự cố gắng của tỉnh ủy khối chính quyền tỉnh và cán bộ thành phố Đông Bộ, tôi cũng không dám tự nhận công. Nguyễn Chấn Nhạc nói, trên mặt lộ ra nụ cười khiêm tốn. Bí thư Nguyễn, Bí thư Nhất Phong mời anh đến gặp mặt. Khi hai người Vương Tử Quân đang nói chuyện với nhau, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ chợt đi đến nói. Sau khi nghe được lời của Quan Vĩnh Hạ thì Nguyễn Chấn Nhạc vội vàng nói. Bí thư Vương, tôi đi trước đây, sau này có dịp sẽ trò chuyện nhiều hơn. Vương Tử Quân khoát tay với Nguyễn Chấn Nhạc, tỏ ý đối phương cứ nhanh chân đi gặp lãnh đạo, không cần quan tâm đến mình. Quan Vĩnh Hạ bắt chuyện vài câu với Nguyễn Chấn Nhạc cũng nhìn thấy Vương Tử Quân, hắn cũng không nói thêm điều gì với Vương Tử Quân, chỉ khẽ gật đầu một cái. Vương Tử Quân khẽ cười rồi gật đầu với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Sau đó hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Chấn Nhạc và Quan Vĩnh Hạ chậm chậm bỏ đi nhưng không quên ân cần thăm hỏi lẫn nhau, trong lòng hắn vẫn nghĩ về hội nghị xúc tiến thương mại sẽ tổ chức ở thành phố Đông Bộ. Đúng lúc này chợt có người dùng giọng hâm mộ nói. Không bao lâu nữa trong tỉnh Sơn Nam chúng ta sẽ xuất hiện một vị lãnh đạo mới. Tuy người mở miệng cũng không nói đích danh là ai, thế nhưng đám người bốn phía đều hiểu vấn đề, trong mắt một số người còn lộ ra vẻ ghen ghét. Vương Tử Quân khẽ cười cười. Sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của Bí thư Lưu Truyền Thủy. Sau khi được thư ký giúp đỡ gõ cửa phòng làm việc của Bí thư Lưu, Vương Tử Quân đi vào thấy Lưu Truyền Thủy đang ngồi chờ mình sau bàn làm việc. Bí thư Tử Quân, đến chỗ này của tôi cũng đừng nên khách khí, mời cậu ngồi. Lưu Truyền Thủy khẽ khoát tay áo chặn lời của Vương Tử Quân, sau đó lão dùng giọng tùy ý nói. Tuy trước đó Vương Tử Quân có chút xích mích với phó Bí thư Lưu Truyền Thủy, thế nhưng hắn biết rõ lúc này Lưu Truyền Thụy vẫn là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, vẫn là lực lượng mạnh mẽ mà mình cần nương nhờ. Lúc này hắn cười cười nói. Vừa nghe nói ngài triệu kiến thì tôi cảm thấy cực kỳ bồn chồn, vừa rồi tôi đã làm kiểm điểm trên hội nghị kinh tế toàn tỉnh, bây giờ thậm chí vẫn còn nhớ những lời mình vừa mới nói ra, hay là tôi tiếp tục làm kiểm điểm. Đỡ cho ngài mở miệng dậy bảo một lượt nữa. Được rồi, đừng nói nhiều ở phòng của tôi, cậu ngồi xuống đi. Lưu Truyền Thủy khoát tay chặn lời của Vương Tử Quân, lão nói với gương mặt tràn đầy nụ cười. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Lưu Truyền Thủy, bộ dạng cực kỳ quy củ chờ bí thư Lưu cho ra lời dạy bảo. Lưu Truyền Thủy nhìn bộ dạng thành thật của Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt lại hòa ái hơn một chút.
nhưng trong lòng lão biết rõ, vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia không hề thành thật như những gì biểu hiện vào lúc này. Tử Quân, cháu trai khi nào thì được trăm ngày? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã chuẩn bị xong lễ vật, cậu nếu không nói cho tôi biết, đừng trách tôi trở mặt cho cậu biết tay. Lưu Truyền Thủy cũng không nói chuyện công tác, lão mỉm cười dùng giọng hòa ái hỏi việc gia đình của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy Lưu Truyền Thủy bày ra bộ dạng trưởng bối thì nụ cười trên mặt càng tươi sáng. Sắp xếp vào ngày 24 tháng 8, các cụ đều coi trọng lịch âm, nghe nói khi quyết định còn mời chuyên gia xem xét qua. Ha ha, ông nào mà chẳng thương cháu, chính tôi cũng có cảm nhận của riêng mình. Ví dụ như hai tiểu tử nhà tôi nhìn thấy chúng thì không mở miệng dậy bảo một chập sẽ cảm thấy không thoải mái, thế nhưng cháu gái nghịch ngợm thì tôi lại cảm thấy vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy cháu thì đã thấy vui rồi. Bí thư Lưu, xem ra tôi ở bên cạnh ngài có hơi lâu, thế nên mưa dầm thấm đất, quen luôn cả thói quen của ngài. Bây giờ tôi nhìn thấy tiểu tử kia thì thật sự chỉ muốn mở miệng dậy bảo mà thôi. Vương Tử Quân vốn nói theo lời của Lưu Truyền Thụy, thế nhưng nói lời cuối cùng lại bùng ra chút cảm xúc. Cậu đấy, cũng không nên đổ hết trách nhiệm lên người tôi, nếu không tôi sẽ nói cho lão lãnh đạo biết, sẽ cho cậu biết tay. Lưu Truyền Thụy nói đến đây thì chợt cảm khái nói. Tử Quân, thời gian không buông tha cho con người, mới chớp mắt mà cậu đã làm cha, lần sau gặp lại không biết tôi đã già thế nào rồi. Lãnh đạo có thể nói chính mình già đi, thế nhưng cấp dưới tuyệt đối không được nói lãnh đạo của mình già lão. Biết đâu lãnh đạo sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì, thế nhưng dù thế nào thì trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Vương Tử Quân càng hiểu rõ về phương diện này, thế cho nên hắn cười nói. Bí thư Lưu, bây giờ ngài vẫn còn rất khỏe mạnh, cũng không nên lười biếng vứt bỏ quang gánh, tỉnh Sơn Nam chúng tôi còn mong chờ vào sự lãnh đạo của ngài. Vương Tử Quân nói những lời này làm cho nụ cười trên mặt Lưu Truyền Thủy càng tươi sáng thêm vài phần, tỉnh Sơn Nam còn mong chờ sự lãnh đạo của ngài. Đây là câu nói cầu chúc Lưu Truyền Thủy tiến lên vị trí đứng đầu tỉnh ủy Sơn Nam của Vương Tử Quân. Tuy đây chỉ là một câu cầu chúc, thế nhưng Lưu Truyền Thủy nghe vào tai lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Tỉnh Sơn Nam phát triển cần sự chỉ đạo lèo lái của Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch, tôi cũng chỉ là một người tham mưu mà thôi, nói chung là đứng bên cạnh gõ vài tiếng trống cổ vũ. Lưu Truyền Thủy nói một câu khiêm tốn, sau đó cười nói. Năm xưa khi tôi bằng tuổi cậu thì đang công tác ở huyện Dương Cương. Mới đó mà 30 năm đã qua, những ông bạn già cùng chung chiến tuyến năm xưa bây giờ cũng không còn nhiều người ở trên cương vị. Lưu Truyền Thụy nói đến đây thì giống như chìm đắm trong ký ức của mình. Năm xưa tôi cũng không có điều kiện tốt như cậu bây giờ, không phải ngày nào cũng xã giao cơm ngon tiệc tùng hào hoa. Tôi nhớ năm đó Tết đến, đám người chúng tôi thèm ăn chịu không nổi, thế là lén bắt một con gà mang đi luộc, ăn mà miệng dính đầy dầu mỡ nhưng cực kỳ ngon miệng. Sau này dù ăn bất cứ thứ gì cũng chưa từng tìm lại được cảm giác như năm xưa. Lưu Truyền Thụy nói đến những lời này thì trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Vương Tử Quân cũng phối hợp nở nụ cười, thế nhưng trong lòng chợt xuất hiện một chút cảnh giác. Trong quan trường có một hiện tượng rất kỳ quái, quan nhỏ có thể tùy ý vung tay vỗ bàn nổi giận, thế nhưng quan càng lớn thì tính tình càng bình thản, nói chuyện che đậy cực kỳ kín đáo. Đến cấp bậc của Lưu Truyền Thụy thì mỗi câu mỗi chữ cho dù chỉ là những lời huyên thuyên thì trên cơ bản cũng không phải là nói nhảm. Hơn nữa với suy nghĩ hiện tại của Lưu Truyền Thụy, vẫn chưa đến mức nhàn rỗi nói với anh về những chuyện cũ năm xưa và độ tuổi của chính mình. Chương 666-2, ngắm hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước. Lúc này Lưu Truyền Thụy hào hứng kể chuyện cũ cho mình, rốt cuộc là có mục đích gì? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy. Thế là hắn nghĩ đến tình huống mỗi năm Lưu Truyền Thụy đều xuống nông thôn một lần. Ăn một bữa cơm gà thật sự là quá đã nghiền. Lưu Truyền Thụy dùng giọng cảm khái nói, giống như lão lại được cảm nhận dư vị thơm ngon năm xưa, sau đó nói tiếp. Còn trẻ công tác luôn dễ xúc động, bữa cơm hôm đó thật sự sướng miệng, thế nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng làm việc kín kẽ như trời, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện ra. Lưu Truyền Thụy nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Chuyện này đối với thời đại các cậu thì căn bản chẳng là gì lớn, thế nhưng đặt vào hoàn cảnh năm xưa thì thật sự là chuyện lớn bằng trời. Vương Tử Quân dù chưa từng trải qua niên đại kia, thế nhưng hắn đã từng được cha mẹ kể cho nghe, tuy vậy hắn cũng không đáp lời, chỉ chờ Lưu Truyền Thụy nói tiếp. Khi đó chúng tôi thật sự rất bàng hoàng, vì chuyện này được chứng thực thì chúng tôi sẽ bị xử phạt, hơn nữa lúc đó tôi lại đến thời điểm quan trọng, sắp được điều động. Lưu Truyền Thụy lấy ra một điếu thuốc. Sau đó châm lửa hít vào một hơi rồi nói tiếp.
Khi đó tôi thật sự căm hận chính mình, thế nhưng sự việc đã xảy ra, cũng không thể nào móc họng nhổ hết thịt gà ra được. Khi tôi đang cảm thấy cực kỳ buồn rầu thì có người đứng lên nhận lấy tất cả tội lỗi vào người mình, vì thế mà sự việc mới có chuyển biến, vận mệnh của tôi cũng có chuyển biến, đi sang một quỹ tích khác. Lưu Truyền Thụy không nói rõ người kia là ai, thế nhưng Vương Tử Quân thầm hiểu rõ đó là người nào. Lúc này hắn càng hiểu mục đích Lưu Truyền Thụy gọi mình đến đây lần này, thế nhưng sự kiện lần này có chuyển biến được sao? Chỉ cần mình lui, như vậy chút va chạm giữa mình và Lưu Truyền Thụy ở thời điểm trước đó sẽ được cải thiện mạnh mẽ, điều này có thể nói là cực kỳ tốt đẹp đối với tình cảnh của mình cần trợ lực trên tỉnh. Thế nhưng nếu mình lui, cái chết của Nhiếp Vinh Quân sẽ mãi mãi không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Vương Tử Quân nghĩ đến vẻ mặt bi phẫn của đám người Nhiếp gia khi đưa tang người thân, nghĩ đến vẻ mặt cố chấp của Giang Tiểu Vinh, thế là hắn chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Lưu, dù những gì xảy ra trước kia có nhiều khổ sở thế nhưng cũng là một phần tài phú khó có được, chúng tôi cần phải chú tâm học hỏi các ngài. Lưu Truyền Thụy nhìn Vương Tử Quân, hai mắt chậm rãi híp lại, thế nhưng vẻ mặt lại không chút biến đổi. Sau khi trầm ngâm một lát thì lão cười nói. Tử Quân nói không sai, những gì chúng tôi trải qua năm xưa, bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cực kỳ có hương vị. Được rồi, cũng không thể để cho những người trẻ tuổi như cậu cứ mãi chìm đắm trong ký ức của những người già chúng tôi. Hôm nay cậu đại biểu cho thành phố La Nam lên đài chủ tịch phát biểu vài lời, điều này chứng tỏ Bí thư Nhất Phong rất không hài lòng về hiện trạng phát triển kinh tế trong tỉnh. Thành phố La Nam thật sự có nhiều lý do khách quan, địa hình hiểm yếu, núi cao sông sâu, nông dân nghèo khổ, thế nhưng chúng ta cũng không phải cứ chú tâm vào những lý do như vậy. Lưu Truyền Thụy nói vài câu về hiện trạng kinh tế của thành phố La Nam, sau đó lại hào hứng hỏi Vương Tử Quân về quy hoạch tổng quan về phát triển kinh tế ở thành phố La Nam, cũng đưa ra vài ý nghĩ của mình trên những phương diện then chốt. Một giờ cứ trôi qua như vậy, khi thư ký đến nhắc nhở bí thư Lưu Truyền Thụy vẫn còn nhiệm vụ tiếp đãi vào giờ cơm trưa, Lưu Truyền Thụy mới cười ha hả tiễn chân Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc của mình. Nhìn vào nụ cười tươi hớn hở của Lưu Truyền Thụy, có thể thấy Lưu Truyền Thụy giống như đang rất hài lòng với Vương Tử Quân. Thế nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ tâm lý của bí thư Lưu, cũng hiểu khoảng cách giữa mình và bí thư Lưu Truyền Thụy đã càng ngày càng xa. Hai người Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thụy cũng không ai nhắc đến sự kiện Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng hai bên đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Tuy Lưu Truyền Thụy biểu hiện không nói gì thêm, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, Lưu Truyền Thụy sẽ tuyệt đối không bình tĩnh tự nhiên giống như những biểu hiện vừa rồi. Vương Tử Quân khẽ thở dài một hơi, hắn đi xuống khu văn phòng tỉnh ủy. Dù hắn cảm thấy phiền não vì sự việc liên quan đến mối quan hệ với Lưu Truyền Thụy, thế nhưng hắn lại cảm thấy mình không làm gì sai. Nếu như thời gian quay ngược lại, trở lại thời điểm khi còn ở trong phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy, Vương Tử Quân tin tưởng mình vẫn sẽ làm như vậy, sẽ làm việc nghĩa không chùn bước. Làm quan trong chốc lát, làm người cả đời, Vương Tử Quân quyết không cho phép mình vì chút lợi ích tức thời mà bôi đen lương tâm của mình. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta đi đâu? Đồng chí Tân khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân nhìn trời, hắn khẽ nói. Các anh đi tìm chỗ dùng cơm đi, tôi đi làm chút chuyện. Đồng chí Tân tất nhiên hiểu Vương Tử Quân nói cần đi xử lý chút chuyện là có ý gì, thế là hắn nói hai câu với lái xe rồi cười nói. Bí thư Vương, hai người chúng tôi đi dùng cơm, ngài có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi. Vương Tử Quân nhìn hai người đồng chí Tân bỏ đi, hắn càng có thêm nhiều hảo cảm với đồng chí Tân. Tuy đồng chí Tân đã có tuổi, thế nhưng người này lại cực kỳ hiểu ý. Hắn leo lên chiếc xe số 1 thị ủy La Nam, hắn có chút trầm ngâm, sau đó lái xe về phía khu nhà quân khu. Khi công tác càng thêm bận rộn thì cơ hội để Vương Tử Quân đến thăm Trương Lão Gia Tử là rất ít, bây giờ đúng lúc có cơ hội. Hắn nhân tiện đến thăm Trương Lão Gia Tử và dùng bữa cơm, đây là ý kiến không tồi. Trên đường đi Vương Tử Quân không thể không gọi điện thoại cho Trương Lộ Giai, thế nhưng cuối cùng hắn lại bấm nút tắt. Hắn là người đứng đầu một phương, hắn biết rõ hành tung của mình bây giờ luôn nằm trong tầm ngắm của người hữu tâm, nếu hắn không quản tốt dây lưng quần của mình, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra. Khi xe của hắn vào khu nhà quân khu, không biết có phải tác dụng của biển số xe số 1 thị ủy La Nam hay không. Cảnh vệ cũng không xem xét giấy tờ của hắn, trực tiếp cho hắn lái xe vào bên trong. Vương Tử Quân đi vào trong nhà của Trương Lão Gia Tử, đập vào mắt hắn vẫn là màu xanh tươi tốt, khu vườn có nhiều loại rau xanh, có cà chua đỏ, giàn nho xanh dờn, càng làm cho sân nhà tăng thêm nhiều phần sức sống.
Trương lão gia tử cũng không ở trong sân, Vương Tử Quân gọi vài tiếng rồi đi vào phòng khách. Nhưng hắn đi đến phòng khách cũng không thấy bóng dáng Trương lão gia tử, chỉ có nửa quả dưa hấu để lại, chứng minh chủ nhân của căn nhà đi chưa quá lâu. Sau khi gọi hai tiếng mà không ai trả lời, Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng khách, hắn chuẩn bị ra ngoài chờ thêm một lát. Đúng lúc này hắn nghe thấy âm thanh xào rau trong nhà bếp, hắn không khỏi đi về phía nhà bếp. Vương Tử Quân khẽ đẩy rèm nhà bếp, hắn đang định lên tiếng thì thấy Trương Lộ Giai đang đeo tạp dề, nàng đang xào rau, rất có bộ dáng của một người phụ nữ tề gia nội trợ. Vương Tử Quân chợt cảm thấy bùng lên xúc động, hắn đi đến sau lưng Trương Lộ Giai, dùng một tay kéo người phụ nữ này vào lòng mình. Trương Lộ Giai đầu tiên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, sau đó nàng cảm nhận được người ôm mình là ai, nàng khẽ véo tay Vương Tử Quân rồi sẳng giọng nói. Mau buông ra, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào sao. Vương Tử Quân không chịu buông ra, hắn cố ý ôm chặt Trương Lộ Giai giống như một đứa bé cố chấp. Tôi không buông, để xem chị có thể làm gì tôi. Ông đi mua nước tương, sẽ quay về ngay đấy. Trương Lộ Giai nở nụ cười ngọt ngào, nàng cũng không phải không muốn cho Vương Tử Quân ôm mình. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Trương Lộ Giai, hắn không nhịn được phải nói. Ông đến cũng không sợ. Vương Tử Quân vừa nói vừa đưa tay vuốt ve Trương Lộ Giai, môi cũng kề lên cổ nàng. Giai Giai, nước tương đến đây. Khi Vương Tử Quân tỏ ra động tình thì âm thanh của Trương lão gia tử chợt vang lên. Chương 667, một muốn lên mây phải nhờ gió. Trên bàn đá dưới giàn nho có vài món thức ăn, còn có vài món rau xào của Trương Lộ Giai, tất cả trở thành thứ Trương lão gia tử dùng để chiêu đãi Vương Tử Quân. Tử Quân, cậu đã lâu rồi chưa đến chỗ này của tôi dùng cơm, nếm thử món dưa chuột này xem, tuyệt đối ngon hơn dưa ngoài chợ nhiều. Trương lão gia tử vẫn cởi mở như trước, thế nhưng mái tóc bạc đã dần thưa đi. Dưới sự nhiệt tình chiêu đãi của Trương lão gia tử, Vương Tử Quân vừa ăn vừa cười nói. Ông Trương, cháu cũng muốn đến chỗ ngài, thế nhưng thật sự có chút thoát thân không được. Khoảng thời gian này thật sự cháu có hơi bận. Trương Lộ Giai ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, nàng nhìn ông và Vương Tử Quân chậm rãi nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi thầm mắng Vương Tử Quân ra mặt dày hơn so với trước kia, thiếu chút nữa đã bị ông bắt gặp trong nhà bếp. Chính mình bây giờ còn cảm thấy ngại ngùng, thế mà hắn lại coi như không có việc gì xảy ra. Tử Quân, anh Vương gọi điện thoại cho tôi, nói là hai ngày nữa sẽ là trăm ngày cho con cậu. Tôi nói cho cậu biết, lần này dù thế nào tôi cũng phải đến tham gia náo nhiệt mới được. Trương lão gia tử nói đến điều này thì dùng giọng cảm khái nói. Mới đó mà chúng tôi đã lên đến chức cụ rồi. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trương lão gia tử, hắn cảm nhận được sự thương cảm của ông cụ, thế là cười cười nói. Ông Trương, làm cụ thì tính là gì, với sức khỏe của các ngài có khi lại được làm kỳ ấy chứ. Ha ha ha, lời nói của Vương Tử Quân rõ ràng là chạm vào đáy lòng Trương lão gia tử, lão vừa cười vừa chỉ vào Vương Tử Quân nói. Tiểu tử cậu là bí thư thị ủy chủ trì một phương, thế mà vẫn ăn nói như vậy. Dù không quá tin tưởng vào lời nói của Vương Tử Quân thế nhưng tâm tình của Trương lão gia tử vẫn khá hơn khá nhiều, sau khi cùng uống một ít rượu với Vương Tử Quân thì lão cười nói. Tử Quân, cậu có biết Nguyễn Trấn Nhạc không? Thật không ngờ Trương lão gia tử lại nhắc đến Nguyễn Trấn Nhạc, Vương Tử Quân không khỏi có chút sững sốt, sau đó mới khẽ nói. Đã có vài lần gặp mặt. Đứa bé kia rất tốt, cậu nên làm tốt quan hệ với nó, sẽ không có gì bất lợi với cậu. Trương lão gia tử nói đến đây thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu muốn thuận gió phát triển thì đây chính là cơ hội. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương lão gia tử, trong lòng chợt nghĩ đến những lời nói của Mạc gia. Thế là một chút cảm xúc hiện lên trong đáy lòng. Thuận gió phát triển sao? Ông Trương, bây giờ cháu cảm thấy mình có hơi yếu, nếu như gió quá lớn, chưa lấy được thứ gì tốt thì sợ rằng đã bị đánh gãy xương rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Trương lão gia tử luôn nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này ánh mắt có hơi đục chợt phát sáng, thế nhưng luồng sáng chỉ duy trì được một lát, sau đó nhanh chóng biến mất. Tử Quân, có câu đi theo số đông không bị đánh. Cậu có biết không? Vương Tử Quân hiểu rõ tâm tư của Trương lão gia tử, nào không rõ ông cụ đang chỉ điểm cho mình. Tuy lúc này hắn đã có quyết đoán, thế nhưng trong lòng vẫn cảm động. Cháu biết rõ điều này. À, biết rõ thì tốt, cậu đừng nghĩ bây giờ mình xuôi trèo mát mái mà chủ quan, nhưng đến khi cậu đối diện với số đông, dù là những người thân cận nhất cũng sẽ không đứng ra giúp đỡ cậu. Trương lão gia tử dùng giọng nhàn nhạt nói,
bên trong có mang theo vài phần cảm xúc, cũng có chút u buồn. Vương Tử Quân có thể hiểu ý của Trương lão gia tử, dù là người thân, khi động đến lợi ích của bản thân, cũng chưa chắc sẽ đứng về một phía với mình. Ông Trương, cháu hiểu rõ điều này, thế nhưng tính tình của cháu là như vậy, nếu nói cháu làm việc dựa theo ý chỉ của người khác, hì hì, nói thật, còn không bằng để cháu về nhà làm ruộng. Làm ruộng, tiểu tử cậu có làm được sao? Trương lão gia tử khoát tay áo với Vương Tử Quân, sau đó lại cười nói. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao thì làm nông cũng thoải mái con người, mà thoải mái cũng là một cách hưởng thụ. Dựa vào vị trí của cậu hiện tại, dù thế nào cũng lên đến vị trí lãnh đạo cấp tỉnh, đời người khổ ngắn, tranh đấu liên tục. Vương Tử Quân tuy không đồng ý với những lời nói của Trương lão gia tử nhưng ngoài miệng vẫn không biểu hiện sự đối nghịch. Sau khi Trương lão gia tử uống hai ly rượu thì Trương Lộ Giai cũng rất khí phách thu lấy chai rượu, sau đó không quen dùng giọng cảnh cáo nhắc nhở ông mình và Vương Tử Quân về những lời căn dặn của bác sĩ. Không có rượu nên tốc độ dùng cơm nhanh hơn vài phần, Trương lão gia tử tuy rất tình nguyện nói chuyện với Vương Tử Quân, thế nhưng dù sao cũng là người có tuổi, tinh lực cũng đang liên tục suy giảm. Sau khi nói chuyện phiếm với Vương Tử Quân thêm vài câu, lão nhanh chóng quay về phòng ngủ của mình. Trương Lộ Giai thu thập chén dĩa vào nhà bếp, sau đó nàng đưa đến một dĩa nho. Nàng nhìn Vương Tử Quân đang rơi vào trầm tư, sau đó cười nói. Nho này cũng không phải do ông trồng nhưng hương vị cũng rất ngon. Tuy Trương lão gia tử đã đi ngủ thế nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không dám làm càn, hắn vừa ăn nho vừa trò chuyện cùng Trương Lộ Giai. Lúc này Vương Tử Quân chợt cảm thấy tinh thần và thể xác của mình sinh ra cảm giác thả lỏng, vô tình hắn chìm đắm trong cảm giác thoải mái vào hiện tại, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ. Khi Vương Tử Quân mở to mắt thì ánh nắng mặt trời đã chiếu lên cửa kính, một giấc ngủ khá ngon, hắn lười biếng nằm trên giường đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiếu qua cửa kính. Chị Lộ Giai, tối nay có món gì ngon không? Cửa bị đẩy ra, Vương Tử Quân thuận miệng hỏi. Không biết, nhưng chắc chắn sẽ có món ngon. Một âm thanh căng cứng truyền đến, nhưng trả lời câu hỏi của Vương Tử Quân không phải là Trương Lộ Giai mà chính là Trương Đông Viễn. Vương Tử Quân nghe được giọng nói của Trương Đông Viễn thì giật nảy mình, hắn không ngờ Trương Đông Viễn lại xuất hiện vào lúc này. May mà vừa rồi mình không nói sai lời nào, nếu không thì sẽ có vấn đề với bố vợ hờ. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống buổi trưa mình và Trương Lộ Giai thiếu chút nữa bị Trương lão gia tử bắt gặp, thầm nghĩ hôm nay mình mạo phạm vào vị thần tiên nào. Hay là ra cửa không xem giờ? Chú Trương. Vương Tử Quân trần chờ giây lát rồi nhanh chóng ngồi thẳng người trầm giọng chào hỏi Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn khẽ gật đầu, sau đó lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi cười nói. Thế nào, vì không thoải mái nên chạy đến nhà ông cụ uống rượu giải sầu sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Trương Đông Viễn, hắn cười cười nói. Không phải, chỉ là cảm thấy có vài ngày không gặp ông, thế nên đặc biệt đến xem. Không ngờ uống được hai ly thì buồn ngủ như vậy. Trương Đông Viễn cũng không dây dưa ở vấn đề này, lão trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên nói. Cậu thấy hội nghị hôm nay thế nào? Chương 667, 2, muốn lên mây phải nhờ gió. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Trương Đông Viễn, hắn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Trọng tâm của hội nghị là phát triển kinh tế. Cậu nói rất đúng. Hoàn cảnh hiện tại thật sự coi phát triển kinh tế là trọng tâm. Là lãnh đạo một phương, nếu như không có thành tích và phương án phù hợp phát triển kinh tế, dù là bên trên có người đề cử, cậu muốn tiến bước lên cao cũng không thể dễ dàng. Trương Đông Viễn nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Với tình huống của thành phố La Nam thì cậu định bắt tay vào phương diện nào để phát triển kinh tế? Nếu muốn thành phố La Nam phát triển thì cháu nghĩ trước tiên phải có một con đường. Nếu không thì dù thành phố La Nam có ưu thế hơn nữa cũng không thể phát huy tác dụng. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trương Đông Viễn. Tuy bây giờ Trương Đông Viễn không còn là phó giám đốc sở giao thông, thế nhưng là một phó chủ tịch thường vụ thì vẫn có lực ảnh hưởng rất lớn với sở giao thông tỉnh Sơn Nam. Trương Đông Viễn khoát tay áo. Đường cao tốc từ thành phố La Nam đến Sơn Viên đầu tư quá lớn, lúc này muốn xây dựng đường cao tốc phải tập trung tài chính của toàn tỉnh. Tôi cảm thấy Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch sẽ căn bản không giúp đỡ phương án này. Vương Tử Quân hiểu Trương Đông Viễn nói đến đúng tình hình thực tế, phí đầu tư xây dựng đường cao tốc là rất cao, hơn nữa từ thành phố Sơn Viên đến La Nam đều là đường núi, nếu muốn làm đường thì thật sự rất khó khăn. Lúc này toàn tỉnh Sơn Nam đang ở vào giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế,
nếu để cho Hào Nhất Phong và Thạch Kiên Quân bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng đường cao tốc từ thành phố Sơn Viên đến La Nam, căn bản là khó thể nào thực hiện được. Nhưng thành phố La Nam muốn phát triển mà chỉ dựa vào đường sắt thì không được, không có đường cao tốc sẽ áp chế xu hướng phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Vương Tử Quân không phải chưa từng nghĩ về phương hướng phát triển kinh tế của thành phố La Nam, nhưng tất cả mọi thứ đều phải được thực hiện dưới tình huống giao thông thuận lợi. Nếu như không có đường giao thông thuận tiện, có xí nghiệp nào tình nguyện đầu tư vào một thành phố mà chi phí vận chuyển cao hơn nhiều so với địa phương khác như La Nam? Chú Trương, thành phố La Nam chúng cháu không thể không làm đường cao tốc, chú cảm thấy nếu chúng cháu muốn làm đường, như vậy tỉnh sẽ cho được bao nhiêu tiền? Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng hỏi Trương Đông Viễn. Trương Đông Viễn cũng không suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi của Vương Tử Quân, thế nhưng lão là phó chủ tịch thường vụ nắm khối tài chính, chỉ sau một phút thì đã cho Vương Tử Quân một con số đại khái. Nhiều lắm là hai phần. Tỉnh Sơn Nam chỉ giúp đỡ được hai phần, như vậy còn lại tám phần rơi lên vai thành phố La Nam. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn biết rõ với tình huống hiện tại của La Nam, nếu như dùng tài chính của thành phố để làm đường cao tốc, đừng nó là 2 năm sẽ xong, dù là 10 năm cũng không đủ. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc lâu, lúc này mới trầm giọng nói. Nếu trong tỉnh đã không cho ra nhiều tiền, ít nhất cũng phải có chính sách giúp đỡ chứ. Trương Đông Viễn cho rằng Vương Tử Quân sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Lão là một cán bộ lão thành của Sở Giao thông tỉnh Sơn Nam, lão hiểu rõ tình huống giao thông trong tỉnh như lòng bàn tay. Khi lão định mở miệng chỉ điểm cho Vương Tử Quân thay đổi ý nghĩ, đổi phương hướng, chuyển sang tu sửa chắp vá. Tuy như vậy không giải quyết được vấn đề giao thông ở La Nam, thế nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với hiện tại. Quan trọng là như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, có thể giảm bớt tính nguy hiểm đối với Vương Tử Quân trên phương diện xây dựng mới con đường, thế nhưng Trương Đông Viễn lại không ngờ Vương Tử Quân hỏi đến phần chính sách nghiêng cho La Nam. Cậu muốn chính sách gì? Trương Đông Viễn trầm ngâm một chút rồi trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Cháu muốn nắm quyền lợi chủ đạo trên phương diện xây dựng đường cao tốc. Vương Tử Quân khẽ cắn môi rồi trầm giọng nói. Phương diện xây dựng đường cao tốc trong tỉnh Sơn Nam đều do Sở Giao thông phụ trách, tất nhiên Sở Giao thông sẽ quyết định công ty xí nghiệp đến xây dựng đường cao tốc. Lúc này Vương Tử Quân há miệng muốn thu quyền lợi này vào trong tay thành phố La Nam. Trương Đông Viễn nhìn gương mặt của Vương Tử Quân, lão không nói gì hơn. Lão vốn cảm thấy Vương Tử Quân có chút cuồng vọng, thế nhưng khoảnh khắc này lão nhìn ánh mắt kiên định của Vương Tử Quân, chợt sinh ra cảm giác tin tưởng. Nếu như tỉnh chỉ đầu tư vào hai phần mà có thể xây dựng được đường cao tốc từ Sơn Viên đến La Nam, như vậy thì dù là Hào Nhất Phong hay Thạch Kiên Quân cũng đều cảm thấy vui sướng. Dù sao thì đó cũng là thành tích của hai người bọn họ, càng tạo nên cơ sở cho sự phối hợp phát triển của các thành phố trong tỉnh Sơn Nam. Nếu cậu muốn đi được bước này thì cần tìm người ủng hộ. Trương Đông Viễn nói đến đây thì dùng giọng nhẹ nhàng nói. Dù sao thì con đường kia được xây dựng thì người được lợi không chỉ là thành phố La Nam. Sau khi dùng cơm tối trong nhà Trương Lão Gia Tử, Vương Tử Quân cũng không dày mặt tiếp tục ở lại. Sau khi xin miễn lời mời chân thành của Trương Đông Viễn, Vương Tử Quân lái xe như bay về phía phòng làm việc của mình trong khu thường trú thành phố La Nam ở Sơn Viên. Nhân viên công tác của khu thường trú đã biết tin tức Vương Tử Quân sẽ đến, thế cho nên ngoài những nhân viên có công tác đặc biệt, tất cả đều phải có mặt trực ban. Vương Tử Quân chỉ khẽ cười nói vài câu với lãnh đạo khu thường trú. Sau đó hắn và đồng chí Tân đi vào gian phòng của mình. Sau khi Vương Tử Quân rửa mặt thì đồng chí Tân trầm giọng nói. Bí thư Vương, tối nay Chủ tịch Lý mời lãnh đạo Ủy ban Cải cách tỉnh Sơn Nam dùng cơm, trước khi đi anh ấy cũng liên lạc với ngài, thế nhưng lại không gọi được. Vương Tử Quân gật đầu không nói gì, lúc này trong đầu hắn vẫn nghĩ đến chuyện cầu đường. Con đường cao tốc này rất quan trọng với thành phố La Nam, dù La Nam có đường sắt. Thế nhưng giao thông đường bộ thuận tiện chính là một trong những bộ phận quan trọng nhất để một thành phố phát triển. Chí Tân, anh thông báo cho phòng giao thông thành phố, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn tư liệu về việc xây dựng con đường nối giữa thành phố La Nam và Sơn Viên, tôi có việc cần dùng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, hắn nhanh chóng ghi chép chỉ thị của Vương Tử Quân vào trong sổ. Đồng thời trong đầu cũng bắt đầu suy đoán về ý nghĩa lời phân chó của bí thư Vương Tử Quân cho phòng giao thông thành phố. Vương Tử Quân ở lại Sơn Viên một ngày, sáng hôm sau hắn và Lý Quý Niên cùng nhau quay về thành phố La Nam. Lúc này hai người bọn họ đều cảm thấy nên nhanh chóng quay về La Nam, thế nhưng không ngờ chạy được nửa đường thì có một chiếc xe than đá gặp nạn ngay giữa đường.
Chương 667, 3, muốn lên mây phải nhờ gió. Xe than đá gặp nạn làm cho đoàn xe phía sau xếp thành hàng dài, đừng nói là nhóm người Vương Tử Quân, dù là xe máy cũng khó thể nào qua lại được. Lúc bắt đầu thì mọi người còn giữ được tỉnh táo, nhưng thời gian dần trôi qua, những người bị chặn đường bắt đầu la mắng. Nhưng dù thế nào, chỉ cần chiếc xe tải kia không được kéo đi, bọn họ căn bản không thể nào đi qua được. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn bước xuống xe nói. Chủ tịch Lý, con đường này nên làm lại, nếu không với hoàn cảnh địa lý như thế này, muốn kéo xí nghiệp về đầu tư ở La Nam thì căn bản là không thể. Ánh mắt Lý Quý Niên lúc này đang nhìn về phía hai người đang cãi vã nhau, hai người kia vì nóng vội mà không thèm quan tâm đến lời nói của mình. Sau khi nghe Bí Thư Vương lên tiếng thì Lý Quý Niên cười khổ một tiếng nói. Bí Thư Vương, nếu muốn tu sửa con đường này, nếu tỉnh không hạ quyết tâm thì thật sự là không thể nào thành công. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Lý Quý Niên, hắn trầm giọng nói. Cả tỉnh có 19 thành phố, nếu muốn tỉnh nhớ đến thành phố chúng ta, còn không biết chờ đến ngày tháng năm nào. Với tình huống hiện tại thì hai người chúng ta cần phải cùng nhau lên tiếng. Ôi! Lý Quý Niên thở dài một hơi, hắn cũng muốn tu sửa xây dựng lại con đường này, thế nhưng sau khi cho ra dự toán thì hắn căn bản không còn dũng khí để nhắc đến nó. Bí Thư Vương, nếu chỉ dựa vào tài chính của thành phố chúng ta để sửa đường thì cực kỳ khó khăn. Tuy khó nhưng vẫn phải làm, tuy đường sắt Mân Cô được tiến hành sẽ giải quyết được một phần giao thông ở La Nam, thế nhưng nếu không có đường cao tốc thì thành phố La Nam giống như một người mất một chân. Vương Tử Quân nói đến phương diện này, hắn đang chuẩn bị nói tiếp vài lời với Vương Tử Quân thì chợt nghe thấy có người hô lớn. Ôi, đây không phải là Bí Thư Vương sao? Thật không ngờ lại trùng hợp thế này, có thể gặp anh ở đây. Khi âm thanh nhiệt tình vang lên thì một bóng người từ phía sau đi đến, Vương Tử Quân quay đầu nhìn, thì ra là vị giám đốc công ty giải trí Tiêu Quảng Niên gặp được trên máy bay. Tiêu Quảng Niên dù biết Vương Tử Quân là một quan viên, thế nhưng hắn lại căn bản không biết cấp bậc của Vương Tử Quân. Khi Tiêu Quảng Niên đi đến thì Vương Tử Quân nói với Lý Quý Niên. Đây là một người bạn quen trên máy bay, cũng không ngờ hôm nay kẹt xe lại gặp mặt nhau. Khi Vương Tử Quân nói chuyện với Lý Quý Niên thì Tiêu Quảng Niên cũng đi đến bên cạnh hai người. Bí Thư Vương, thật sự là nhân sinh cũng có ngày gặp lại, vốn cho rằng hai chúng ta ngồi chung một chuyến bay chính là duyên phận, cũng không ngờ hôm nay kẹt xe lại được gặp ngài. Tiêu Quảng Niên vẫn là bộ dạng như cũ, hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân, lại dùng giọng quen thuộc nói. Vương Tử Quân gặp mặt Tiêu Quảng Niên thì cảm thấy có chút vui vẻ, hắn bắt chặt tay đối phương rồi cười nói. Thật sự là duyên phận. Giám đốc Tiêu, sao anh lại đến đây? Đến đây để bàn bạc kinh doanh, hì, đường đã kẹt kín, con bà nó xem ra hôm nay không bàn bạc gì được. Tiêu Quảng Niên vừa nói vừa tỏ ra ảo não. Vương Tử Quân cũng không hỏi Tiêu Quảng Niên làm gì, hắn giới thiệu Tiêu Quảng Niên cho Lý Quý Niên, nhưng hắn cũng không nói ra thân phận của Lý Quý Niên, chỉ nói đó là đồng sự của mình. Tiêu Quảng Niên là người giỏi giao tế, tuy hắn không hỏi thân phận thật sự của hai người Vương Tử Quân. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của Lý Quý Niên, hắn đoán được thân phận Bí Thư Vương là bất phàm, thế cho nên nói lời rất khách khí. Anh đang đầu tư một game mới sao? Vương Tử Quân nhìn con đường còn chưa thông thoáng, hắn thuận miệng hỏi Tiêu Quảng Niên. Không phải, trước mắt tôi đang đầu tư một bộ phim. Tiêu Quảng Niên nói đến đây thì gãi gãi đầu. Nhưng không phải người trong nghề không biết tình hình của nghề đó, có lẽ chúng tôi phải nhanh chóng bỏ qua thôi. Lý Quý Niên tuy không có hảo cảm gì với một Tiêu Quảng Niên tự nhiên chạy đến, thế nhưng lúc này kẹt xe có người tâm sự cũng là một phương pháp giải tỏa buồn chán, thế là cũng mở miệng góp vui. Tôi nghe nói bây giờ điện ảnh rất dễ kiếm tiền, sao anh lại bỏ qua chứ? À, chủ yếu là vì không có tiền, vị đạo diễn kia cầm kịch bản đến gặp tôi, nói chỉ 3 triệu là được, thế nhưng chưa quay mà đã phải bỏ ra mất hơn 1 triệu, thật sự là không thể chịu được. Tiêu Quảng Niên thật sự giống như đập đầu vào tường. Hắn liên tục lắc đầu, sau đó dùng giọng oán giận nói với Lý Quý Niên. Nếu như đã đầu tư nhiều như vậy thì phải kiên trì, nếu như bỏ lỡ giữa chừng thì chẳng phải những gì đầu tư trước đó sẽ giống như hắt nước ra ngoài sao. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi nói ra ý kiến của mình. Tiêu Quảng Niên vung hai tay lên dùng giọng khó xử nói. Tôi cũng hiểu như vậy, nếu có thể thì tôi sẽ tiếp tục kiên trì, thế nhưng khó khăn quá nhiều, chưa nói đến vấn đề tài chính. Dù là sân bãi hay phim trường cũng có nhiều phiền toái. Nếu không phải đạo diễn nổi tiếng thì sẽ không tìm được diễn viên tốt, bây giờ hầu như có thể xác định,
nếu tiếp tục quay thì căn bản sẽ chẳng thu được bao nhiêu tiền. Vậy mà anh còn đầu tư sao? Vương Tử Quân tuy tiếp xúc không nhiều với Tiêu Quảng Niên, thế nhưng hắn biết đối phương là người khôn khéo, dựa vào lời nói thì giống như người này đang tự đào hố để chính mình nhảy xuống vậy. Tôi chẳng qua cảm thấy nội dung của nó rất hay, cảm thấy nhất định sẽ hút khách, thế cho nên mới đầu tư. Còn bà nó lúc đó rõ ràng là tôi thật sự ngu muội, không ngờ làm điện ảnh cũng chẳng phải dễ dàng như vậy. Tiêu Quảng Niên nói đến đây thì vỗ vỗ tay lên đầu mình, sau đó dùng giọng ảo não nói. Tôi cảm thấy mình bị kẹp giữa hai cánh cửa, đi sang trái hay phải đều đụng đầu, nếu không đi lại bị cửa kẹp lên người, nếu không tiếp tục đầu tư thì thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu. Anh đầu tư bộ phim gì? Vương Tử Quân nở nụ cười vì câu nói của Tiêu Quảng Niên, hắn dùng giọng hứng thú hỏi. Con bà nó là cổ trang tiên hiệp, tên là Tiên Kiếm Vấn Tình. Tiêu Quảng Niên cũng không che giấu mà mở miệng nói. Tiên Kiếm Vấn Tình. Vương Tử Quân chợt sững sờ, tuy kiếp trước hắn cũng không có hứng thú với các loại phim võ hiệp tiên hiệp, thế nhưng hắn vẫn xem qua bộ phim nổi tiếng trong nước, không, phải nói là cả thế giới này một lần. Hắn nghĩ đến tình huống doanh thu của bộ phim vào kiếp trước, thế là không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn Tiêu Quảng Niên. Đồng thời trong đầu hắn lại xuất hiện một phần trí nhớ đã phong trần, sau khi bộ phim này đoạt được giải quốc tế thì đạo diễn Trần Tiên Sinh tiếp nhận phỏng vấn đã dùng giọng ảo não nói, thật ra bộ phim đáng lý sẽ được ra mắt vào thời điểm 5 năm trước, thế nhưng vì người làm phim đột nhiên rút lui, công tác làm phim cực kỳ khó khăn, đến mức bộ phim không thể nào tiếp tục được thực hiện. Nếu như vị đạo diễn trẻ tuổi kia không cố gắng duy trì, chỉ sợ bộ phim này sẽ vĩnh viễn không thể nào ra mắt khán giả. Chương 668, một gà trống. Vì nguồn lợi từ bán vé quá lớn nên rất nhiều người tỏ ra thổn thức vì ánh mắt quá kém của nhà đầu tư trước kia, có người trên mạng còn đặt cho người kia một cái tên, nhà làm phim đầu heo. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tai to mặt lớn của Tiêu Quảng Niên, trong đầu chợt nghĩ đến đầu heo, thế là không khỏi nở nụ cười nói. Anh Tiêu, làm việc đều khó thể thuận buồm xuôi gió, dù thế nào thì cũng sẽ gặp phải muôn ngàn khó khăn. Nhìn một chút biết đâu sẽ có hy vọng. Bí thư Vương, cảm ơn ý tốt của hai vị, thế nhưng Tiêu Quảng Niên tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tiền cảnh của bộ phim này thật sự quá khó chịu, nếu như không dừng lại thì tôi sẽ ngày càng lỗ. Tiêu Quảng Niên nói rồi lắc đầu như chống bỏi, giống như bộ phim này là một con rắn độc cứ quấn lấy người hắn. Vương Tử Quân cười khổ một tiếng, thầm nghĩ Tiêu Quảng Niên sau này cũng đừng nên hối hận, chính mình tận tình khuyên bảo, thế nhưng đối phương vẫn đi trên con đường cũ. Kiên trì rút lui. Chính hắn cũng không thể nói rõ tương lai của bộ phim cho Tiêu Quảng Niên, nếu bây giờ Tiêu Quảng Niên rút lui, chỉ sợ sau này sẽ cực kỳ hối hận. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ, hắn không khỏi nhớ đến ảnh hưởng to lớn của bộ phim này trong nước, thế là trong đầu lóe lên ánh sáng, hắn cười nói với Tiêu Quảng Niên. Anh Tiêu, anh có kịch bản không? Cho tôi xem qua một lượt, tôi có một người bạn chuyên đầu tư kinh doanh, nếu kịch bản tốt, tôi sẽ đề cử cho cô ấy. Lúc này dù sao cũng nhàn rỗi, hơn nữa Tiêu Quảng Niên cảm thấy Vương Tử Quân và Lý Quý Niên cũng đáng kết giao, thế cho nên lấy ra hai phần kịch bản. Chẳng qua có lẽ là vì tiết kiệm giấy, thế cho nên cỡ chữ trên giấy là số 5. Khi thấy Vương Tử Quân nhìn vào kịch bản thì Tiêu Quảng Niên có chút ngượng ngùng. Bí thư Vương, lúc đó tên viết bản thảo cũng không quá chú ý, thế cho nên cỡ chữ hơi nhỏ, hì hì. Không giải thích chẳng sao. Giải thích như vậy càng làm cho người ta nhìn Tiêu Quảng Niên bằng ánh mắt hèn mọn bỉ ổi. Lý Quý Niên vốn không có tâm tư gì, bây giờ càng không muốn xem kịch bản. Vương Tử Quân thì không quá quan tâm, hắn cười cười và tiếp tục xem xét. Kịch bản này thật sự không tồi, Vương Tử Quân cảm thấy ít nhất nhìn vào phương hướng thì kịch bản tuy có chút chênh lệch với nội dung phim của đời sau nhưng ít nhất cũng cho ra hình dáng đại khái. Hèn gì trước đó nội dung của nó có thể hấp dẫn một người tham tiền như Tiêu Quảng Niên đầu tư vào cả triệu bạc. Anh Tiêu, nếu bỏ qua bộ phim này thì thật sự rất đáng tiếc. Vương Tử Quân khẽ đặt kịch bản xuống rồi nói với Tiêu Quảng Niên. Tiêu Quảng Niên cũng không định nhận tài trợ từ trong tay Vương Tử Quân, dù sao thì thân phận của Vương Tử Quân cũng không phù hợp, căn bản không thể tài trợ được. Sau khi nghe đánh giá của Vương Tử Quân thì Tiêu Quảng Niên miễn cưỡng cười cười nói. Bí thư Vương, tôi cũng không muốn bỏ qua, thế nhưng tiền đầu tư thật sự quá nhiều. Hơn nữa quay bộ phim này cũng cần một địa phương phong cảnh tốt, nếu không phí tổn làm phim trường sẽ là rất cao. Thấy Tiêu Quảng Niên đã quyết tâm thì Vương Tử Quân chợt nói. Anh Tiêu, anh cũng đừng nên vội vàng bỏ qua, tôi sẽ nói với người bạn của tôi, để xem cô ấy có hứng thú không đã.
Được. Tiêu Quảng Nhiên dù sao cũng đã hết hy vọng, bây giờ gắng gượng một chút cũng không có vấn đề. Khi hai người Vương Tử Quân và Tiêu Quảng Nhiên nói chuyện với nhau thì chiếc xe than đá cuối cùng cũng được sửa chữa, sau đó cảnh sát giao thông chạy đến cũng nhanh chóng khai thông bế tắc. Sau khi từ biệt Tiêu Quảng Nhiên, Vương Tử Quân leo lên xe bỏ đi. Bí thư Vương, con đường này của thành phố La Nam thật sự làm cho người ta cảm thấy đau đầu, cũng không biết ngày nào tháng nào mới làm xong con đường cao tốc này. Lý Quý Niên nhìn những chiếc xe dần giãn ra, hắn dùng giọng cảm khái nói. Vương Tử Quân khẽ nói. Vì chúng ta cũng tốt, vì thành phố La Nam cũng tốt, con đường này chúng ta bắt buộc phải tu sửa. Lý Quý Niên thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, Vương Tử Quân xem ra vẫn còn quá trẻ, nói chuyện quá hay. Vừa rồi chủ yếu là hắn nói một lời cảm khái, lại không ngờ Vương Tử Quân lại ngông cuồng mở miệng nói như vậy, đây căn bản chỉ là mạnh miệng lên tiếng bừa bãi mà thôi. Hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn biết rõ con đường cao tốc này cần bao nhiêu tiền. Bí thư Vương, nếu như tỉnh giúp đỡ, chỉ cần một năm chúng ta sẽ làm xong con đường này. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi thử lên tiếng. Bí thư Nhất Phong và chủ tịch Thạch sẽ căn bản không đem toàn bộ tài chính cầu tỉnh đặt lên trên một con đường cao tốc. Vương Tử Quân nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dùng giọng trầm trầm nói. Lý Quý Niên không nói gì thêm, hắn thật sự không ôm tâm tư gì quá lớn với con đường cao tốc La Nam Sơn Viên. Hắn ngẩng đầu vừa lúc thấy Vương Tử Quân dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn qua người mình. Khoảnh khắc này hắn chợt thấy ý chí mạnh mẽ của Vương Tử Quân ở phương diện xây dựng con đường này, thế là không khỏi dùng giọng nịnh nọt nói. Bí thư Vương, tôi nghe nói năm xưa ngài ở thành phố Đông Bộ thì có danh tiếng là gà trống trong nhân dân, lúc này nghe ngài nói chuyện thật sự như đọc sách 10 năm, có ngài thì thành phố La Nam sẽ nhanh chóng phát triển kinh tế mà thôi. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Lý Quý Niên thì biết rõ đối phương đang nghĩ đến những thứ gì, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Lý, có câu người để lại danh nhạn để lại tiếng, hai người chúng ta cùng nhập gánh ở thành phố La Nam, cho dù vì mình cũng không thể để cho người ta nói chúng ta là hai vị bí thư và chủ tịch vô tích sự, chẳng làm gì ra hồn. Bí thư Vương nói đúng, nhưng thành phố chúng ta căn bản không thể nào tự xây dựng được con đường cao tốc này. Lý Quý Niên trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Với tình hình của thành phố La Nam chúng ta, dù là thắt lưng buộc bụng cũng căn bản không làm được một đoạn đường. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lý Quý Niên, hắn biết rõ lúc này Lý Quý Niên không phải đang cố gắng làm khó mình, mà đối phương đang nói một sự thật. Với tình hình tài chính thu vào của thành phố La Nam, sợ rằng còn chưa đủ để xây dựng một đoạn đường, đừng nói là làm cả một con đường. Vương Tử Quân đã có ý nghĩ với sự kiện này, hắn cũng không xuất phát từ phương diện tài chính của thành phố La Nam, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Lý, việc do người làm. Hơn nữa đường cao tốc từ thành phố La Nam đến Sơn Viên cũng không phải chỉ là một mình thành phố chúng ta được lợi, thế cho nên có thể tranh thủ tài chính từ phương diện khác. Chương 668-2, gà trống. Bí thư Vương, chúng ta muốn đến thành phố Sơn Viên ngoài đi qua thành phố Tam Hồ, còn phải đi qua thành phố Thiền Mông. Hai thành phố này cũng tình nguyện xây dựng đường cao tốc, thế nhưng tình huống giao thông của bọn họ còn khá hơn chúng ta. Nếu như ép bọn họ bỏ quá nhiều tiền, chắc chắn bọn họ sẽ không làm. Lý Quý Niên nói đến đây thì trầm giọng nói. Công ty phát triển đường cao tốc tỉnh Sơn Nam cũng từng thử qua phương án vay nợ ngân hàng, thế nhưng bây giờ tiền tệ khá căng, ngân hàng cũng không muốn cho vay ở phương diện này. Ngân hàng không cho vay, chúng ta có thể dùng phương thức kêu gọi đầu tư dân gian. Vương Tử Quân khẽ cười rồi lớn tiếng nói. Kêu gọi đầu tư từ bên ngoài. Lý Quý Niên chợt sững sờ. Hắn chần chừ một chút, sau đó mới nói. Bí thư Vương, tư nhân có nhiều tiền vậy sao? Đây chính là một hạng mục cả tỷ bạc đấy. Không thử thì sao biết được, chỉ khi nào thử rồi mới có thể khẳng định. Vương Tử Quân nói, trong mắt lóe lên cái nhìn kiên nghị. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tử Quân, hắn há hốc miệng, cuối cùng cũng không nói ra lời khuyên của mình. Dù hắn cho rằng ý nghĩ của Vương Tử Quân chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, rất buồn cười, thế nhưng hắn cũng không đứng ra cản trở. Lý Quý Niên có biểu hiện quá rõ ràng, còn nói lời khuyên bảo với Vương Tử Quân, coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu như Vương Tử Quân cứ mãi giữ khư khư ý kiến của mình, không đập đầu vào tường không quay lại, như vậy nếu thất bại cũng chỉ tự trách mình mà thôi. Hơn nữa trong quan trường nếu đối thủ của mình thất bại, như vậy chính mình sẽ có con đường phát triển thênh thang hơn. Sau ngày quay về từ thành phố Sơn Viên, Vương Tử Quân tự mình đưa Hà Tiến Trung đến nhận chức ở phòng khoa học công nghệ.
Khu văn phòng của Phòng Khoa học Công nghệ được xây dựng từ những năm 70, là một tòa nhà 3 tầng. Vương Tử Quân đến Phòng Khoa học Công nghệ và mở miệng rất nhiệt tình, cổ vũ các đồng chí Phòng Khoa học Công nghệ giải phóng tư tưởng, đề cao tính chủ động công tác, cho ra cống hiến thiết thực để xây dựng phát triển kinh tế thành phố La Nam. Vì bí thư Vương Tử Quân đến nên khu văn phòng của Phòng Khoa học Công nghệ đột nhiên tập trung 4-5 vị thường ủy thị ủy, thậm chí đài truyền hình thành phố La Nam cũng đến phỏng vấn, thật sự làm cho Hà Tiến Trung bừng bừng hào quang. Chỉ là tình huống rực rỡ như vậy không thể chống lại mưa gió, sau khi Vương Tử Quân và nhóm thường ủy thị ủy rời đi, Hà Tiến Trung nhìn khu văn phòng rách nát và hơn chục nhân viên công tác của Phòng Khoa học Công nghệ, tâm tình của hắn chậm rãi chìm vào đáy cốc. Hà Tiến Trung biết rõ một thời gian sau mình sẽ bị cho ra rìa ở chính đàn thành phố La Nam, thậm chí sẽ rơi vào quên lãng. Vương Tử Quân không biết Hà Tiến Trung có tâm tình gì, vì dạo này hắn cực kỳ bận rộn. Khi Hà Tiến Trung được điều chỉnh thì hắn đã thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình vào hàng ngũ cán bộ cấp cục ở La Nam, hắn cũng không lập tức thúc đẩy hạng mục đường cao tốc, hắn đơn giản khai báo công tác rồi chạy vội về thành phố Giang Thị. Dù sao cũng là tiệc trăm ngày của con trai Tiểu Bảo. Dù ngày thường hắn có bận rộn thế nào thì đến hôm nay cũng phải về nhà một chút. Nếu không thì Vương lão gia tử vốn rất cưng chiều cháu chỉ sợ sẽ nổi giận chạy đến thành phố La Nam kéo đầu hắn về nhà. Khi Vương Tử Quân về đến thành phố Giang Thị thì Mạc Tiểu Bắc đã đưa con đến đây được 2 ngày. Tử Quân về nhà lúc giữa trưa, sau khi sắp xếp lái xe tìm khách sạn nghỉ ngơi, hắn tự mình lái xe về khu nhà tỉnh ủy. Đồng chí Tân vốn muốn đi cùng với Vương Tử Quân. Thế nhưng Vương Tử Quân dùng lời hòa ái xin miễn. Con trai tổ chức tiệc trăm ngày, hắn cũng không muốn người thành phố La Nam biết rõ điều này. Lúc này Vương Tử Quân nắm quyền cao nhất ở thành phố La Nam, không biết có bao nhiêu người đang dùng đủ mọi mục đích để tiếp cận hắn. Vương Tử Quân không muốn nợ nhân tình của người ta, sau đó những người kia sẽ vì chuyện này mà tạo nên chướng ngại cho mình trong lúc công tác. Vương Tử Quân đi vào căn nhà quen thuộc. Mẹ Triệu Tuyết Hoa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc ghế dài dưới bóng cây râm mát. Khi nghe được tiếng bước chân thì bà tranh thủ mở mắt ra, khi thấy con trai đứng trước mặt thì tỏ ra cực kỳ vui mừng, sau đó trầm giọng hỏi. Cậu còn biết quay về sao? Chưa thấy người nào làm cha như cậu, chuyện lớn như vậy mà đến tận hôm nay mới về nhà. Vương Tử Quân nghe lời trách móc của mẹ mà không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn tiến lên ôm lấy bà rồi cười cười nói. Mẹ, con biết sai rồi. Đã làm cho mẹ phải quan tâm lo lắng. Mẹ cứ yên tâm, lần sau con tuyệt đối về sớm hơn. Triệu Tuyết Hoa nghe thấy 2 chữ lần sau thì vẻ mặt trở nên cổ quái, Vương Tử Quân chợt ý thức mình lỡ lời, thế là khẽ thẻ lưỡi nghịch ngợm. Mẹ, ngài cũng đừng nghĩ đi đâu quá xa, con chỉ nói sai một lời mà thôi. Không phải nói sai thì càng tốt. Triệu Tuyết Hoa dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói, sau đó bà lại bĩu môi. Tiểu Bắc đã đưa Tiểu Bảo Nhi đi ngủ chưa? Con nói nhỏ một chút, đừng đánh thức con. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn rón rén đi tới, khẽ đẩy cửa phòng, thế là tiếng ca du dương truyền vào trong tai. Vương Tử Quân nhìn TV đang mở, lại nhìn qua Mạc Tiểu Bắc, hắn cười cười nói. Thế nào, Tiểu Bảo Nhi còn chưa ngủ sao? Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ trang phục ở nhà, nàng lười biếng nằm trên giường, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì nàng khẽ hừ một tiếng rồi khẽ nói. Con của anh có một thói quen xấu. Đó là mỗi lần ngủ phải hát cho mới chịu, không thì cứ mãi náo loạn, vừa khóc vừa kêu. Vương Tử Quân cười cười, hắn đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc, khẽ nắm bàn tay con trai đang được quấn chăn lông, lại khẽ nói. Con trẻ thích nghe hát, đây không phải là tật xấu, điều này nói rõ con trai của anh rất hiếu tình. Con của anh ngủ thích nghe hát, khốn nổi bài hát bình thường thì không chịu, chỉ thích nghe Liêu An Như hát mà thôi. Mạc Tiểu Bắc nói rồi khẽ chỉ vào cô gái đang hát trên TV nói. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn theo ngón tay của Mạc Tiểu Bắc, thấy Liêu An Như mặc váy trắng trên màn hình TV, nàng đang hát một ca khúc tình cảm. Một ca khúc dân dã đã phổ biến biết bao nhiêu năm ở tỉnh Chiết Giang lúc này truyền vào tai Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Năm xưa khi Nông Nhàn không phải Liêu An Như thường hát cho hắn nghe bài ca kia sao? Kiếp trước khi có con thì nàng cũng dùng bài hát của mình để ru con ngủ. Bây giờ mọi chuyện lặp lại, thế nhưng hắn và Liêu An Như lại ở trên 2 đường song song. Bây giờ con của Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc lại thích nghe Liêu An Như hát mới chịu đi ngủ, tất cả chẳng lẽ là trùng hợp. Vương Tử Quân nghĩ đến dĩ vãng mà không khỏi cảm thấy 2 mắt ẩm ướt. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó khẽ ôm Mạc Tiểu Bắc vào trong lòng. Lúc này tâm tình của hắn chậm rãi bình tĩnh lại, một cảm giác hạnh phúc chân thật xuất hiện trong đáy lòng.
Mạc Tiểu Bắc cũng lặng lặng nằm trong lòng Vương Tử Quân, tuy nàng không biết chồng mình đang nghĩ cái gì, thế nhưng lúc này trên mặt nàng vẫn xuất hiện nụ cười cực kỳ mỹ mãn. Chương 669, một tiệc vui trăm ngày, đất khách gặp cố nhân. 24 tháng 8 âm lịch đối với nhiều người chỉ là ngày bình thường không có gì bình thường hơn, thế nhưng lại là một ngày vui ở khách sạn Kim Ngọc Kỳ Lân nổi tiếng thành phố Giang Thị. Vương Tử Hoa mặc một trang phục cực kỳ chính thức, trời còn chưa sáng đã đi đến tọa trấn ở cửa khách sạn. Tuy hôm qua hắn ngủ hơi muộn, thế nhưng lúc này vẫn dùng ánh mắt phấn chấn nhìn một lượt cách sắp xếp của khách sạn. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, anh Trần tôi làm việc tuyệt đối không làm ngài mất mặt. Ông chủ Trần Hồng Lân của khách sạn Kim Ngọc Kỳ Lân tuy có bộ dạng nhỏ gầy nhưng giọng nói lại không nhỏ chút nào. Nghe nói năm xưa ông chủ Trần làm đốc công ngoài công trường xây dựng, tuy là người khôn khéo nhưng cực kỳ có nghĩa khí giang hồ. Vương Tử Hoa tuy không phải tình nguyện liên hệ với Trần Hồng Lân, thế nhưng hôm nay tổ chức ở khách sạn của đối phương, cũng không thể làm cho đối phương khó thể xuống đài. Thế là hắn cười nói. Anh Trần, anh làm việc thì tôi yên tâm, nhưng hôm nay tôi cũng không dám có gì sai lầm, nếu không lão gia ở nhà sẽ không tha cho tôi. Chủ tịch Vương, anh cứ yên tâm, chỉ cần là anh Trần tôi làm, tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt đẹp. Trần Hồng Lân nói đến đây thì dùng giọng nghi ngờ nói. Chủ tịch Vương, tôi hỏi ngài một câu được không, đây là lễ mừng trăm ngày của con ngài sao? Là con của anh tôi, đừng nói bậy. Vương Tử Quân trầm mặt xuống rồi lạnh giọng nói. Anh Trần, anh cần phải chú ý một chút. Trần Hồng Lân nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vương Tử Hoa, hắn chợt có chút oán thầm. Trong lòng thầm nghĩ là phó chủ tịch quận thì có đức hạnh như vậy, con của anh ruột thì thế nào, cũng không phải là bố anh cho anh một đứa em nữa. Chủ tịch Vương cũng đừng trách. Tôi đây chỉ là quen miệng mà thôi. Trần Hồng Lân nở nụ cười xin lỗi với Vương Tử Hoa, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, tôi đã mở khách sạn ở thành phố Giang Thị được 2 năm, sao còn chưa nghe nói ngài có một người anh trai? Là anh họ của tôi. Vương Tử Hoa nhìn thoáng qua Trần Hồng Lân rồi thản nhiên nói. Trần Hồng Lân thấy Vương Tử Hoa không muốn nói nhiều lời thì cũng không muốn hỏi tiếp. Hắn kinh doanh khách sạn chính là mỉm cười nghênh đón khách tám phương. Chủ yếu là giữ hòa khí sinh tài, cũng không quá quan tâm chuyện của người ta. Chủ tịch Vương, tôi đã cho bọn họ làm bữa sáng, chúng ta đến dùng cơm sáng nhé. Trần Hồng Lân tuy có chỗ dựa khác trong thành phố Giang Thị, thế nhưng lại rất tình nguyện phó chủ tịch Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa lúc này cũng thật sự đói bụng, hơn nữa hắn là người đứng ngoài đón khách nên đến chưa chắc đã được mời dùng cơm. Hắn cũng không từ chối lời mời của Trần Hồng Lân, thế là cùng Trần Hồng Lân đi vào nhà hàng của khách sạn. Nhân viên phục vụ đã sớm phục vụ tốt, nhanh chóng đưa lên 2 phần ăn. Dù là điểm tâm nhưng lại rất phong phú, có đủ món mặn, có bánh bao, bánh quẩy, khá đa dạng. Anh Trần, làm rất tốt, bữa trưa hôm nay mong anh có thể nắm chắc mức độ như thế này. Sau khi dùng xong bữa sáng thì Vương Tử Hoa trầm giọng nói với Trần Hồng Lân. Điều này là tất nhiên rồi, còn tốt hơn thế này rất nhiều lần. Trần Hồng Lân nói rồi chuẩn bị khoe viên đầu bếp mà mình vừa mời về khách sạn. Đúng lúc này chợt nghe thấy có tiếng khóc vang lên. Vương Tử Hoa chợt nhíu mày, khi hắn nhíu mày thì Trần Hồng Lân bước ra ngoài, nhìn về phía phát ra tiếng khóc, sau đó lớn tiếng nói. Nói cho cô ấy biết, khóc cũng không có tác dụng gì, dám đánh vỡ thần tài mà tôi khó khăn lắm mới đưa về được, không bồi thường thì đừng hòng bỏ đi. Sau khi nói xong thì Trần Hồng Lân đi vào bên trong. Chủ tịch Vương, là một nhân viên phục vụ đánh bể một món đồ. Vương Tử Hoa cũng không lấy cớ, hắn trầm giọng nói. Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, mong sao không có chuyện gì xảy ra. Vâng, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trần Hồng Lân vỗ vỗ ngực rồi trầm giọng nói lời đảm bảo với Vương Tử Hoa. Vương Tử Hoa cũng không đặt nặng sự việc này, sau khi nhận được lời đảm bảo của Vương Tử Hoa thì hắn lại đi ra xem xét những sắp xếp của khách sạn, chỉ sợ có vấn đề gì xảy ra. Trần Hồng Lân tuy đi theo nhưng trong lòng có chút khinh thường, thầm nghĩ tôi có mặt ở đây, đừng nói là tiệc mừng trăm ngày, dù là mừng ngàn ngày cũng sẽ dễ dàng mà thôi. Nhưng niềm tin của Trần Hồng Lân không duy trì được bao lâu, khi hắn đang tràn đầy niềm tin chuẩn bị đón khách thì có vài người đến, thế là lòng tin của hắn thật sự bị đánh vỡ tan tành. Thư ký trưởng Đồng. Khi thấy người đến thì Trần Hồng Lân nhanh chóng chạy ra nghênh đón. Tuy hắn chỉ mới cùng dùng một bữa cơm với thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Giang Thị, thế nhưng hắn luôn tỏ ra cực kỳ quen thuộc với thư ký trưởng Đồng này. Mỗi lần gặp mặt Trần Hồng Lân đều luôn ném ra cái giá của mình,
thế cho nên cũng được thư ký trưởng Đồng nể mặt, nhưng hôm nay thư ký Đồng chỉ khẽ gật đầu với hắn, sau đó nói với Vương Tử Hoa. Tử Hoa, Chủ tịch Đỗ nói tôi đến xem có gì cần giúp đỡ không? Đồng thời Chủ tịch Đỗ nói, tổ chức ở Chiết Giang thì nhất định phải làm món đặc sản Chiết Giang, vì thế anh ấy nói tôi đưa đến vài đầu bếp của khách sạn Giang Hoa, đặc biệt làm ra những món thức ăn đặc sản trong tỉnh. Nếu như người khác nói đưa đầu bếp từ nơi khác vào khách sạn của mình thì Trần Hồng Lân sẽ đỏ mặt tía tai đuổi ra, thế nhưng người nói lại là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Giang Thị, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận mà thôi. Lúc này trong lòng hắn thầm suy đoán, rốt cuộc là bữa tiệc của con ai, sao lại bày ra tình cảnh lớn thế này. Nhưng ngay sau đó Trần Hồng Lân mới phát hiện những gì mình thấy vẫn còn chưa đáng, thư ký trưởng Đồng bên này vừa đi thì nhân viên của phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh đã đến. Những nhân viên này bắt chuyện với Vương Tử Hoa một lượt, sau đó bắt tay bận rộn, căn bản quên Trần Hồng Lân là chủ khách sạn. Con bà nó, đây là quái quỷ gì? Trần Hồng Lân nhìn đám nhân viên phục vụ loay hoay tối mặt mà cảm thấy rất bất mãn, thế nhưng hắn chỉ có thể đặt trong lòng, không dám đắc tội với người của phòng quản lý sự vụ cơ quan tỉnh. Khi thời gian trôi qua thì người đến hỗ trợ ngày càng nhiều, thế cho nên Trần Hồng Lân là chủ khách sạn cũng xem như bị quên lãng. Thậm chí hắn đi xuống bận rộn một lúc mà không nhận được lời khích lệ, còn bị một vị cán bộ trẻ tuổi cấp bậc trưởng khoa lớn tiếng mắng mỏ. Cuối cùng hắn thật sự không còn tâm tư ở bên dưới phụ giúp công việc. Trần Hồng Lân ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy từng chiếc xe dừng ngoài khách sạn, nhìn những người kia đi vào khách sạn mà càng lúc càng cảm thấy bữa tiệc hôm nay không tầm thường. Hắn thấy những người kia căn bản đều là những tồn tại mà mình ngưỡng mộ, thậm chí còn có những người mà hắn chỉ được nhìn thấy qua TV. Chương 669 2 tiệc vui trăm ngày, đất khách gặp cố nhân. Nếu như có thể đứng ra chào hỏi những người kia, như vậy làm gì có ai dám động vào khách sạn của mình nữa. Trong lòng bùng lên ý nghĩ như vậy, mặc dù Trần Hồng Lân rất muốn xuống dưới chào hỏi các vị lãnh đạo, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết mình có độ nặng thế nào. Ai vậy nhỉ? Khi Trần Hồng Lân thấy một cặp nam nữ ôm một đứa bé xuống xe, trong lòng không khỏi suy đoán thân phận của đối phương. Tuy hắn không thấy rõ bộ dạng của cặp nam nữ, thế nhưng nhìn vào khí thế đi lại của người ta, hắn cảm thấy hai người kia không phải hạng tầm thường. Hai người kia xuất hiện thì đám người túa đến như sao sáng quanh trăng, điều này càng chứng minh ý nghĩ của Trần Hồng Lân. Nhưng khi cặp nam nữ này đến gần, hắn càng bác bỏ ý nghĩ trong đầu mình. Trần Hồng Lân chưa từng gặp mặt người đàn ông trẻ tuổi kia. Nhưng Trần Hồng Lân lại nhận ra được bộ dạng của người đàn ông trung niên đi sau người đàn ông trẻ tuổi. Đó không phải là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Vương Quang Vinh sao? Trần Hồng Lân nghĩ đến thân phận của Vương Quang Vinh mà không khỏi tỏ ra hâm mộ người đàn ông trẻ tuổi kia, trong lòng thầm nghĩ đối phương dựa lưng vào cây đại thụ nên hưởng phúc trăm năm, có một người cha tốt như vậy, hèn gì tiệc trăm ngày của con lại khí thế như lúc này. Khi Trần Hồng Lân đang cảm khái thì vang lên tiếng gõ cửa, hắn nói một câu mời vào, sau khi thấy đối phương đi vào thì lạnh giọng nói. Anh không ở bên ngoài sắp xếp công tác. Chạy đến đây làm gì? Người đến chính là phó giám đốc khách sạn, hắn cười nói với Trần Hồng Lân. Ông chủ, người nhà của Tôn Hiểu Hồng đến. Cho anh ta vào đây, ông muốn nói chuyện với hắn. Trần Hồng Lân vung tay lên với viên phó giám đốc rồi lớn tiếng nói. Viên phó giám đốc đồng ý một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Một lát sau ba người đi theo viên phó giám đốc đến phòng làm việc của Trần Hồng Lân, đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo trắng. Tay áo khẽ sắn lên, người ta nhìn qua sinh ra cảm giác đó là cán bộ thôn xóm. Trần Hồng Lân là ông chủ khách sạn, hắn cũng xem như là người có ánh mắt tinh đời. Sau khi nhìn người kia thì hắn sinh ra phán đoán, đối phương là cán bộ đến từ nông thôn. Hắn căn bản không quá quan tâm, sau khi nhìn thoáng qua hai người có bộ dạng sợ hãi sau lưng người đàn ông trung niên, hắn trầm giọng nói. Các người là người thân của Tôn Hiểu Hồng sao? Người đàn ông trung niên kia nhìn thoáng qua Trần Hồng Lân, sau đó móc thuốc ra nói. Chào giám đốc, chúng tôi là người thân của Tôn Hiểu Hồng. Đớ là giám đốc Trần của chúng tôi. Viên phó giám đốc đưa ba người kia đến vội vàng trầm giọng giới thiệu Trần Hồng Lân. Trần Hồng Lân rất thoải mái với lời giới thiệu của viên phó giám đốc, hắn khoát tay áo, cũng không mời đối phương ngồi mà nói. Tôn Hiểu Hồng đã đánh vỡ tượng thần tài có giá trị 800.000 của tôi, các người xem nên làm thế nào. Tôi nói cho các người biết, sức chịu đựng của tôi là có hạn, nếu như các người không có phương pháp xử lý phù hợp, tôi không thể không dùng thủ đoạn để bảo trì quyền lợi của mình.
Hai người đàn ông đứng sau lưng người đàn ông trung niên khi nghe thấy con số 800.000 thì thật sự có chút mơ hồ, rõ ràng con số kia thật sự quá lớn với bọn họ. Lúc này ra mặt tên cán bộ càng thêm căng cứng, chuyện này thật sự cũng quá khó khăn đối với hắn. Giám đốc Trần, chúng tôi đều là nông dân, thật sự khó thể nào tìm ra nhiều tiền như vậy vào lúc này, anh xem có nên cho chúng tôi gặp mặt Tiểu Hồng trước, sau đó mới nói đến chuyện bồi thường được không? Gặp người thì không có vấn đề. Nhưng các anh tốt nhất nên lấy tiền ra trước, nếu không các anh chỉ có thể gặp mặt cô ấy trong tòa án mà thôi. Trần Hồng Lân nhìn viên cán bộ nông thôn rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Bây giờ các người nên đi chuẩn bị tiền, nếu không cứ chờ tôi xử lý xong xuôi sự việc lần này, tôi sẽ đi đến tòa án yêu cầu khởi tố. Sau khi nói vài lời thì Trần Hồng Lân yêu cầu ba người đàn ông đi ra khỏi phòng. Sau khi ba người rời khỏi phòng thì vẻ mặt bọn họ đều cau lại thật chặt. Chú Ngân Thương, chú nói xem phải làm sao bây giờ. Hơn 800.000, chú nói xem cháu đi đâu mới tìm ra 800.000 đây. Người đàn ông đứng bên trái người đàn ông trung niên dùng giọng có chút run rẩy nói. Lúc này người đàn ông trung niên được gọi là chú Ngân Thương cũng thật sự không có biện pháp nào tốt, dù sao thì số tiền là 800.000, hắn cũng không làm gì được. Sau khi trầm ngâm một lát, một người đàn ông khác chợt mở miệng. Chú Ngân Thương, ngài nói xem bây giờ nên làm thế nào? Hiểu Hồng đã lớn rồi, nếu bây giờ bị đưa ra tòa, sau này nó sao có thể còn thể diện gặp mặt người ngoài? Viên cán bộ trung niên kia tuy đã công tác nhiều năm nhưng xưa nay chỉ liên hệ với người trong xã, nếu anh nói có việc gì cần làm trong xã thì dễ như trở bàn tay, nhưng sự việc lần này đã thoát ly khỏi phạm vi năng lực của hắn. Chẳng qua hắn thấy hai người kia dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn mình, hắn cũng không muốn làm cho người ta phải quá lo lắng. Chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Chú Ngân Thương, lần này cả nhà cháu đều nhờ chú, ngài quen biết nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp. Chúng cháu không thể nào đền được 800.000, chú xem có thể tìm người nói vài câu, trước tiên bồi thường một phần, sau đó để chúng ta trả dần dần được không? Tôn Ngân Thương đưa mắt nhìn hai anh em ở bên cạnh mình, thế là chỉ có thể cười khổ. Hắn thật sự quen biết rộng hơn hai anh em nhà này, thế nhưng nếu nói trong tỉnh thành thì thật sự là quen biết không nhiều. Lúc này Tôn Ngân Thương có thể làm gì hơn được, hắn chỉ có thể an ủi hai đứa cháu của mình, sau đó cúi đầu đi về phía trước. Con bà nó mày không có mắt sao, đi đường kiểu gì vậy? Khi đi đến góc rẽ hành lang, vì có nhiều tâm sự nên Tôn Ngân Thương không chú ý phía trước, thế là đụng vào một người đang đi tới. Người kia thấy bộ dạng của Tôn Ngân Thương thì tỏ ra chán ghét, trong miệng càng quát mắng lớn tiếng. Thật xin lỗi, tôi không để ý, mong ngài bỏ qua cho. Tôn Ngân Thương biết rõ mình ở thành phố Giang Thị nên tỏ ra đáng thương thì người ta sẽ bỏ qua, vì nhìn đối phương ăn mặc bất phàm, chứng tỏ mình không thể trêu vào. Người thanh niên kia còn định nổi giận, thế nhưng lại bị một người đi sau giữ lại. Thì Thắng, cậu làm gì vậy, lúc này cậu còn nổi giận lớn tiếng được sao? Bỏ qua đi. Tên thanh niên được gọi là Hỷ Thắng có chút không cam lòng, nhưng hắn nhìn thoáng qua tình cảnh náo nhiệt bên dưới lầu, vẻ nổi giận chợt tan biến sạch sẽ. Hắn trừng mắt nhìn Tôn Ngân Thương rồi trầm giọng nói. Sau này đi đường chịu khó để ý một chút. Tôn Ngân Thương thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ xem như thoát nạn. Khi hắn chuẩn bị xin lỗi bỏ đi thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Bên kia có phải là anh Tôn không? Chương 669, ba tiệc vui trăm ngày, đất khách gặp cố nhân. Vốn Tôn Ngân Thương không quay đầu, nhưng giọng nói kia truyền đến làm hắn cảm thấy có chút quen tai. Hắn nghiêng đầu nhìn. Chợt thấy một hình bóng trẻ tuổi quen thuộc đang đi về phía mình. Khi thấy hình bóng mà vài năm qua không có thay đổi gì lớn, Tôn Ngân Thương chợt tỏ ra không thể tin, hắn dùng giọng khó tin nói. Ngài là Bí Thư Vương sao? Vương Tử Quân cũng không ngờ mình gặp mặt Tôn Ngân Thương trong khách sạn này. Tuy đã 6-7 năm qua đi, thế nhưng hắn vẫn không quên tình huống Tôn Ngân Thương ủng hộ mình ở xã Tây Hà Tử. Những năm qua hắn có chút bận rộn, thế nên cũng không có thời gian quay về xã Tây Hà Tử. Lúc này thấy Tôn Ngân Thương thì Vương Tử Quân rất vui, hắn tiến lên bắt tay Tôn Ngân Thương rồi cười ha hả nói. Không phải là tôi sao? Anh đến Giang Thị lúc nào vậy? Tôi đến Giang Thị xử lý chút chuyện. Tôn Ngân Thương nhìn Bí Thư Vương càng phong độ hơn dĩ vãng, thế là chợt cảm thấy có chút gò bó. Ha ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, anh Ngân Thương, không ngờ hôm nay chúng ta gặp mặt ở đây. Lại là đúng lúc con trai tôi mừng trăm ngày, vậy mời anh vào uống vài ly chung vui. Vương Tử Quân cười lớn nói với Tôn Ngân Thương.
Bí thư Vương ngài đã làm bố rồi sao? Thật sự là đáng mừng. Tôn Ngân Thương nhớ rõ khi Vương Tử Quân rời khỏi xã Tây Hà Tử thì còn chưa kết hôn, không ngờ mới đó mà đã có con, thời gian xem ra trôi qua rất nhanh. Được rồi, anh đi theo tôi uống hai ly cho vui. Vương Tử Quân nói rồi nhìn qua hai người đàn ông đi theo Tôn Ngân Thương. Hai vị này đi cùng anh Ngân Thương sao? Mời hai vị cùng đi uống hai ly chung vui. Người đàn ông tên là Hỷ Thắng mới đụng vào Tôn Ngân Thương chợt cảm thấy luống cuống tay chân, hắn có thể đi đến khách sạn này, tất nhiên hắn biết rõ địa vị của Vương Tử Quân là thế nào, biết rõ Vương Tử Quân bây giờ là ai. Tuy bố của hắn cũng là một nhân vật ở thành phố Giang Thị, thế nhưng nếu so sánh với Vương Tử Quân thì thật sự kém xa. Lúc này Vương Tử Quân khách khí với tên cán bộ xã kia như vậy, nếu như mình không nói lời khách khí, chỉ sợ Vương Tử Quân nổi nóng thì mình lợi bất cập hại. Bí thư Vương, chào anh, tôi là Đồng Hỷ Thắng. Hỷ Thắng vừa nói vừa bắt tay Vương Tử Quân rồi cười. Chúc mừng anh. Vương Tử Quân khẽ cười cười với tên thanh niên khá xa lạ, hắn nói. Cảm ơn cậu, chút nữa phải uống vài ly mới được. Đồng Hỷ Thắng nói vài câu chúc mừng với Vương Tử Quân, sau đó nói với Tôn Ngân Thương. Anh, lúc nãy tôi đi đường mãi suy nghĩ mà không chú ý, anh xem bây giờ có vấn đề gì không, nếu không thoải mái thì tôi sẽ cùng ngài đến bệnh viện xem xét một chút. Tôn Ngân Thương nghe thấy Đồng Hỷ Thắng nói như vậy thì chợt ngây cả người. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Ngân Thương kinh ngạc liên tục xin lỗi Đồng Hỷ Thắng, sau đó hai tay lắc lắc lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nghe đối thoại của hai người, trong lòng thầm hiểu, cũng không nói lời nào khác. Có một số việc không nên tìm hiểu sự thật cho rõ ràng, chỉ cần giả vờ hồ đồ cho xong là được. Bí thư Vương, các anh cứ bận rộn, tôi đi trước. Đồng Hỷ Thắng cũng không muốn ở lại lâu, hắn bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó nhanh chóng bước đi. Tôn Ngân Thương được Vương Tử Quân kéo đi, hắn cảm thấy cơ thể mình giống như trôi nổi bềnh bồng giữa không trung. Nói thật ra thì hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đối với Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh Vương Tử Quân. Cô gái này chân mày như vầng trăng, da trắng nõn nà, gương mặt giống như đóa hoa bách hợp, tuy đã làm mẹ thế nhưng má lún đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp vẫn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hấp dẫn, gợi cảm phóng khoáng, quả thật là giống như một bức tranh. Hơn nữa trong ngực của cô gái chính là đứa con mập mạp của Bí Thư Vương, đi phía sau còn có thân bằng hảo hữu của Bí Thư Vương. Khi Vương Tử Quân bắt tay Tôn Ngân Thương, nói rằng tất cả đã được sắp xếp xong xuôi, điều này mới làm cho Tôn Ngân Thương giật mình tỉnh táo lại. Khi nhìn Vương Tử Quân vội vàng nghênh đón khách, hắn không khỏi cảm thấy may mắn vì lựa chọn trước đó của mình. Nhưng khi hai đứa cháu nhìn về phía Tôn Ngân Thương, hắn chợt vỗ mạnh lên đầu, mình sao lại như vậy? Chuyện lớn như vậy sao mình không báo với Bí Thư Vương một tiếng? Nhưng khi thấy có người ra vào khách sạn liên tục, Tôn Ngân Thương cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho Bí Thư Vương. Hắn khoát tay áo nói. Bí thư Vương đang bận, ngày mai chúng ta hãy tìm gặp anh ấy. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục của Tôn Ngân Thương thì hai người đàn ông ở bên cạnh chợt lộ ra nụ cười, bọn họ cảm thấy những đại nhân vật như Bí thư Vương nhất định sẽ giúp đỡ mình giải quyết vấn đề. Khi ba người Tôn Ngân Thương được nhân viên phục vụ đưa vào trong phòng, đột nhiên có người gõ cửa, Trần Hồng Lân đi vào với vẻ mặt tràn đầy nụ cười, người đứng phía sau chính là Tôn Hiểu Hồng. Chào các anh. Tôi đã kiểm tra thật cẩn thận, Tôn Hiểu Hồng không phải là người đánh vỡ tượng thần tài. Thật sự xấu hổ quá, đã làm cho các ngài phải lo lắng. Trần Hồng Lân vừa vào cửa thì lôi kéo tay Tôn Ngân Thương, hắn dùng giọng chân thành nói lời xin lỗi. Nếu so sánh với tình huống ngạo nghễ trước đó, bây giờ giống như biến thành một người khác. Tôn Ngân Thương chợt không kịp phản ứng, hắn còn chưa nghĩ nên mở miệng thế nào thì chợt nghe Trần Hồng Lân nói tiếp. Lần này rõ ràng làm cho Hiểu Hồng chịu uất ức. Vì biểu đạt sự áy náy, chúng tôi đã nghiên cứu và quyết định sẽ thưởng cho đồng chí Hiểu Hồng 10.000. Tiền thưởng cũng không nhiều, thế nhưng nó là tâm ý của khách sạn, mong các ngài thu về. Tôn Ngân Thương nhìn một xấp tiền mới cứng trên mặt bàn, hắn không khỏi trợn mắt há mồm không kịp phản ứng. Sau khi nhún nhường một phen, Trần Hồng Lân khuyên can mãi thì cuối cùng cũng phải nhận. Trần Hồng Lân ở lại hơn 10 phút mới chịu bỏ đi, trước khi đi cũng không quên mời Tôn Ngân Thương một bữa cơm tối. Bộ dạng giống như không ăn cơm sẽ không tha thứ cho hắn. Tôn Ngân Thương nhìn bộ dạng giật mình líu lưỡi của hai người cháu, lại nhìn vẻ mặt vui mừng của Tôn Hiểu Hồng, hắn biết rõ Trần Hồng Lân đến đây nói lời ôn hòa với gương mặt hiền hòa và thái độ thân thiết thân mật giống như một đồng sự cũng không phải là đột nhiên có lòng tốt, thái độ của đối phương thay đổi 180 độ như vậy, còn không phải nguyên nhân là vì Bí Thư Vương sao?
không có bí thư Vương thì Trần Hồng Lân kia sao chịu để ý đến một tên cán bộ xã Tây Hà Tử như hắn. Ôi, đã quên mang theo lễ vật. Tôn Ngân Thương nhìn sấp tiền trên mặt bàn, sau đó chợt vỗ đầu nói. Chương 671, đứng trên núi xem hổ đấu, đứng trên cầu nhìn nước chảy. Vương Tử Quân ở lại thành phố Giang Thị 3 ngày, thế nhưng 3 ngày đó thật sự là bận rộn tối mắt. Khi Mạc Lão Gia Tử đến thì có rất nhiều thân bằng hảo hữu gần xa đột nhiên chạy đến, vất vả lắm mới sắp xếp tốt đẹp. Đến khi hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì một cuộc điện thoại phá tan tình huống bình tĩnh của Vương Tử Quân. Giám đốc Diêm Học Hà của công ty xây dựng Chấm Thống đã tự sát. Sau khi nhận được điện thoại của Mễ Hoa Lâm thì Vương Tử Quân chợt cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không xa lạ gì Diêm Học Hà, người này đã từng bị tạm giam hình sự vì vụ việc vỡ đập nước Tiểu Nha Sơn, vì sao lại đột nhiên tự sát. Chẳng lẽ trong sự việc này có thứ gì đó không muốn người ta có thể nhận ra được. Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, xem ra có người bị bức chó cùng rứt dậu, đã thiếu kiên nhẫn rồi. Thật ra cả thành phố La Nam cũng biết chức vụ tổng giám đốc của Diêm Học Hà ở công ty xây dựng Chấm Thống chỉ là danh nghĩa mà thôi, người chính thức có thể quyết định tương lai của công ty chính là Trịnh Khiếu Đống. Nhưng nếu nói từ phương diện pháp luật thì Trịnh Khiếu Đống căn bản không có chút liên hệ đến công ty kia. Vì thế sau khi con đập Tiểu Nha Sơn gặp chuyện không may, Diêm Học Hà bị cơ quan công an khống chế, Trịnh Khiếu Đống lại bình yên vô sự, không có chút vấn đề nào. Lúc này Diêm Học Hà tự sát, chỉ sợ chân tướng sự việc lại tiếp tục bị che giấu. Bí thư Vương, tôi cảm thấy Diêm Học Hà không nhất định là tự sát. Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát mới nói. Có chứng cứ gì không? Không. Thế nhưng tôi cảm thấy dù bọn họ có cao tay thế nào thì cũng sẽ để lộ ra manh mối. Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì dùng giọng hỗ thẹn nói. Bí thư Vương, xảy ra chuyện này là trách nhiệm của Cục Công an, xin ngài cứ xử phạt. Lúc này Cục Công an dù do Tống Ích Dân kiêm nhiệm vị trí cục trưởng, thế nhưng quyền lực chủ đạo lại rơi vào trong tay của Mễ Hoa Lâm. Tống Ích Dân là người thức thời, hắn biết rõ Vương Tử Quân đẩy mình lên vị trí cục trưởng Cục Công an là có ý riêng. Trước đó khi Vương Tử Quân cài lên đầu hắn vị trí cục trưởng Cục Công an, trong lòng hắn thật sự có đầy đủ hương vị, hắn không khỏi cảm thấy oán giận vì tình huống ngang ngược độc đoán của Vương Tử Quân. Anh để Tống Ích Dân tôi làm một con rối trong Cục Công an thành phố, anh nghĩ rằng tôi là người hầu của anh sao? Cứ để anh sai khiến chạy xung quanh vậy à? Nếu không có quyền lực thì còn ra thể thống gì? Tất nhiên Tống Ích Dân biết rõ thủ đoạn của Vương Tử Quân, kết cục của Hà Tiến Trung luôn là thứ làm cho hắn nghĩ lại mà giật mình run sợ. Cực kỳ sợ hãi uy thế của Vương Tử Quân. Dù hắn có chút khúc mắc trong lòng nhưng vẫn cố gắng bày ra bộ dạng cực kỳ đắc ý, chỉ xem như mình nắm chức vụ cục trưởng Cục Công an trên danh nghĩa, công tác chủ yếu được giao vào trong tay của Mễ Hoa Lâm. Hoa Lâm, không cần phải có tư tưởng gánh nặng, Cục Công an thành phố La Nam có mực nước rất sâu. Hiện tại xảy ra chuyện này nói rõ đám người kia đã luống cuống tay chân, xem ra đang muốn quấy đục nước. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng nói. Nước càng đục thì sẽ càng có cá xuất hiện. Rất nhiều chuyện là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khi Vương Tử Quân còn chưa về đến thành phố Sơn Viên thì điện thoại lại vang lên, lần này người gọi điện thoại đến là thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Bí thư Vương, ngài đi đến đâu rồi? Giọng điệu của Kim Điền Lạc có chút bình thản, thế nhưng tiếng hít thở vang lên trong ống nghe lại có chút dồn dập. Vương Tử Quân biết rõ tính cách của Kim Điền Lạc, biết người này luôn cố gắng tỏ ra phong độ. Dưới tình huống bình thường đều không chút rối loạn hay sợ hãi, vì sao hôm nay lại có thái độ khác thường như vậy? Hắn nghĩ như thế mà không khỏi dùng giọng nghi ngờ hỏi. Tôi sắp đến thành phố Sơn Viên, La Nam có chuyện gì sao? Bí thư Vương, người nhà của Diêm Học Hà đến chặn cổng ủy ban thành phố, yêu cầu lãnh đạo thành phố cho ra một câu trả lời phù hợp với cái chết của Diêm Học Hà. Kim Điền Lạc nói đến đây thì tiếng hít thở mới trở lại bình thường. Người nhà đến đòi câu trả lời rõ ràng, tình huống này đã sớm được Vương Tử Quân dự đoán trước, vì vậy hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ dặn dò. Cứ làm việc theo quy củ là được. Kim Điền Lạc không ngờ mình nóng lòng báo cáo với Vương Tử Quân, thế nhưng lại nhận được một đáp án như vậy. Hắn nghĩ rằng Diêm Học Hà tự sát cũng không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có người muốn bịt kín miệng Diêm Học Hà, muốn giết người bịt miệng. Người nhà của Diêm Học Hà chính là một khâu quan trọng nhất trong sự kiện này, nếu Vương Tử Quân muốn ngăn chặn sự việc, quan trọng nhất chính là làm tốt công tác với người thân của Diêm Học Hà. Công tác với người thân của Diêm Học Hà. Kim Điền Lạc có chút do dự,
cuối cùng hắn cũng khẽ nhắc nhở Vương Tử Quân. Làm tốt công tác giải thích. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Vụ án của Diêm Học Hà đã quá rõ ràng, tòa án có thể tiến hành phán quyết với hành vi của Diêm Học Hà. Còn chuyện Diêm Học Hà tự sát, chúng ta cứ cho Ủy ban Kỷ luật và tòa án phối hợp điều tra là được. Kim Điền Lạc chậm rãi suy xét ý tứ của Vương Tử Quân, sau đó hắn gật đầu nói. Bí thư Vương, tôi hiểu rồi. Khi Vương Tử Quân chạy về thành phố La Nam, ở lầu 6 khách sạn Tinh La, Hà Tiến Trung đã là trưởng phòng khoa học công nghệ đang đi vào một gian phòng lớn. Khi hắn vừa vào cửa thì mọi người đều đứng lên đón chào, hắn khoát tay tỏ ý mời mọi người ngồi xuống, chính hắn cởi áo khoác đưa cho nhân viên phục vụ, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị. Hà Tiến Trung nhìn đám thuộc hạ cũ ngồi ở bốn phía, hắn chợt sinh ra khoái cảm sao sáng quanh trăng. Mọi người nhiệt tình chào hỏi hắn, sau đó nói ra tình hình sau khi hắn rời khỏi cục công an. Lúc nào hắn chợt sinh ra cảm giác hoảng hốt, giống như cảm giác được nhiều người ủng hộ, được tôn sùng giống như chỉ còn là dĩ vãng. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, rót rượu cho mọi người, một lát sau bữa tiệc đã bắt đầu. Cục trưởng Hà, tôi mời ngài một ly. Ha ha ha, ngài không biết bộ mặt của con sâu mễ kia vào ngày hôm nay, thật sự là làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Phó cục trưởng Tác Lưu Duệ nắm khối hình sự trinh sát nâng ly rượu lên dùng giọng đắc ý báo cáo với Hà Tiến Trung. Hà Tiến Trung cũng nở nụ cười, thế nhưng trong lòng hắn căn bản không có bao nhiêu vui sướng. Dù sự việc này sau đó hắn mới biết được, thế nhưng theo những gì hắn hiểu về Tác Lưu Duệ, hắn hiểu rõ ràng phía sau sự việc này che giấu điều gì. Nhưng Hà Tiến Trung cũng không nói điều gì khác, hắn chỉ mỉm cười nhìn Tác Lưu Duệ. Tuy bây giờ hắn vẫn ngồi trên vị trí chủ vị, thái độ của đám người Tác Lưu Duệ vẫn nhiệt tình như trước, thế nhưng trong lòng lại rối lên như có ong vò vẽ bay bên trong, sự thật chính là vị trí của hắn không còn giống như trước kia. Cũng may hắn là người lòng dạ sâu đậm. Dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng chỉ nói ra những lời êm tai, làm cho người ta cảm thấy mình căn bản là cực kỳ ung dung bình tĩnh. Nhìn vào điểm này thì chính hắn cũng cảm thấy bội phục vì công phu hàm dưỡng của chính mình. Trước kia Hà Tiến Trung có thể bao quát đám người Tác Lưu Duệ, cũng không phải là hắn có chỉ số thông minh cao hơn bọn họ, mà hắn có uy tín. Khi đó hắn là cục trưởng cục công an, là người ở trên vị trí nhất ngôn cửu đỉnh. Dù bây giờ hắn là một trưởng phòng với cấp bậc tương đương trước kia, thế nhưng trưởng phòng khoa học công nghệ cũng cực kỳ khác biệt với chức vụ cục trưởng cục công an, độ nặng lại càng không thể nào so sánh nổi. Nếu nói không chút khoa trương, trong mắt đại đa số mọi người, hắn là trưởng phòng khoa học công nghệ so ra còn kém đội trưởng đội cảnh sát giao thông La Thường Minh. Hà Tiến Trung nâng ly rượu lên cùng với Tác Lưu Duệ. Tác Lưu Duệ nâng ly lên uống cạn, sau đó hắn cười nói với Hà Tiến Trung. Hôm nay sau khi anh Trương của trại tạm giam đến báo cáo, con sâu mễ đang tổ chức họp phân phối công tác, khi nghe anh Trương báo cáo thì vẻ mặt tái xám giống như xác chết. Người này quá nhát gan, bộ dạng kia sao có thể làm lãnh đạo cục công an. Còn bà nó, cho dù có người làm chỗ dựa cũng sẽ không làm ăn được gì. Tác Lưu Duệ nói đến đây thì giống như cảm nhận được điều gì đó, hắn nhìn thoáng qua Hà Tiến Trung, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói. Cục công an thành phố La Nam chúng ta nếu muốn an ổn thì phải cho cục trưởng Hà đến tọa trấn. Cục trưởng Hà chỉ cần vung tay lên một cái là có thể dễ dàng xử lý tất cả các vấn đề rồi. Tác Lưu Duệ càng nói càng chân thành thắm thiết, nhưng càng là như vậy thì Hà Tiến Trung càng thấu hiểu tâm tư của Tác Lưu Duệ, đó là mình căn bản không tệ nào quay về cục công an. Cho dù sự việc vừa diễn ra có tạo ra chút áp lực cho Bí Thư Vương, thế nhưng hắn cũng sẽ không được đưa về cục công an, dù sao cũng không bao giờ có khả năng thay người xoành xoạch như vậy được. Tác Lưu Duệ hiểu rõ điều này. Đám người đang ngồi nơi đây cũng hiểu rất rõ. Vì mọi người đều hiểu cho nên chỉ cười mà không nói, cũng không ai mở miệng phụ họa theo Tác Lưu Duệ. Bọn họ cũng không phải sợ mình mở miệng làm cho Hà Tiến Trung mất mặt, chỉ sợ mình quá nhiệt tình sẽ bị Tác Lưu Duệ ghi hận trong lòng. Chương 672, đứng trên núi xem hổ đấu, đứng trên cầu nhìn nước chảy. Một chuyện làm cho người ta cảm thấy không thoải mái nhất chính là mình đang còn sống. Thế nhưng những người trước kia luôn nịnh nọt ton hót với mình, đám người mà trước kia hận không thể xách bô theo mình cả ngày, bây giờ lại công khai không coi mình ra gì. Hà Tiến Trung trải qua biến cố từ cục công an đến phòng khoa học công nghệ, hắn tự xưng là đã tu luyện đến mức giỏi chịu đựng, cực kỳ ẩn nhẫn. Thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một người còn sống sờ sờ, vì vậy chút biến hóa của bộ hạ cũ xảy ra trước mắt, dù hắn cố gắng tỏ ra không quan tâm, thế nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Những chuyện này xử lý một hai người là được, căn bản không thể động vào gân cốt của tên họ Mễ kia.
Hà Tiến Trung dùng giọng lạnh lùng dội xuống một gáo nước lã. Tác Lưu Duệ vẫn nở nụ cười không chút biến đổi, tuy hắn biểu hiện cực kỳ tôn kính Hà Tiến Trung, thế nhưng thực tế lại không xem cục trưởng Hà bây giờ là trưởng phòng khoa học công nghệ ra cái quái gì. Chính trị không phải chú trọng thực tài, nó chú trọng đến quyền mưu. Tác Lưu Duệ biết được lý luận kinh điển này khi đọc quyển sách Nghệ thuật chính trị. Khi nhìn thấy câu nói lý luận kia thì hắn cảm thấy rất mới lạ, nhưng đến tối nằm trên giường suy ngẫm lại, liên lạc lý luận kia với thực tế, hắn cảm thấy nó thật sự rất đúng đắn. Ví dụ điển hình nhất là Hà Tiến Trung, nếu như Vương Tử Quân vẫn còn ở thành phố La Nam, như vậy Hà Tiến Trung cũng không thể nào phất lên ở thành phố La Nam hay trong cục công an, không bao giờ có ngày nổi danh. Có vị lãnh đạo nào tình nguyện để một cây đinh đâm vào mắt mình? Xem ra lúc này Hà Tiến Trung đã rời khỏi vũ đài chính trị của thành phố Đông Bộ, ngược lại thì Tác Lưu Duệ lại là người có cơ hội biểu diễn. Sau khi có những suy nghĩ như vậy thì Tác Lưu Duệ cảm thấy rất hưng phấn, hắn xoa xoa tay cố gắng công tác. Ngày hôm đó hắn uống rượu với một người bạn, người kia nhiệt tình giúp hắn phân tích tình cảnh ở cục công an, nói về những người có năng lực nhưng không có quyền lực, nguyên nhân không được đề bạt chỉ có ba con đường, một là giống như quả phụ nằm ngủ. Bên trên không có người nào, thứ hai là ngủ như tiểu thư, liên tục thay người, ba là ngủ với vợ mình, làm việc cho chính mình, đánh mất tất cả thời gian và tinh lực của chính mình vào những công việc quá máy móc. Người bạn nói như vậy làm cho Tác Lưu Duệ không khỏi ôm bụng cười lớn, thế nhưng sau khi quay về thì Tác Lưu Duệ lại nghĩ về chính mình, cảm thấy với điều kiện của bản thân thật sự có hy vọng tiến lên vị trí lãnh đạo cục công an. Chưa nói đến những thứ khác. Bây giờ mối liên hệ giữa mình với các vị lãnh đạo cấp trên thân mật hơn Hà Tiến Trung rất nhiều lần. Hơn nữa Bí Thư Lục dù không nói ra thế nhưng ý nghĩ thế nào thì đã quá rõ ràng, đã thầm đồng ý với tình huống mình tiến lên làm cục trưởng cục công an. Không phản đối chính là giúp đỡ, có một số việc cũng không cần để cho lãnh đạo phải mở miệng ra hứa hẹn. Cục trưởng Hà, họ Mễ kia muốn thoải mái vượt qua kiểm tra lần này cũng không dễ dàng gì. Tôi đã được một người bạn truyền tin đến. Nói rằng Cục Công an tỉnh rất coi trọng vụ này, muốn phái tổ liên hợp đến thành phố chúng ta điều tra từ đầu đến cuối. Hơn nữa nghe nói Cục trưởng Viên rất bất mãn với vụ việc này, anh ấy vỗ bản yêu cầu Cục trưởng Triệu Quân Hạo nhất định phải chăm chú điều tra và xử lý thật nghiêm. Phản ứng của Cục Công an tỉnh làm cho Hà Tiến Trung có chút sững sốt, hắn cảm thấy Cục Công an tỉnh phản ứng quá mạnh mẽ với sự việc này. Cái gì mà chăm chú điều tra, xử lý nghiêm khắc chứ? Trong sự việc này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng. Khi Hà Tiến Trung đang trầm ngâm thì Trùng Trường Thiện ngồi bên cạnh Tác Lưu Duệ chợt khẽ cười nói. Cục trưởng Hà, cục trưởng Viên cực kỳ tán thưởng năng lực công tác của ngài. Hà Tiến Trung khẽ giật mình, hắn chợt hiểu ra vấn đề. Lãnh đạo Cục Công an tỉnh sở dĩ có phản ứng như vậy cũng không phải là vì một phạm nhân tự sát, lại càng không thể không biết bên trong có lỗ hổng. Điều làm cho cục trưởng Viên phẫn nộ chính là sự việc của chính mình. Bí thư Vương căn bản không suy xét ý kiến của Cục Công an tỉnh mà trực tiếp nắm bắt mình. Dù Hà Tiến Trung thuộc quản lý của thành phố La Nam, thế nhưng phương diện công tác lại nằm dưới quyền chỉ đạo của Cục Công an tỉnh. Hơn nữa theo tính công tác chuyên nghiệp của Cục Công an, cộng với tác phong công tác cường thế của Cục trưởng Viên, lãnh đạo luôn tiến hành can thiệp vào công tác bổ nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an 19 thành phố trong tỉnh, hơn nữa còn nắm quyền chủ động ở nhiều địa phương. Tuy không phải là không có ý kiến bất đồng, thế nhưng phần lớn sự việc đều được thương lượng giải quyết. Lúc này Vương Tử Quân nắm lá cờ bồi dưỡng cán bộ để ép Hà Tiến Trung rời khỏi chức vụ, điều này đã động đến thần kinh của cục trưởng Viên. Nếu nói phái tổ điều tra xuống nắm chặt vụ án tự sát lần này, không bằng nói đây là một đợt va chạm giữa cục trưởng Viên và bí thư Vương. Hà Tiến Trung nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Tác Lưu Duệ, hắn chợt cảm thấy rất bi ai. Mình xuống đài rõ ràng làm đá lót đường cho kẻ khác, điều này sao có thể làm hắn vui vẻ cho được. Trong lòng tuy không thoải mái nhưng Hà Tiến Trung dù sao cũng là một nhân vật ở thành phố La Nam, hắn biết rõ mình đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này mình không còn ép được Tác Lưu Duệ, như vậy cứ nên làm tốt quan hệ với đối phương thì hay hơn. Hà Tiến Trung trầm ngâm giây lát thì cười nói. Cục trưởng Viên đã có ý như vậy thì quá tốt, cục trưởng Tác, anh xem như có cơ hội để biểu hiện, đồng thời anh cũng nhất định phải nắm chắc công tác với cục trưởng Triệu. Hà Tiến Trung nói đến đây thì sờ cằm nói tiếp. Năm xưa khi tôi còn học đại học thì cục trưởng Triệu là chủ tịch hội học sinh trong trường, lần này anh ấy đến thành phố La Nam, tôi là một người bạn học cũ, tất nhiên cũng phải tận tình địa chủ mới được. Nụ cười trên mặt Tác Lưu Duệ càng thêm chân thành, hắn vừa mở chai rượu rót vào ly cho Hà Tiến Trung vừa cười nói. Cục trưởng Hà,
anh nói ra như vậy làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ. Năm xưa khi tôi nhập gánh công tác với anh, tôi đã nói rõ ràng rằng mình là lính của anh, vĩnh viễn là lính của anh nói gì tôi làm nấy, nói kéo xe sẽ kéo xe. Trong mắt tôi thì cục trưởng cục công an chính là của anh, mãi mãi không có ai có thể thay thế được vị trí của anh. Hà Tiến Trung căn bản không tin những lời nịnh nọt của Tác Lưu Duệ, đám người ngồi nơi đây cũng không tin, thế nhưng vẻ mặt kẻ nào cũng tỏ ra cực kỳ kích động. Đặc biệt là Hà Tiến Trung, hắn càng vỗ vỗ vai của Tác Lưu Duệ rồi nói. Anh Tác, những lời của anh thật sự đã quá chân tình, thật sự làm cho một người làm anh như tôi phải cảm động. Thế nhưng anh là người có năng lực mạnh mẽ, lúc này lại có cơ hội tốt, vào thời điểm mấu chốt cũng nên tiến lên tranh thủ mới được. Tôi hiểu rõ tình huống của mình, cho dù cục trưởng Viên có làm thế nào thì tôi cũng không thể nào khôi phục vị trí cũ được nữa. Nhưng anh thì lại khác, anh không phải là người thuộc phái bên kia, hơn nữa lại có uy vọng rất lớn trong cục công an thành phố. Cục trưởng Viên coi trọng anh, bên dưới lại có người trợ lực, nếu anh không nắm chắc thì đến lúc đó sẽ hối hận không kịp, cũng xem như có lỗi với đám anh em chúng tôi. Hà Tiến Trung giống như thật sự xúc động, hắn dùng một tay nâng ly rượu rồi trầm giọng nói. Anh Tác, anh em chúng ta có tình cảm sâu đậm thế nào? Còn thiếu thân mật nữa sao? Anh nói xem, anh và tôi làm cục trưởng cục công an có gì là khác nhau? Chẳng lẽ anh làm cục trưởng cục công an thì không còn quan tâm đến người làm anh như tôi nữa sao? Trùng Trường Thiện nhìn hai người Hà Tiến Trung nói chuyện cởi mở vui vẻ với nhau mà thầm cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ cục trưởng Hà thật sự nói rất đúng, đến khi Tác Lưu Duệ lên làm cục trưởng thì anh đừng hòng nói được lời nào. Nhưng những lời như vậy hắn tự mình hiểu mà không thể nói ra, hơn nữa những người nơi đây cũng hiểu rõ vấn đề. Cục trưởng Hà, anh yên tâm, cầu thả sinh phú quý, mọi vật cùng phát triển với nhau, sau này chuyện của anh là của tôi, nếu ai dám không nể mặt anh thì rõ ràng là không nể mặt anh em chúng tôi. Còn bà nó, tôi còn ở thành phố La Nam này, đừng hòng có kẻ nào không nể mặt anh em chúng ta. Tác Lưu Duệ cùng ly với Hà Tiến Trung, cũng không phải là uống rượu đúng độ hay không mà dùng giọng đầy hào khí nói với Hà Tiến Trung. Đám người lại nâng ly cùng với nhau, Hà Tiến Trung nhìn ly rượu mà trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Dù hắn có chút vướng mắc với tình huống Tác Lưu Duệ lên làm cục trưởng cục công an, thế nhưng lại có chút không yên, Bí Thư Vương sẽ thất bại trong sự kiện lần này sao? Chương 671 Một kẻ tuyệt đỉnh đối mặt thiên hạ, vượt biển sâu gặp giao long. Bí thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân biết được tin tức Vương Tử Quân quay về La Nam, hắn nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của Bí thư Vương. Khi thấy đồng chí Tân đang ghi chép thì nở nụ cười nói. Chí Tân, Bí thư Vương có gì bận không? Đồng chí Tân thấy người đến là Tống Ích Dân, thế là hắn vội vàng đứng lên nói. Bí thư Vương đang nói chuyện với Chủ tịch Hà. Tôi sẽ đi vào xem xét cho ngài. Không cần, không cần, Bí thư Vương biết đâu đang có chuyện gì đó quan trọng cần bàn bạc với Chủ tịch Hà, tôi cứ chờ ngoài này rồi nói sau. Tống Ích Dân nói rồi ngồi xuống bên cạnh đồng chí Tân. Tuy tư cách của đồng chí Tân cũng không kém Tống Ích Dân, thế nhưng cấp bậc hai bên vẫn cách biệt rất rõ ràng, thế là nhanh chóng rót trà cho Tống Ích Dân. Chí Tân, anh cũng không cần bận việc. Tống Ích Dân tiếp nhận ly trà. Hắn đặt xuống bàn rồi dùng giọng trầm ngâm khẽ nói. Hôm nay tâm tình của Bí thư Vương là thế nào? Đồng chí Tân hiểu rõ những gì đang xảy ra trong vài ngày gần đây ở thành phố La Nam, hắn tất nhiên hiểu Tống Ích Dân hỏi mình như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Sau khi suy xét mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Tống Ích Dân, hắn cũng không giấu giếm mà mở miệng nói. Tâm tình của Bí thư Vương cũng không tệ. Tâm tình không tệ. Tống Ích Dân thiếu chút nữa bị đáp án của đồng chí Tân làm cho ngây cả người. Hắn nghĩ rằng sau khi nghe tin Diêm Học Hà tự sát thì Vương Tử Quân không tức giận vỗ bàn mắng người thì ít nhất cũng phải trao mày lại chứ. Như thế nào lại tỏ ra chẳng có việc gì, tâm tình tốt đẹp cho được. Có phải trong sự việc này có gì đó không? Chỉ sau khoảnh khắc nhưng trong đầu Tống Ích Dân thật sự quay cuồng rất nhiều ý nghĩ, hắn cũng không tiếp tục đi theo ý nghĩ của mình mà cười nói. Hai ngày qua Bí thư Vương bận rộn làm gì? Anh Chí Tân cũng đừng nói không thể để lộ ra cho tôi một chút nhé. Đồng chí Tân nhìn bộ dạng trêu tức của Tống Ích Dân ở trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình. Tống Ích Dân tuy dùng giọng điệu hiền hòa hỏi han, gương mặt có biểu hiện rất hiền lành, hành vi thân thiết, bộ dạng giống như đồng sự cực kỳ thân mật, nhưng đồng chí Tân biết rõ người này đang tìm hiểu về hành tung của Bí thư Vương. Bí thư Tống, chuyện này nói ra thì tôi cũng cực kỳ hổ thẹn, tôi là một thư ký không xứng với chức vụ. Lần này Bí thư Vương về Giang thị chủ yếu là vì tiệc trăm ngày của con trai.
Đồng chí Tân nói đến đây thì tỏ ra ảo não. Anh nói xem một sự kiện như vậy mà bây giờ tôi mới biết được, có phải là thất trách không? Tống Ích Dân nhìn vẻ mặt ảo não của đồng chí Tân mà không khỏi sinh ra cảm giác nuối tiếc. Hắn là người luôn cố gắng dựa vào Vương Tử Quân, lần này là tiệc trăm ngày của con bí thư Vương, rõ ràng là một cơ hội để tiếp cận lãnh đạo. Một cơ hội tốt như vậy mà hắn căn bản không phát hiện và để nó trôi qua, đúng là không thể nào tha thứ được. Ôi, bí thư Vương quá giữ bí mật công tác, thật sự làm cho người ta đổ mồ hôi. Tống Ích Dân nói đến đây thì nhìn thoáng qua đồng chí Tân, sau đó khẽ an ủi. Chí Tân, anh cũng đừng để trong lòng, bí thư Vương không nói cho anh biết, chỉ sợ suy xét đến phương diện sợ anh khó xử, sợ gây ra áp lực cho anh. Đồng chí Tân tuy biết áp lực kia có nghĩa là gì, thế nhưng hắn vẫn cười cười nói. Bí thư Tống, tôi biết rõ đây là bí thư Vương suy nghĩ cho tôi, thế nhưng đây vốn là sự việc mà tôi nên thông báo cho người khác, lại vì liên hệ điện thoại với thư ký của bí thư Lưu mới biết sự thật, đúng là làm cho người ta chê cười. Sau khi tán gẫu vài câu với đồng chí Tân, Tống Ích Dân chợt trầm giọng nói. Chí Tân, anh nói tôi nghe một chút, bí thư Vương có ý kiến gì với sự việc Diêm Học Hà không? Bí thư Vương không tỏ thái độ. Đồng chí Tân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Nhưng tôi cảm thấy bí thư Vương giống như có chút thờ ơ với sự việc này. Tống Ích Dân thở dài một hơi, tuy hắn không phải là người chịu trách nhiệm chủ yếu ở sự kiện này, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là lãnh đạo cục công an trên danh nghĩa. Nếu bí thư Vương mà nổi giận, như vậy hắn dù thế nào cũng khó thể nào trốn tránh được. Bí thư Vương hiện tại coi trọng chính là... Tống Ích Dân uống một ngụm trà rồi khẽ hỏi. Đồng chí Tân thật sự có chút phản cảm với tình huống liên tục đặt câu hỏi của Tống Ích Dân. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, hắn không thể ném ra tất cả những thông tin về lãnh đạo của mình cho người ta được, đây tối thiểu cũng là đạo đức nghề nghiệp. Nếu một người căn bản không biết giữ mồm giữ miệng thì sao được lãnh đạo tín nhiệm. Nhưng Tống Ích Dân thật sự không dễ đắc tội, vì vậy ngay từ đầu thì đồng chí Tân luôn trả lời những câu hỏi của bí thư Tống, chỉ là nếu liên quan đến Vương Tử Quân thì luôn chú ý tránh đi. Nếu đối phương muốn đi sâu vào tìm hiểu hành tung của bí thư Vương, như vậy đồng chí Tân cũng phải tỏ ra cảnh giác, gương mặt tỏ ra khó khăn. Tuy những ngày qua Tống Ích Dân giúp đồng chí Tân nhiều sự việc, chưa nói đến những phương diện khác, em trai của đồng chí Tân từ vị trí đồn trưởng đồn công an tiến lên làm phó chủ nhiệm cục trang bị hậu cần cho cục công an thành phố, tất nhiên phải nhờ vào Tống Ích Dân. Nhưng Tống Ích Dân làm như vậy không phải là muốn thông qua chính mình để lấy được sự tín nhiệm của bí thư Vương sao? Chính mình sở dĩ trở nên quan trọng trong mắt một vị lãnh đạo như Tống Ích Dân, cũng là vì vị trí của mình quá đặc thù, là người thân cận với bí thư Vương. Làm tốt công tác thư ký của bí thư Vương, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của đồng chí Tân, thế cho nên hắn cố tình không trả lời câu hỏi của Tống Ích Dân, nhưng hắn nghĩ đến sự việc mà bí thư Vương đang coi trọng, thế là chợt thay đổi ý nghĩ. Bí thư Vương muốn xây dựng con đường cao tốc nối liền La Nam và Sơn Viên, đây tuyệt đối là chuyện vui lớn với cả thành phố La Nam. Tuy bí thư Vương đã dựng lên quyền uy của mình ở thành phố La Nam, thế nhưng ở sự kiện này vẫn cần sự cổ vũ giúp đỡ của các vị thường ủy thị ủy, Tống Ích Dân rõ ràng là một nhân tuyển cực kỳ phù hợp. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, đồng chí Tân chợt hạ thấp âm thanh nói. Bí thư Tống, bí thư Vương những ngày qua luôn quan tâm đến con đường cao tốc giữa thành phố La Nam và Sơn Viên. Đường cao tốc nối thành phố La Nam và Sơn Viên, đồng chí Tân chợt cảm thấy đầu mình trở nên nặng trịch. Hắn dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại có mưu đồ ở sự việc này. Tống Ích Dân là thường ủy thị ủy La Nam, hắn cũng rất hy vọng thành phố La Nam có một con đường cao tốc đi đến thành phố Sơn Viên. Hắn biết rõ con đường này một khi được nối liền sẽ có ý nghĩa thế nào đối với địa vị của Vương Tử Quân trong ban ngành thành phố La Nam. Chương 671 2 kẻ tuyệt đỉnh đối mặt thiên hạ, vượt biển sâu gặp giao long. Nhưng Tống Ích Dân cũng hiểu rõ tình hình tài chính của thành phố La Nam. Chỉ dựa vào tình hình thu vào của La Nam thì căn bản là vài năm sau cũng không đủ làm đường. Hắn có chút suy tư, sau đó mới khẽ nói. Trên tỉnh có giúp đỡ thành phố La Nam chúng ta không? Tôi cũng không biết ý kiến trên tỉnh, chỉ là bí thư Vương nói chuyện này nên do chính thành phố La Nam chúng ta thao tác xử lý. Đồng chí Tân nói đến đây thì khẽ lên giọng. Bí thư Vương giống như đã có phương án đối với hạng mục này rồi. Tống Ích Dân cười cười. Thế nhưng nụ cười trên mặt hắn có chút đông cứng. Hắn còn chưa tỉnh táo trở lại sau cảm giác kinh sợ vừa rồi, vì hắn thật sự không tin tưởng quá lớn vào con đường cao tốc của thành phố La Nam. Khi hai người nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa,
Hà Khởi Duệ đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đồng chí Tân nhanh chóng đứng lên bắt chuyện với Hà Khởi Duệ, sau đó lại đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vừa thu dọn trà nước vừa khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, bí thư Tống đến. Vương Tử Quân lúc này đang viết gì đó trên bàn làm việc, sau khi nghe được lời của đồng chí Tân thì đặt bút xuống nói. Mời bí thư Tống vào. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng rồi quay về phòng làm việc của mình, đúng lúc thấy Tống Ích Dân đang từ biệt Hà Khởi Duệ. Bí thư Tống, bí thư Vương mời anh vào phòng. Đồng chí Tân nhìn Hà Khởi Duệ bỏ đi, sau đó khẽ nói với Tống Ích Dân. Tống Ích Dân khẽ gật đầu, hắn đi theo đồng chí Tân vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi đồng chí Tân pha trà rót nước rồi đi ra ngoài, Tống Ích Dân vốn đang ngồi trên ghế salon chợt đứng lên nói. Bí thư Vương, tôi phải làm kiểm điểm với anh ở sự kiện Diêm Học Hà, là tôi không làm tốt công tác của mình mới để sự kiện trên xảy ra. Vương Tử Quân biết rõ Tống Ích Dân nói như vậy là đang làm bộ với mình, hắn khoát tay áo nói. Bí thư Ích Dân, chuyện này trách nhiệm của ai thì người đó gánh chịu, thế nhưng dù là thế nào thì anh cũng không đến lượt phải làm kiểm điểm. Tống Ích Dân nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì mới thở dài một hơi, hắn hiểu Vương Tử Quân là người thế nào, biết rõ Bí thư Vương đã nói như vậy thì sự việc xem như được giải quyết, cũng không truy cứu trách nhiệm lên người mình. Bí thư Vương, tuy chúng ta đã khuyên nhủ người thân của Diêm Học Hà đi về nhà, nhưng tôi cảm thấy trong sự việc này có quá nhiều nhân tố không ổn định, anh xem có nên phái các đồng chí phòng văn thư đẩy mạnh công tác hay không. Tôi nghe nói em trai của Diêm Học Hà chính là chủ tịch xã La Nham huyện Dương Cương. Tống Ích Dân Lai ngồi xuống ghế salon, sau đó khẽ mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Tống Ích Dân, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói. Trấn an cảm xúc của người thân người bị nạn là đúng, thế nhưng quan trọng nhất chính là phải cho ra một định luận với vụ án của Diêm Học Hà, vụ án con đập Tiểu Nha Sơn không thể tiếp tục cứ mập mờ mãi như vậy được. Tống Ích Dân có chút chần chờ, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, Ủy ban Tư pháp chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành sự việc này. Vương Tử Quân gật đầu cười nói. Người khác làm việc thì tôi còn phải suy xét một chút, thế nhưng anh Tống ra tay, tôi tuyệt đối yên tâm. Tống Ích Dân dù biết lời này của Vương Tử Quân có 8 phần khách sáo, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ vui sướng. Sau khi bàn luận thêm vài câu với Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng nói ra mục đích mình đến đây lần này. Bí thư Vương, anh Mễ của Cục Công an báo cáo với tôi, nói rằng Cục Công an tỉnh sắp phái tổ điều tra liên hợp xuống xem xét cái chết của Diêm Học Hà, tổ trưởng tổ điều tra là Phó Cục trưởng Triệu, anh xem chúng ta nên tiếp đãi thế nào đây? Trước kia thế nào thì bây giờ cứ như vậy, cứ thực hiện theo nếp là được. Vương Tử Quân sờ lên trán rồi nói tiếp. Chúng ta chỉ cần làm tốt bản chức công tác của mình là được. Tống Ích Dân cũng biết rõ mục đích của Triệu Quân Hạo. Hắn đến đây báo cáo chủ yếu cũng là vì muốn xem thái độ của Vương Tử Quân. Tuy hắn là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố La Nam, thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn muốn gây áp lực cho Triệu Quân Hạo là một điều rất khó khăn. Lúc này Vương Tử Quân tỏ thái độ thì Tống Ích Dân chợt hiểu ra vấn đề, hắn cười cười với Vương Tử Quân, sau đó lên tiếng. Bí thư nói đúng, chúng ta làm tốt công tác bản chức của mình là được. Bí thư Ích Dân, chuyện này nằm trong chức trách của anh cần phải chú tâm xử lý một chút. 2 ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Tam Hồ và Thiền Duyên, để cùng bọn họ thương lượng về chuyện tu sửa đường cao tốc đến Sơn Viên. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên đi về phía bản đồ thành phố La Nam treo trên tường cách đó không xa, sau đó dùng ngón tay vẽ lên bản đồ. Chỉ cần chúng ta làm xong con đường này, như vậy kinh tế thành phố La Nam sẽ chắp cánh bay cao. La Nam là thành phố lớn nhất tỉnh Sơn Nam. Thế nhưng lại là thành phố giao thông kém nhất, tuy cuối cùng cũng có đường sắt đi qua, thế nhưng đường cao tốc còn quan trọng hơn nhiều. Tống Ích Dân biết rõ giá trị khi xây dựng đường cao tốc, biết rõ một con đường như vậy sẽ thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Nhưng hắn biết rõ số tiền 1 tỷ cũng không dễ kiếm, không phải từ trên trời rơi xuống, cũng đừng mong trên tỉnh sẽ rót ngân sách xuống. Lúc này trong tỉnh còn có vài thành phố đồng bằng chưa có đường cao tốc. Vì sao lại phải bỏ tiền ra làm đường cao tốc cho một thành phố đường xá địa hình khó khăn như thế này? Bí thư Vương, tôi cảm thấy muốn thay đổi tình huống giao thông của thành phố thì chúng ta phải đi từng bước, đường cao tốc nên trì hoãn một chút, không bằng chúng ta sửa tỉnh lộ nối liền La Nam với Tam Hồ trước cái đã. Tống Ích Dân không phải là người đầu tiên cho ra ý kiến đề xuất như thế này,
hơn nữa Vương Tử Quân cũng biết Tống Ích Dân là vì muốn tốt cho mình. Với tài chính của thành phố La Nam, không thể làm được đường cao tốc, thế nhưng sửa tỉnh lộ đến Tam Hồ thì hoàn toàn có thể. Nhưng nếu làm như vậy thì tình hình tài chính của thành phố La Nam sẽ rất căng thẳng, sẽ càng như trứng chọi đá, cất bước khó khăn. Bí thư Ích Dân, tôi xây dựng đường cao tốc La Nam Sơn Viên cũng không phải dùng tiền của thành phố. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi bắt đầu nói ra ý tưởng xây dựng đường cao tốc. Thật ra ý nghĩ này cũng không phải là gì quá mới mẻ hay thần kỳ vào đời sau, dù sao thì hình thức BOT sau này đã được thực tế chứng minh là hoàn toàn có thể thao tác tốt. BOT, viết tắt của tiếng Anh, Build Operation Transfer, có nghĩa, xây dựng vận hành chuyển giao. Chính phủ có thể kêu gọi các công ty bỏ vốn xây dựng trước Build thông qua đấu thầu, sau đó khai thác vận hành một thời gian Operation, và sau cùng là chuyển giao Transfer lại cho nhà nước sở tại. Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh, BTO, hợp đồng xây dựng chuyển giao, BT. Chương 672, một tôi chính là tôi, không trung dung, không nửa vời. Lợi dụng tư bản nhân gian, nhưng tư nhân hay dân gian có nhiều tiền như vậy sao? Tống Ích Dân tuy cảm thấy Vương Tử Quân nói rất có lý, thế nhưng hắn thật sự căn bản không thể nghĩ rằng xí nghiệp tư nhân nào có số tiền 1 tỷ để đầu tư xây dựng đường cao tốc cho thành phố La Nam. Một công ty căn bản khó thể cho ra 1 tỷ, thế nhưng nhiều công ty, nhiều người, số tiền kia lại không là vấn đề với số đông. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng tiếp tục. Ích Dân, nếu như con đường cao tốc này được làm xong, anh nghĩ xem có bao nhiêu xe đi qua. Hơn nữa con đường này nói thông với đường cao tốc phía tây của tỉnh Sơn Nam, đến lúc đó nó sẽ là động mạch chủ thúc đẩy kinh tế thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Dân gian cũng không thiếu những người có chí hướng, tôi tin tưởng chỉ cần hai bên kiên trì nguyên tắc ai cũng có lợi, như vậy công ty tham gia đầu tư sẽ rất đông. Nếu thật sự không đủ thì chúng ta đưa ra thị trường, gom góp tài chính từ thị trường chứng khoán để thúc đẩy xây dựng đường cao tốc. Vương Tử Quân nói xong lời cuối cùng thì trong lòng bừng bừng hào khí, hai mắt vốn sáng ngời chợt bừng bừng hào quang. Tống Ích Dân cũng bị lây nhiễm hào khí của Vương Tử Quân, tuy hắn vẫn cảm thấy có chút khó khăn, thế nhưng nếu đường cao tốc được xây dựng, như vậy ai cũng có thành tích cao độ, thế là cũng hạ quyết tâm lớn. Đi theo Vương Tử Quân, dù không thành công cũng không có tổn thất gì lớn. Một chiếc xe 24 chỗ nhanh chóng chạy trên đường từ thành phố La Nam đến Tam Hồ. Nếu so sánh với thành phố La Nam thì thành phố Tam Hồ chỉ có một huyện Chánh Uẩn là vùng núi, tất cả quận huyện còn lại đều là đồng bằng. Hoàn cảnh địa lý như vậy chính là cơ sở tốt đẹp để thành phố Tam Hồ có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế, dù không ở trong các vị trí dẫn đầu toàn tỉnh, thế nhưng dù thế nào cũng ở trong mức phát triển trung bình. Nếu so sánh với La Nam hay các thành phố vùng núi khác, thành phố Tam Hồ thật sự có tư bản để kiêu ngạo. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Tam Hồ trên danh nghĩa là học tập kinh nghiệm phát triển của thành phố anh em, thực tế chính là muốn thương lượng xây dựng đường cao tốc với bí thư thành phố Tam Hồ Lâm Trường Công. Vương Tử Quân thấy đường cao tốc có đi qua thành phố Tam Hồ, thế cho nên có thể nhận được sự giúp đỡ của Lâm Trường Công, nếu hai người bọn họ cùng nhau lên tiếng thì sẽ có độ nặng hơn. Bí thư Vương, tôi đã trao đổi ý kiến với thành phố Tam Hồ, bọn họ rất có ý kiến với phương diện thành phố La Nam xây dựng đường cao tốc. Điều kiện giao thông ở thành phố Tam Hồ cũng không tệ, nhưng thành phố lại không có đường cao tốc đi qua, nhiều ít gì cũng là uy hiếp đến sự phát triển kinh tế của bọn họ. Hà Khởi Duệ ngồi ở bên cạnh Vương Tử Quân khẽ lên tiếng. Vì Lý Quý Niên không ủng hộ cũng không phản đối xây dựng đường cao tốc, thế cho nên Hà Khởi Duệ trở thành người quan trọng nhất giúp đỡ Vương Tử Quân đến thành phố Tam Hồ đàm phán làm đường. Vương Tử Quân tất nhiên muốn Lý Quý Niên đi theo, thế nhưng Chủ tịch Lý lại trùng hợp bị bệnh ngay vào lúc này. Lý Quý Niên cáo bệnh cũng không phải chỉ là trốn tránh công tác thương lượng với thành phố Tam Hồ, quan trọng là hắn cũng muốn tránh mặt tổ điều tra của Cục Công an tỉnh. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ tâm tính của Lý Quý Niên. Lý Quý Niên là người tránh hại tìm lợi, như vậy sẽ luôn gặp dữ hóa lành, đây là chân lý có thể dùng được ở mọi nơi. Trong quan trường thì ý nghĩ theo đuổi danh lợi là của tất cả mọi người, thế nhưng tránh hại tìm lợi quá mức lại là biểu hiện mềm yếu. Đây cũng là một lý do vì sao Lý Quý Niên ở thành phố La Nam lại bị Phó Bí Thư Lục Ngọc Hùng ép chặt xít sao đến như vậy. Vương Tử Quân dù nghĩ về Lý Quý Niên, thế nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe lời nói của Hà Khởi Duệ. Sau đó hắn gật đầu rồi cười nói. Lần này mục đích của chúng ta chính là thương lượng trao đổi về sự việc làm đường cao tốc, thế nhưng cũng không thể buông lỏng công tác kêu gọi đầu tư, dù sao vẫn là một cơ hội học tập kinh nghiệm cho thành phố chúng ta. Nhóm người Hà Khởi Duệ gật đầu xưng vâng.
dù sao đối với bọn họ thì phát triển kinh tế mới là vấn đề quan trọng nhất. Vì Vương Tử Quân ngồi trên xe nên, thế cho nên Hà Khởi Duệ cũng không phải là trung tâm tranh luận. Phó Chủ tịch Chủ quản Giao thông là Trương Sương Hữu càng liên tục trao đổi lấy ý kiến với Bí Thư Vương trên phương diện làm đường cao tốc, vị Chủ tịch Trương này cũng bắt đầu cố ý dựa vào Vương Tử Quân. Trong xe thi thoảng vang lên tiếng cười, tài xế thấy như vậy cũng thật sự thả lỏng một chút. Nhưng cũng không phải người nào cũng được thoải mái tự nhiên, ít nhất thì vẻ mặt của trưởng phòng Hà Tiến Trung phòng khoa học công nghệ cũng khá bức bối. Dù đã đánh mất vị trí cục trưởng cục công an, Hà Tiến Trung cũng xem như mất đi hy vọng, thế nhưng Triệu Quân Hạo đến thành phố La Nam lại làm cho dã tâm của hắn chợt nảy mầm. Hắn không muốn buông tha cơ hội tiếp xúc với Triệu Quân Hạo vào lúc này. Khi hắn chuẩn bị phản ánh tình huống của mình với cục trưởng Triệu Quân Hạo, đúng lúc văn phòng thị ủy gọi điện thoại xuống, thế là kế hoạch của hắn biến thành mới giấy lộn. Hà Tiến Trung phải đi cùng với Vương Tử Quân đến học tập kinh nghiệm ở thành phố Tam Hồ, lý do này làm cho trưởng phòng Hà cực kỳ khó chịu. Hắn hiểu rõ mục đích của Vương Tử Quân khi đến Tam Hồ, rõ ràng là vì thương lượng làm đường cao tốc. Các người đến thành phố Tam Hồ bàn việc làm đường cao tốc, sao phải đưa một trưởng phòng khoa học công nghệ đi theo làm gì? Nhưng Hà Tiến Trung có bực tức thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Khi hắn cảm thấy cực kỳ bức bối thì nhân viên công tác ở bên kia lại mở miệng nói thêm. Đáng lý ra danh sách cán bộ đi học tập kinh nghiệm lần này không có ngài, thế nhưng Bí Thư Vương nói ngài là cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng trọng điểm, thế cho nên tự mình chỉ điểm, cho ngài vào danh sách. Sau khi nghe những chữ bồi dưỡng trọng điểm thì Hà Tiến Trung thật sự cảm thấy hận ngứa răng, còn bà nó, Vương Tử Quân không phải không muốn cho tôi gặp mặt cục trưởng Triệu sao? Còn dùng cái cớ này để khảo nghiệm chỉ số thông minh của tôi, anh cho rằng tôi là người ngu sao? Trên đường đi Hà Tiến Trung thấy đám đồng lưu mở miệng nịnh nọt Vương Tử Quân, hắn lại tỏ ra cực kỳ bình thản nhưng trong lòng cứ loạn cả lên như có một tổ ong vò vẽ, cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân đang dần được mở rộng ở thành phố La Nam. Chương 673, rắn không thể không đầu. Hai người Lâm Trường Công và Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho bầu không khí trong xe đã khá hơn rất nhiều. Lâm Trường Công là người cực kỳ khéo kéo, thế cho nên mở miệng vài câu đã làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được sự nhiệt tình. Hơn 10 phút sau hai người đi đến nhà khách thành phố Tam Hồ, nhìn qua thì thấy khách sạn này mới được xây dựng vài năm nay, khí thế khá mạnh mẽ, 5 tầng uy nghi cao vút, hơn nữa bên trong còn có một hoa viên bừng bừng sức sống. Đám cán bộ thành phố Tam Hồ đã sớm chờ sẵn nhanh chóng đón đám người Vương Tử Quân vào trong đại sảnh khách sạn, nhân viên công tác nhanh chóng châm trà rót nước, thế là tiệc rượu nhanh chóng được mở màn. Bí thư Vương, chào mừng anh đến thành phố Tam Hồ, Bí thư Lâm của chúng tôi thật sự giơ hai tay tán thành phương án xây dựng đường cao tốc từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên. Đường giao thông chính là một vấn đề áp chế sự trao đổi và phát triển kinh tế giữa hai thành phố chúng ta. Chỉ cần xây dựng xong đường cao tốc thì sẽ tạo nên góc bù phát triển kinh tế giữa hai thành phố, sẽ có tác dụng không nhỏ ở phương diện thúc đẩy phát triển kinh tế hai địa phương. Người mở miệng là Chủ tịch Triệu Bảo Lâm của thành phố Tam Hồ, nếu so sánh với Lâm Trường Công thì Triệu Bảo Lâm trẻ tuổi hơn rất nhiều, lời nói lại biểu hiện rõ ràng sự tôn trọng đối với Bí thư Lâm Trường Công. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí thư Triệu, ngài đã nói ra tiếng lòng của tôi, thành phố La Nam và Tam Hồ cùng chung dòng sông Giang Thủy. Hai bên từ thời xa xưa đến nay luôn như anh em một nhà, tôi tin tưởng xây dựng đường cao tốc thì hai thành phố sẽ thật sự là người một nhà. Đám nhân viên cùng hộ tống Vương Tử Quân đến thành phố Tam Hồ là Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc đều nở nụ cười vui vẻ, tuy bọn họ không biết vừa rồi Vương Tử Quân và Lâm Trường Công đã nói gì với nhau, thế nhưng lời nói của Chủ tịch Triệu Bảo Lâm cũng đã đủ nội dung rồi, xem như bọn họ đi chuyến này cũng chẳng phải không công. Đây là một điềm báo tốt. Càng làm cho bọn họ tràn đầy tin tưởng vào hạng mục làm đường cao tốc từ La Nam đến Sơn Viên sẽ thành công. Sau khi trao đổi ý kiến về tiền cảnh của con đường cao tốc, Triệu Bảo Lâm lấy ra một phần văn kiện rồi nói. Bí thư Vương, thành phố chúng tôi đã cho ra một phương án sơ bộ với đường cao tốc La Nam-Sơn Viên, mong ngài xem qua, có gì cần xem xét thì chúng ta cùng nhau thảo luận, đến khi thống nhất phương án sẽ báo cáo lên lãnh đạo tỉnh. Khi Triệu Bảo Lâm lấy ra phần văn kiện này, bầu không khí vui vẻ chợt trở nên ngưng trọng, nụ cười trên mặt nhóm người Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc nhanh chóng cô đọng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Tuy không biết Triệu Bảo Lâm lấy ra phần văn kiện kia có nội dung là gì, thế nhưng lời nói của Chủ tịch Triệu đã bày tỏ thái độ của thành phố Tam Hồ ở sự kiện này, đó chính là công lao xây dựng đường cao tốc sẽ ở trên người thành phố Tam Hồ.
Bầu không khí trở nên rất vi diệu, thế nhưng vẻ mặt đám người thành phố THD đều treo nụ cười bình tĩnh, rõ ràng bọn họ căn bản đã biết rõ văn kiện mà Triệu Bảo Lâm đưa ra có nội dung thế nào. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt của Lâm Trường Công, hắn nhận lấy văn kiện trong tay của Triệu Bảo Lâm. Tôi phải nắm chắc thời gian xem xét mới được. Ha ha ha, Chủ tịch Triệu, tính tình này phải sửa lại, bây giờ cũng sắp 12 giờ, công tác từ từ hãy nói, chúng ta cũng không thể để cho Bí Thư Vương đói bụng làm việc được. Lâm Trường Công thấy Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện thì đứng lên cười lớn nói. Lâm Trường Công là Bí Thư Thị ủy thành phố Tam Hồ, hắn là người nhất ngôn cửu đỉnh, hắn vừa nói xong thì đám lãnh đạo thành phố Tam Hồ cũng nhanh chóng đứng lên theo. Vương Tử Quân và Lâm Trường Công hàn huyên với nhau thêm hai câu, sau đó được nhân viên phục vụ sắp xếp đi nghỉ ngơi. Khi hắn vừa đi vào phòng nghỉ ngơi thì Hà Khởi Duệ và Kim Điền Lạc cùng nhau đi đến. Nguồn T, U, N, G, H, O, A, N, H, C, O, M. Bí Thư Vương, thành phố Tam Hồ cho ra kế hoạch khách lấn chủ, tôi thấy bọn họ rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Là muốn nắm thành tích làm đường cao tốc trong tay, muốn nuốt tất cả vào bụng mình. Hà Khởi Duệ ngồi xuống ghế salon, sau đó trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy thành phố La Nam chúng ta nên nắm chắc phương án hai bên cùng có lợi, thế nhưng chiêu thức của bọn họ căn bản là không thể chấp nhận được. Kim Điền Lạc cũng không lập tức ngồi xuống, hắn nâng bình trà lên rót nước cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nói gì, hắn lật bản kế hoạch của thành phố Tam Hồ ra. Sau đó trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tôi cũng hiểu tính toán của thành phố Tam Hồ, thế nhưng phương án của bọn họ thật sự không tốt. Vương Tử Quân vừa nói vừa ném bản kế hoạch cho Hà Khởi Duệ. Khi nhóm người Vương Tử Quân đang trao đổi về kế hoạch của thành phố Tam Hồ, lúc này Lâm Trường Công, Triệu Bảo Lâm và nhóm thường ủy thị ủy tham gia nghênh đón Vương Tử Quân đang tổ chức một cuộc họp. Lâm Trường Công tất nhiên là nhân vật chính không thể thay thế trong cuộc họp này. Tất cả chủ đề đều được tiến hành xung quanh hắn. Sau khi nghe thư ký trưởng văn phòng thị ủy nói ra những sắp xếp tiếp đãi cho đám người Vương Tử Quân, hắn nhìn về phía Triệu Bảo Lâm rồi nói. Chủ tịch Triệu, loại chuyện này có phải chúng ta quá đường đột rồi không? Bí thư Lâm, tuy thành phố La Nam là người khởi xướng làm đường cao tốc, cũng là bọn họ chủ động liên lạc với chúng ta, thế nhưng nếu chỉ vì bọn họ là người khởi xướng mà dành hết công lao, như vậy rõ ràng là không thể nói nổi. Triệu Bảo Lâm nói đến đây thì trầm giọng tiếp tục lên tiếng. Bí thư Lâm, thu nhập tài chính của thành phố La Nam căn bản không bằng một nửa thành phố Tam Hồ, nếu tính về lực ảnh hưởng trong tỉnh, thành phố Tam Hồ được mệnh danh là hòn ngọc của tỉnh Sơn Nam, mạnh hơn La Nam không biết bao nhiêu lần. Tuy lãnh đạo tỉnh tỏ vẻ giúp đỡ La Nam làm đường cao tốc, thế nhưng các thành phố khác đều không vui, nếu giúp đỡ La Nam thì tài chính cho các thành phố khác sẽ giảm. Còn số tiền mà thành phố La Nam bỏ ra căn bản chỉ là con số đáng xấu hổ mà thôi. Triệu Bảo Lâm nói đưa đến những tiếng cười lớn, Lâm Trường Công dù không cười nhưng hai hàng lông mày khẽ rung, chứng tỏ Bí Thư Lâm thừa nhận lời nói của Chủ tịch Triệu Bảo Lâm. Rắn không thể không đầu, nhưng nếu có quá nhiều đầu sẽ không đi được. Nếu tranh thủ xây dựng đường cao tốc ở trên tỉnh, dù xét bất kỳ phương diện nào thì thành phố Tam Hồ chúng ta cũng sẽ không nhường cho bất kỳ ai làm đại ca. Nếu chúng ta không chủ động làm đại ca, chỉ sợ con đường cao tốc này còn chưa làm thì vì nhân tâm không tương đồng mà gánh chịu kết quả không thể thành công. Lâm Trường Công khẽ gật đầu, hắn hiểu rất rõ ý nghĩ của Triệu Bảo Lâm. Nếu con đường cao tốc từ La Nam đến Sơn Viên được thông qua, được lãnh đạo tỉnh đồng ý, như vậy sẽ là một thành tích không nhỏ. Chính mình muốn rời khỏi vị trí bí thư thị ủy Tam Hồ đã không còn là gì bí mật, nếu hắn muốn được tiến lên, điều bức thiết nhất vào lúc này chính là làm ra thành tích. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Lâm và Chủ tịch Triệu, nói thật, tôi cảm thấy thành phố La Nam sẽ nhìn thấy rõ ràng năng lực của mình, bọn họ muốn làm đường cao tốc phải cho đi qua thành phố chúng ta, mà thành phố chúng ta thì khác hẳn. Chúng ta muốn làm đường cao tốc đến thành phố Sơn Viên, như vậy sẽ không liên quan đến một đồng tiền của thành phố La Nam. Trưởng phòng tuyên truyền Mã Hồ Bình trước nay đều xem xét rất chính xác tâm tư của Bí Thư Lâm Trường Công, lúc này hắn nhanh chóng mở miệng, tỏ vẻ giúp đỡ ý kiến của Bí Thư Lâm. Tuy chỉ có hai người lên tiếng nhưng trên cơ bản đã đại biểu cho tiếng lòng của tất cả lãnh đạo chủ yếu của thành phố Tam Hồ. Nếu nhìn từ bất kỳ phương diện nào thì thành phố Tam Hồ của bọn họ cũng phải là người chủ đạo, thành phố La Nam chỉ là đi theo chiếm chút lợi ích mà thôi, căn bản chẳng đáng là gì. Lâm Trường Công dù là lãnh đạo đứng đầu thành phố Tam Hồ, thế nhưng trên vài phương diện cũng phải xem xét ý kiến của các vị thường ủy thị ủy. Sau khi trầm ngâm giây lát thì hắn trầm giọng nói.
nếu như thành phố La Nam không ủng hộ phương án của chúng ta thì thế nào? Bí thư, như vậy thì càng tốt, cùng lắm thì hai bên chia hai đường, với trình độ của thành phố Tam Hồ chúng ta, dù sao cũng làm nhanh hơn đám người thành phố La Nam. Phó Chủ tịch Hào Tử Động là người nắm công tác xây dựng đường cao tốc ở thành phố Tam Hồ chợt dùng giọng trào phúng nói với Lâm Trường Công. Lâm Trường Công đưa mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của các vị thường ủy thị ủy, hắn khẽ khoát tay áo nói. Những lời này chúng ta chỉ nói trong nhà cho nhau nghe, có câu mọi người cùng góp củi thì lửa sẽ bốc lên cao, đây là con đường cao tốc có lợi cho sự phát triển của cả hai thành phố, thế cho nên hai bên nên cùng chung cố gắng thì hay hơn. Bí thư nói rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chỉ thị của ngài, sẽ cùng đồng tâm hiệp lực với các đồng chí thành phố La Nam. Chủ tịch Triệu cười cười với bí thư Lâm Trường Công, sau đó nói tiếp. Thật ra chúng ta cũng không nên biểu hiện quá mức kịch liệt, không phải có câu người cùng chí ngắn, ngựa gầy lông dài sao. Lời nói của Triệu Bảo Lâm không khỏi làm cho ánh mắt đám người chung quanh chợt sáng ngời, đặc biệt là Lâm Trường Công càng cười nói. Tốt lắm, cứ áp dụng phương án giữ hòa khí hai bên như vậy. Tiệc rượu chiêu đãi của thành phố Tam Hồ với nhóm người Vương Tử Quân được tổ chức ở đại sảnh Đan Quế lớn nhất trong khách sạn Tam Hồ, một chiếc bàn tròn có thể chứa 18 người. Sau khi phân định rõ vị trí chủ khách, đủ mọi loại thức ăn được dâng lên bàn. Bí thư Vương, tuy hai bên là thành phố hàng xóm, thế nhưng tục ngữ có câu cách xa ba dặm đã khác biệt tục tập, thành phố Tam Hồ và thành phố La Nam đều có đặc sắc ẩm thực của riêng mình. Hôm nay xin mời Bí thư Vương nhấm nháp món cá yến của thành phố Tam Hồ. Vương Tử Quân cũng chưa từng nghe nói đến món cá yến ở thành phố Tam Hồ, chỉ thấy một chiếc dĩa khá lớn với một loại cá thân dẹp được chế biến tinh xảo đặt lên bàn, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác thèm ăn. Là người trong quan trường thì trầm ổn chính là một khía cạnh cần được tu dưỡng, lúc này những người ngồi nơi đây đều là lãnh đạo thành phố, tất nhiên đều có công phu của riêng mình. Vì thế dù là ai cũng có ý nghĩ riêng, thế nhưng bầu không khí tiệc rượu thật sự rất vui mừng. Sau khi trải qua ba vòng rượu, gương mặt Triệu Bảo Lâm có hơi đỏ ửng, hắn khẽ gật đầu với Mã Hồ Bình cách đó không xa, thế là Mã Hồ Bình đã bàn bạc tốt với Triệu Bảo Lâm đã nhanh chóng nâng ly rượu lên. Bí thư Vương, tôi mời ngài một ly, chúc hành trình của ngài ở thành phố Tam Hồ được thoải mái như ý. Mã Hồ Bình nâng ly rượu lên mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này cũng cảm thấy có vài phần men say, thế nhưng hắn vẫn nâng ly lên cùng với Mã Hồ Bình. Khi hai người uống cạn ly thì Mã Hồ Bình nói. Bí thư Vương, thành phố Tam Hồ chúng tôi thật sự rất xem trọng phương diện xây dựng đường cao tốc, thế nên sau khi lãnh đạo tỉnh đồng ý thông qua, dù thành phố Tam Hồ chúng tôi tài chính khó khăn cũng chuẩn bị bỏ ra 500 triệu để làm đường, không biết thành phố La Nam đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền rồi. Mã Hồ Bình tuy có biểu hiện say rượu thế nhưng thực tế có là như vậy hay không thì đám người ngồi nơi đây đều hiểu rất rõ ràng. Chẳng qua ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Vương Tử Quân, có câu hạng vũ múa kiếm, lúc này Mã Hồ Bình cũng đáng múa kiếm như vậy. Anh Mã, có phải anh uống nhiều quá rồi không, nếu đã say thì nên đi nghỉ ngơi trước. Lâm Trường Công lúc này tuy rất muốn diễn tuồng vui, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng là lãnh đạo đứng đầu thành phố Tam Hồ, dù thế nào cũng phải nói ra những lời ngoài mặt giữ thể diện cho Vương Tử Quân như vậy. Bí thư Lâm, tôi không say. Nói thật, tôi thật sự cảm thấy rất vui. Có thể thấy con đường cao tốc được hoàn thành trong nhiệm kỳ của mình, tôi đây thật sự cảm thấy rất vui. Mã Hồ Bình khoát tay chặn lại, sau đó hắn nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, những lời tôi vừa nói ra đều là số liệu chân thật lấy từ Chủ tịch Triệu, cũng không phải anh là người giữ bí mật công tác còn mạnh mẽ hơn cả Chủ tịch Triệu đấy chứ. Vương Tử Quân nhìn Mã Hồ Bình, hắn khẽ uống một hớp nước, sau đó nói. Thành phố La Nam chúng tôi tất nhiên không có gì bí mật cần phải che giấu ở phương diện làm đường cao tốc lần này, chúng tôi sẽ không bỏ ra một xu tiền nào ở hạng mục này. Trước khi Vương Tử Quân lên tiếng thì Lâm Trường Công đã nghĩ đến nhiều câu trả lời, thậm chí còn có tình huống Vương Tử Quân nổi giận rời khỏi bàn tiệc. Thế nhưng câu nói của Vương Tử Quân vào lúc này thiếu chút nữa làm ly rượu trên tay hắn rơi xuống đất. Cái gì? Hắn nói cái gì? Không bỏ ra đồng nào? Không phải quá keo kiệt đấy chứ? Tuy làm đường cao tốc chủ yếu là do tỉnh bỏ tiền ra, thế nhưng anh không bỏ ra xu nào cũng không thể nào nói nổi. Vẻ mặt những người còn lại cũng không tốt hơn Lâm Trường Công bao nhiêu. Triệu Bảo Lâm trừng mắt nhìn Vương Tử Quân, thầm nghĩ không phải là vị bí thư thị ủy La Nam đang có vấn đề gì đấy chứ. Bí thư Vương, vừa rồi tôi nghe không rõ, ngài vừa nói thành phố La Nam bỏ ra 100 triệu cho hạng mục làm đường cao tốc lần này sao?
Mã Hồ Bình chợt bừng tỉnh trong cảm giác khiếp sợ, hắn dùng giọng ngờ vực vô căn cứ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Mã Hồ Bình, sau đó hắn khẽ nói. Chủ tịch Mã, lỗ tai của ngài có phải có chút vấn đề rồi không? Không có vấn đề. Mã Hồ Bình thật sự rất chú trọng sức khỏe của mình, gần đây lại luôn tôn thờ câu nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Lúc này hắn nghe được câu hỏi thăm ân cần của Vương Tử Quân, thế là vội vàng lắc đầu nói. Vậy có phải thường xuyên xuyên không nghe rõ không? Vương Tử Quân vẫn dùng giọng kiên nhẫn hỏi Phó Chủ tịch Mã Hồ Bình. Mã Hồ Bình thật sự có chút phiền lòng, thầm nghĩ anh là bí thư thị ủy hay là bác sĩ? Vì sao lại luôn hỏi những câu kỳ quái như vậy? Tuy trong lòng không tình nguyện trả lời thế nhưng hắn vẫn không thể không lắc đầu thật nặng nề. Như vậy là không hay rồi, Chủ tịch Mã, anh cần phải đi kiểm tra một chút, tai mũi họng không phải là chuyện nhỏ, không thể vì công tác mà bỏ quên sức khỏe của mình được. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng tràn đầy quan tâm nói tiếp. Tôi có quen biết một chuyên gia rất giỏi ở thành phố Sơn Viên, có tay nghề rất mạnh ở khoa tai mũi họng, không bằng anh tìm đến xem thế nào. Mã Hồ Bình lúc này đã hiểu mình bị Vương Tử Quân đùa giỡn, thế nhưng trong lòng bùng lên cảm giác khinh thường. Trong lòng thầm nghĩ, một bí thư thị ủy mà chỉ biết ngồi đây mở miệng pha trò, không bằng thành thật xuống cơ sở mà học tập thêm vài tháng. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Mã Hồ Bình căn bản không quan tâm đến lời mỉa mai của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng lên tiếng. Bí thư Vương, ngài vừa nói thành phố La Nam căn bản không bỏ một xu tiền nào vào trong hạng mục làm đường cao tốc lần này phải không? Đúng vậy, chúng tôi không định bỏ vào một xu nào. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ nói. Chủ tịch Mã, ngài nên đi kiểm tra, dù bây giờ chưa có vấn đề, nhưng nếu anh để quá lâu không chữa trị, như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến thính lực về sau này. Thính lực của anh mới có vấn đề. Mã Hồ Bình thật sự cảm thấy phát điên. Thế nhưng đáp án của Vương Tử Quân lại làm cho hắn cảm thấy rất vui mừng. Không phải vừa nói sẽ chẳng bỏ vào một xu nào sao? Bây giờ tôi xem các anh bàn luận thế nào? Lúc này để xem thành phố La Nam còn chút thể diện nào nữa không? Lúc này trong đầu Chủ tịch Triệu Bảo Lâm cũng không có ý nghĩ như vậy, hắn tràn đầy chờ đợi với hợp tác giữa hai bên để làm đường cao tốc lần này, dù sao thì lực giữa hai thành phố cũng mạnh hơn so với một, đồng thời sự ảnh hưởng đối với lãnh đạo cấp tỉnh cũng lớn hơn. Nhưng Triệu Bảo Lâm thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại là một kẻ keo kiệt như vậy, không chịu bỏ ra xu nào, điều này làm cho hắn cảm thấy căn bản không thể nào tiếp tục được. Hắn nhìn bầu không khí có chút cứng nhắc, thế là cười cười nói. Trước nay đều nghe Bí Thư Vương nói chuyện rất ẩn giấu khôi hài, tôi mãi không tin, nhưng đến bây giờ thì xem như đã tin. Ha ha ha, Chủ tịch Bảo Lâm nói rất đúng. Bí Thư Vương, chúng ta cạn ba ly, chúc mừng chúng ta có thể hợp tác thuận lợi. Lâm Trường Công cũng nâng ly rượu lên, hắn cười ha hả muốn bỏ qua tình huống khó xử lần này. Nhưng Vương Tử Quân cũng không nghĩ như vậy, hắn cười cười nói. Bí thư Lâm, dù thành phố Tam Hồ các anh bỏ ra 500 triệu, thành phố La Nam chúng tôi không bỏ xu nào, vậy tôi hỏi anh cảm thấy số tiền kia có đủ làm đường cao tốc không? Vẻ mặt Lâm Trường Công vẫn rất bình tĩnh, hắn dù không có tính toán cụ thể giá trị của con đường cao tốc, thế nhưng dù sao cũng có con số đại khái. Hắn biết số tiền mà thành phố mình bỏ ra căn bản không tính là gì. Khi Lâm Trường Công liên tục suy xét vấn đề, hắn chợt giống như ý thức được điều gì đó, hắn nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bí thư Vương, anh cảm thấy lãnh đạo tỉnh mất bao lâu thì phê duyệt hạng mục này? Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Trường Công cuối cùng cũng hỏi đến trọng điểm, hắn trầm giọng nói. Nếu muốn tỉnh phê duyệt hạng mục thì cũng không phải rất khó, cái khó là vấn đề tài chính. Lúc này ngài hiểu rõ tình huống tài chính trong tỉnh còn hơn cả tôi, nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh về phương diện tài chính, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng gì. Lâm Trường Công khẽ gật đầu, nếu như thành phố Tam Hồ có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính của tỉnh, bọn họ cũng không cần phải nói nhiều với nhóm người Vương Tử Quân, đã sớm tự mình làm con đường cao tốc từ thành phố Tam Hồ đến Sơn Viên từ lâu rồi. Vì vậy con đường này chúng ta phải cùng nhau nghĩ biện pháp. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên uống một ngụm rồi trầm giọng nói. Cùng nhau nghĩ biện pháp. Lâm Trường Công thầm nói đến năm chữ này mà tâm tư muốn chủ đạo xây dựng con đường cao tốc chợt tan biến sạch sẽ. Con bà nó tuy thành phố Tam Hồ đức cao vọng trọng, thế nhưng khoản tiền làm đường không phải là 1 triệu, 100 triệu mà là trên cả tỷ. Lâm Trường Công tuy rất muốn mình được về hưu trong mỹ mãn, thế nhưng hắn vẫn bảo trì được sự tỉnh táo của mình ở hạng mục với số tiền đầu tư trên cả tỷ.
hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, thế là trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu như có thể vay ngân hàng thì cũng xem như một hướng đi đúng đắn. Cũng không thể đi vay, lúc này ngân hàng đang rất bí tiền, căn bản không có ai cho vay trên cả tỷ, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân dù đang trưng cầu ý kiến của Lâm Trường Công, thế nhưng thực tế lại coi như cho ra lời định luận cuối cùng. Lâm Trường Công rất muốn nói không phải, thế nhưng trong đầu hắn không có được mấy tri thức về tài chính cũng dễ dàng cho ra một biện luận, đó chính là ngân hàng sẽ tuyệt đối không cho vay cả tỷ để làm đường cao tốc. Bí thư Vương, ngài đã đến thành phố Tam Hồ chúng tôi, như vậy nhất định đã có phương án làm đường cao tốc rồi có phải không? Bây giờ tôi thật sự có chút nóng vội, anh cũng không nên làm tôi cảm thấy không thoải mái được. Lâm Trường Công trầm ngâm giây lát, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi. Vương Tử Quân lúc này cũng không định thừa nước đục thả câu, hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói kế hoạch của mình ra. Đặc biệt là phương diện kêu gọi đầu tư của tư nhân, hắn nói cực kỳ cẩn thận. Hắn vừa nói vừa cho ra những ví dụ về công trình BOT được đầu tư cực kỳ hiệu quả ở nước ngoài với Lâm Trường Công. Lúc bắt đầu thì Lâm Trường Công căn bản không tin những lời nói của Vương Tử Quân là sự thật, thế nhưng khi Vương Tử Quân nói ra một vài kinh nghiệm và công trình BOT tương quan ở nước ngoài, Lâm Trường Công xem như đã hoàn toàn ngây cả người. Những chuyện này không thể nói giỡn được, tuy trong lòng hoài nghi sách lược của Vương Tử Quân, thế nhưng Lâm Trường Công chậm rãi suy xét thì cảm thấy phương án này của Vương Tử Quân có khả năng thành công là rất lớn. Nếu không mất mọt đồng mà có thể xây dựng đường cao tốc, như vậy thành tích của mình là khá lớn, cũng đủ để tăng một cấp trước khi về hưu. Nhưng Lâm Trường Công là người thông minh, hắn biết sự việc nói miệng tuy đơn giản nhưng làm được nó cũng không dễ dàng chút nào. Lâm Trường Công đã hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, hắn dùng ánh mắt không thể tin nhìn Triệu Bảo Lâm, sau đó mới nói. Bí thư Tử Quân, nếu quả thật có thể làm như những gì anh nói, như vậy thành phố Tam Hồ sẽ coi thành phố La Nam là đầu tàu của hạng mục lần này. Bí thư Lâm, ngài nói như vậy là có chút khách khí rồi, chỗ này của chúng ta cũng không có người ngoài, chúng ta giúp nhau hợp tác mà thôi, như vậy thì làm gì có ai đứng đầu hay không chứ? Vương Tử Quân khiêm tốn bắt tay Lâm Trường Công rồi cười tủm tỉm nói. Khi hai người Vương Tử Quân và Lâm Trường Công cùng lên tiếng thì tất cả mâu thuẫn chợt giống như tan biến, bầu không khí vốn có chút xấu hổ càng thêm thoải mái hơn. Ánh mắt đám cán bộ thành phố Tam Hồ nhìn về phía Vương Tử Quân càng có thêm vài phần hoài nghi. Một con đường đầu tư trên 1 tỷ sẽ được hoàn thành khi chẳng cần bỏ xu nào sao? Vì hai bên đã đạt thành nhất trí nên phương diện trao đổi sau đó càng thêm hài hòa. Thành phố Tam Hồ căn bản cũng cực kỳ bức thiết với phương diện xây dựng đường cao tốc, ngay sau đó bọn họ chú tâm nghiên cứu phương án của Vương Tử Quân, thật sự cảm thấy phương án này rất có khả năng thành công. Khi kết thúc chiều đãi vào lúc xế chiều, Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm đi ra khỏi cổng khách sạn Tam Hồ. Lâm Trường Công nhìn mặt trời lặn xuống phía tây mà không khỏi dùng giọng cảm thán nói. Thế hệ sau thay thế người đi trước, câu này tuyệt đối không sai chút nào. Bí thư Lâm, nếu muốn đổi người thì bọn họ cũng phải hỏi xem thành phố Tam Hồ chúng ta có đồng ý hay không. Triệu Bảo Lâm nói đến đây rồi trầm ngâm giây lát, lại nói tiếp. Bí thư Lâm, tôi cảm thấy phương án của Vương Tử Quân kia cũng không có gì quá mức khó khăn, nếu như chúng ta không nể mặt. Lâm Trường Công khoát tay áo nói. Chủ tịch Triệu, chuyện này dừng lại ở đây, chúng ta có thể đi theo thành phố La Nam xây dựng đường cao tốc, như vậy là một chuyện cực kỳ tốt cho thành phố Tam Hồ. Còn những chuyện khác thì chúng ta nên cẩn thận một chút, nếu như chúng ta trộm gà không được còn mất nắm gạo, như vậy không phải quá xấu hổ với đồng sự sao? Khi đám cán bộ thành phố Tam Hồ đang bàn luận về sự kiện này, Vương Tử Quân cảm thấy toàn thân của mình rất thoải mái. Thành phố Tam Hồ là một khâu quan trọng trong kế hoạch của hắn, tuy xuất hiện không ít vấn đề, thế nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế. Lúc này hắn càng tăng thêm khả năng giải quyết sự việc một cách cực kỳ hoàn mỹ. Ngày mai còn có khảo sát. Thế cho nên đám người Vương Tử Quân cũng không rời đi. Vương Tử Quân quay về phòng chuẩn bị mở tivi xem thời sự, đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Lúc bắt đầu Vương Tử Quân không chú ý, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên khá lớn, hắn mới đi ra mở cửa. Nhưng lúc này xuất hiện trước mắt hắn không phải là bất kỳ người nào trong nhóm đồng chí Tân, mà là một người đàn ông trung niên đeo kính. Chào Bí thư Vương. Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Tử Quân thì dùng giọng có chút run rẩy nói. Thế nhưng ngay sau đó thì giọng điệu đã bình tĩnh trở lại. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển. Khoảnh khắc này hắn như quay về thời điểm nhiều năm trước, về tới ban huấn luyện ở trường đảng tỉnh ủy năm xưa.
hắn đưa tay nói với người đàn ông trung niên. Điền Thành, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe đấy chứ? Lỗ Điền Thành bắt tay với Vương Tử Quân, hắn thấy cảm giác không yên trong lòng đã mất đi một nửa, một luồng khí nóng bắt đầu bùng lên. Hắn nhìn Vương Tử Quân không khác gì khi học tập ở ban huấn luyện trường đảng tỉnh ủy năm xưa, thế là lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng Lỗ Điền Thành biết rõ, dù Vương Tử Quân vẫn giống hệt như năm xưa, thế nhưng lúc này hắn và đối phương đã khác biệt như trời và đất. Hắn là phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Tam Hồ, trong mắt nhiều người là công thành danh toại, là cán bộ trẻ tuổi tương lai vô hạn, thế nhưng nếu so sánh với người bạn học cũ Vương Tử Quân, hắn căn bản là kém quá xa. Lỗ Điền Thành tuy vẫn có biểu hiện ôn hòa nhưng sâu trong lòng vẫn là một người kiêu ngạo, đây cũng là nguyên nhân vì sao bây giờ hắn là cán bộ cấp chính cục trẻ tuổi nhất thành phố Tam Hồ, thế nhưng lại không được trọng dụng. Trong văn phòng khối chính quyền thành phố Tam Hồ có 7-8 vị phó thư ký trưởng như Lỗ Điền Thành, vị trí của hắn không quá cao. Hơn nữa lại phụ trách công tác của một phó chủ tịch không tiến vào thường ủy, thế cho nên dù hắn có quan hệ khá tốt nhưng lại không có trợ giúp gì quá lớn trên con đường làm quan. Lão lãnh đạo rời khỏi chức vụ có thể nói là bước ngoặt ảm đạm trên con đường làm quan của Lỗ Điền Thành. Thậm chí hắn còn cảm thấy nếu như không phải trước khi đi thì lão lãnh đạo đưa mình lên vị trí chính cục, nếu không dựa vào tình thế bây giờ, chỉ sợ hắn đừng hòng tiến lên được cấp chính cục. Lỗ Điền Thành cảm thấy có chút quay cuồng, ngay sau đó bị Vương Tử Quân kéo vào phòng. Sau khi rót trà mời Lỗ Điền Thành thì Vương Tử Quân cười nói. Anh Điền Thành, chúng ta đã có thời gian ngắn chưa liên hệ với nhau. Năm xưa khi tôi còn ở thành phố Đông Bộ thì chúng ta có hơi xa nhau, bây giờ hai bên là hàng xóm, sau này cần trao đổi giao lưu nhiều hơn. Lỗ Điền Thành dần ổn định cảm xúc của mình, hắn thật sự cảm kích với những lời nói của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân nói rất bình thản, thế nhưng bây giờ ở thành phố Tam Hồ này chỉ có một mình Bí Thư Lâm Trường Công mới có thể đủ tư cách nói những lời hàng xóm trao đổi giúp đỡ nhau với Vương Tử Quân. Chủ tịch Triệu Bảo Lâm tuy được nhiều người cho rằng sẽ nối tiếp vị trí của Bí Thư Lâm Trường Công, thế nhưng so ra vẫn kém Vương Tử Quân. Cảm ơn Bí Thư Vương, sau này chỉ cần ngài có thời gian cho ra lời kêu gọi, tôi nhất định sẽ chạy đến. Lỗ Điền Thành tuy đã rất chấn định, thế nhưng khi nói chuyện với Vương Tử Quân vẫn không quên đặt mình lên vị trí thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố. Vương Tử Quân nhìn thấy rõ ràng những biểu hiện của Lỗ Điền Thành, trong lòng cũng thầm hiểu vấn đề. Tuy Lỗ Điền Thành không nói nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào biểu hiện của đối phương để có thể cảm nhận được vấn đề. Đó là người bạn cũ của mình ở trường đảng căn bản không phát triển quá tốt ở thành phố Tam Hồ. Những năm qua Vương Tử Quân cũng ngẫu nhiên có liên lạc với những người bạn học cũ của mình ở trường đảng tỉnh ủy năm xưa, tất nhiên đa số đều là thông qua điện thoại. Đặc biệt là sau khi hắn tiến lên làm chủ tịch thành phố Đông Bộ thì bạn học cũ gọi điện thoại đến càng nhiều hơn. Ngay cả những người trước kia căn bản chưa từng đối mặt cũng bắt đầu gọi điện thoại đến nhiệt tình giới thiệu mình là ai, sau đó ôn lại cảm tình khi còn học ở trường đảng tỉnh ủy. Vương Tử Quân cũng không bài xích với những cuộc điện thoại làm thân của đám bạn học cũ, thiên hạ rộng lớn, tất cả mọi người đều vì lợi ích của riêng mình. Là người trong quan trường, tất nhiên thích dệt hoa trên gấm, hơn nữa kiệu do nhiều người khiêng, bạn học cũ của hắn cũng là những cán bộ tinh anh trong tỉnh, thế cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận thiện chí của bọn họ. Trong số những cuộc điện thoại trước kia thì Vương Tử Quân nhớ rõ không có Lỗ Điền Thành, thế nhưng hắn lại được một bạn học cũ nói về Lỗ Điền Thành. Lúc đó lão lãnh đạo của Lỗ Điền Thành rời khỏi thành phố Tam Hồ. Chương 674, một đời người ấm lạnh tự biết. Vương Tử Quân biết rõ tình hình hiện tại của Lỗ Điền Thành, hắn cũng không hỏi tình huống công tác của Lỗ Điền Thành, chỉ hỏi về tình huống gia đình, hắn cũng không quên dùng giọng tự hào nói mình đã được làm bố. Lỗ Điền Thành vốn có chút quẫn bách, nhưng khi nghe thấy Vương Tử Quân nhắc đến chuyện gia đình thì nhanh chóng thả lòng. Hắn cũng cười giới thiệu tình huống trong nhà mình. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Lỗ Điền Thành, hắn phát hiện Lỗ Điền Thành có một gia đình hạnh phúc. Bí thư Vương, tôi cũng không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Khi thấy đồng hồ chỉ 6 giờ, Lỗ Điền Thành đã cảm thấy rất thoải mái, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiễn Lỗ Điền Thành ra đến tận cửa, lúc này mới cười nói. Anh Điền Thành, tối nay không được rồi, thế nhưng anh nhớ kỹ, anh thiếu nợ tôi một bữa cơm, ngày nào đó tôi sẽ đến đòi nợ. Bí thư Vương, ngài cứ bận rộn công tác, khi nào ngài rảnh thì tôi nhất định mời ngài đến nhà dùng cơm, ăn một bữa cá yến của Tam Hồ. Lỗ Điền Thành dùng giọng chân thành nói, bộ dạng chuyên chú. Dưới sự tiễn chân của Vương Tử Quân, Lỗ Điền Thành rời khỏi khách sạn Tam Hồ, khi hắn đi ra hành lang thì có người nói. Điền Thành,
vừa rồi anh chạy đi đâu? Chủ tịch Tần tìm anh khắp nơi. Lỗ Điền Thành nghe được âm thanh kia thì lên tiếng. Thư ký trưởng Trịnh, tôi vừa đi làm ít chuyện. Thư ký trưởng Trịnh hơn 40 tuổi, đôi mắt giống như luôn ướt át, dù là nhìn thấy ai thì cũng bày ra bộ dạng cười tủm tỉm. Nhưng Lỗ Điền Thành lại biết đối phương là một người nham hiểm, năm xưa khi lão lãnh đạo còn ở Tam Hồ, người này cực kỳ nhiệt tình bên cạnh Lỗ Điền Thành, bây giờ tương lai của Lỗ Điền Thành ở Tam Hồ thật sự càng ngày càng ảm đạm, thế cho nên mối quan hệ giữa hai bên càng lúc càng giảm xuống. Tuy hai người không đỏ mặt tranh cãi với nhau, thế nhưng uống nước ấm lạnh thế nào thì tự biết. Lúc này quan hệ giữa hai người là như vậy, tuy cấp bậc của thư ký trưởng Trịnh và Lỗ Điền Thành giống như nhau, đều là phó thư ký trưởng, thế nhưng thư ký trưởng Trịnh được chủ tịch Triệu tín nhiệm, thế cho nên địa vị của hắn ở thành phố Tam Hồ thật sự khác biệt với Lỗ Điền Thành. Cậu à, cậu cũng không còn trẻ nữa, bây giờ cũng không thể xảy ra sự cố. Vì vậy lúc này ra khỏi cửa thì nên mang theo điện thoại thì hay hơn. Thư ký trưởng Trịnh nói đến đây thì cười nói. Tôi đã nói giúp cậu vài câu ở chỗ chủ tịch Tần, cũng không có chuyện gì. Tôi còn cần anh nói giúp vài lời trước mặt chủ tịch Tần sao? Trong lòng dù không thoải mái nhưng Lỗ Điền Thành vẫn nói lời cảm tạ. Cảm tạ anh Trịnh, nếu không thì lần này tôi đã khổ sở rồi. Thư ký trưởng Trịnh nói đùa thêm hai câu với Lỗ Điền Thành, sau đó đột nhiên khẽ nói với Lỗ Điền Thành. Điền Thành, anh Trịnh ở huyện Phượng Minh sắp về hưu, cậu chính là một trong những người được lãnh đạo chọn làm nhân tuyển, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội. Lỗ Điền Thành cười cười nói. Tôi cũng không muốn đi đến huyện Phượng Minh, lúc này con tôi còn nhỏ, điều tôi muốn nhất vào lúc này chính là ở lại trong nội thành. Lỗ Điền Thành thật sự là nói dối, hắn thật ra rất tình nguyện đến làm bí thư huyện Phượng Minh. Tuy hắn bây giờ là cấp chính cục, thế nhưng làm một vị phó thư ký trưởng không có bao nhiêu quyền lực thật sự kém xa một vị bí thư huyện ủy làm chủ một phương. Hơn nữa theo cơ chế phân công cán bộ hiện tại thì rất chú trọng đến kinh nghiệm công tác ở cơ sở, nếu muốn tiến quân vào danh sách cán bộ cấp sở, như vậy vị trí bí thư huyện ủy chính là tấm ván bắc cầu hiệu quả nhất. Sở dĩ nói như vậy cũng không phải là vì anh Trịnh không nghiêm túc, càng là bởi vì Lỗ Điền Thành đã nghe nói thư ký trưởng Trịnh cũng có ý với vị trí kia. Tuy hắn không sợ, thật sự không muốn là một người không có hy vọng, mà chỉ sợ đắc tội với kẻ tiểu nhân này. Ha ha ha, cậu Lỗ, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ý nghĩ của cậu như vậy là không được. Cậu là cán bộ cấp chính cục trẻ tuổi nhất thành phố Tam Hồ, tâm tính như vậy là không thể được. Thư ký trưởng Trịnh nở nụ cười tươi tắn hơn vài phần, hắn cười cười nói. Cậu đã muốn ở lại thành phố, như vậy cũng không nên tiếp tục công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố. Tuy vị trí phó thư ký trưởng của chúng ta trông có vẻ rất tốt, thế nhưng thực tế không khác gì làm thư ký cho lãnh đạo, suốt ngày bận rộn, nào có được thoải mái như các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành. Lỗ Điền Thành nở nụ cười bình hòa nói. Cảm ơn anh Trịnh, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc là bây giờ mỗi chỗ trống đều có người nhìn chằm chằm, tôi dù có muốn cũng chưa chắc có thể thành công được. Nếu cậu đã có tâm tư như vậy, tôi sẽ nói vài lời với Chủ tịch Triệu, tuyệt đối cho cậu được như ý nguyện. Thư ký trưởng Trịnh nói đến đây thì nhìn ra ngoài nói. Điền Thành, tôi cũng không thể tiếp tục nói chuyện với cậu, bí thư Lâm sẽ mở tiệc chiêu đãi bí thư Vương Tử Quân vào lúc 7 giờ tối, tôi đi xem bên kia chuẩn bị thức ăn như thế nào rồi. Vậy thì anh Trịnh cứ bận rộn. Lỗ Điền Thành nhìn nụ cười của thư ký trưởng Trịnh, hắn cảm thấy đối phương rất đắc ý với nhiệm vụ của mình vào lúc hiện tại. Dù sao bây giờ đối với thành phố Tam Hồ thì tiệc chiêu đãi đám người Vương Tử Quân là chuyện cực kỳ quan trọng. Là một phó thư ký trưởng nếu được ủy thác chút trách nhiệm ở phương diện hậu cần cho bữa tiệc thế này, cũng đủ biểu hiện địa vị của anh trong mắt lãnh đạo là như thế nào. Bận rộn khổ cực có tính là gì, đám người chúng ta là những khối gạch cách mạng, mỗi khi lãnh đạo cần đều phải chuyển động đến vị trí phù hợp. Thư ký trưởng Trịnh nói một câu đùa giỡn, sau đó đi vào bên trong khách sạn. Vì Lỗ Điền Thành không có nhiệm vụ, thế cho nên hắn về nhà đúng giờ. Nhà của Lỗ Điền Thành ở trong khu dân cư phía tây ủy ban thành phố, dù là một khu dân cư được xây dựng hơn 20 năm trước thế nhưng lại chủ yếu dành cho nhân viên khối chính quyền thành phố, vì thế rất an ninh trật tự. Sau khi dừng xe trước cửa nhà, Lỗ Điền Thành chợt nghe thấy bên trong nhà vang lên tiếng xào rau. Hắn nghe được mùi thơm từ nhà bếp truyền ra, thế là vẻ mặt chợt trở nên thoải mái hơn. Vợ Lỗ Điền Thành là Trương Tiểu Lệ, là một giáo viên phổ thông. Dù đã đến tuổi trung niên thế nhưng vẫn bảo trì được phong thái của một hoa hậu giảng đường năm xưa. Năm xưa Lỗ Điền Thành phải phấn đấu rất nhiều mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà mình. Lỗ Điền Thành dùng chìa khóa mở cửa phòng,
hắn thấy con trai của mình đang học bài trên bàn cơm. Lỗ Tiểu Ba năm nay 13 tuổi, đang học cấp 2, mỗi ngày không những học tập nhiều giờ, hơn nữa về đến nhà lại giống như có hàng tá bài tập làm mãi không hết. Tiểu Ba, nghỉ ngơi một lát đi. Lỗ Niền Thành ngồi xuống ghế salon, sau đó khẽ nói với đứa con đang làm bài tập trên bàn. Chương 674-2, đời người ấm lạnh tự biết. Nghỉ ngơi, anh chỉ biết cho nó chơi, hôm nay cô Triệu đã gọi em đến, nói rằng học kỳ này thành tích học tập của nó có hơi giảm sút. Trương Tiểu Lỵ đeo tạp dề vải bông, nàng không tiếp tục xào rau mà chống nạnh chạy đến. Lỗ Tiểu Ba có vẻ sợ mẹ hơn cả bố là Lỗ Niền Thành, thế cho nên tuy nhận được ý chỉ của bố, hắn vẫn phải tiếp tục làm bài tập của mình. Lỗ Niền Thành dù cảm thấy không thoải mái với tình huống này, thế nhưng hắn cũng đã quen với địa vị của mình trong gia đình, cũng mặc kệ không quan tâm. Sau khi cười cười với con trai, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Lúc này đến giờ cơm rồi, để cho Tiểu Ba nghỉ ngơi một chút đi. Hừ, dọn dẹp một chút rồi ăn cơm nhanh lên. Triệu Trung Trạch cuối cùng cũng nể mặt Lỗ Niền Thành, sau khi phân phó con trai một tiếng thì tiếp tục quay về nhà bếp đảm nhiệm phận sự của mình. Hơn 10 phút sau cả nhà ngồi trên bàn cơm, Trương Tiểu Lỵ gắp một cái đùi gà cho con trai Lỗ Tiểu Ba, sau đó nàng chợt nói. Niền Thành, hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Ba có nói, cô ấy có một đứa cháu công tác ở phòng lao động thương binh xã hội huyện Phượng Minh muốn chuyển vào công tác trong văn phòng huyện ủy, nhờ anh hỗ trợ một chút. Sự việc liên quan đến huyện Phượng Minh, điều này làm cho Lỗ Niền Thành chợt nhíu mày, bây giờ hắn thật sự không phù hợp nhúng tay vào chuyện ở huyện Phượng Minh. Nhưng khi nhìn vẻ mặt không để cho mình phát sinh nghi vấn của Trương Tiểu Lỵ, hắn biết rõ mình phải chứng thực vụ này. Bây giờ các bậc phụ huynh dù đắc tội với ai cũng được, cũng không dám đắc tội với cô giáo của con mình. Cốc cốc cốc. Khi Lỗ Niền Thành chuẩn bị nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Lỗ Niền Thành có chút chần chờ, sau đó hắn đứng lên đi ra mở cửa. Chào ngài, xin hỏi đây có phải là nhà của thư ký trưởng Trịnh không? Khi Lỗ Niền Thành mở cửa, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nhanh chóng đi vào nhà, hắn nở nụ cười hỏi Lỗ Niền Thành. Lỗ Niền Thành nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hắn hiểu đối phương đến làm gì. Đối mặt với loại tình huống này thì Lỗ Niền Thành cũng không quá khó tiếp nhận, hắn cười cười nói. Anh tìm nhầm nhà rồi, nhà của thư ký trưởng Trịnh là số 2, đây là nhà số 3. Người đàn ông trung niên nhìn nụ cười trên mặt Lỗ Niền Thành, hắn chợt đỏ mặt tía tai, sau đó nở nụ cười khó khăn và dùng giọng có chút xấu hổ nói. Thật sự xin lỗi, đúng là quá xấu hổ, tôi đi nhầm. Khi người đàn ông trung niên kia bỏ đi thì Lỗ Niền Thành tiếp tục đi vào dùng cơm, lúc này Trương Tiểu Lỵ ngồi bên cạnh chợt dùng giọng có chút trào phúng nói. Lúc này con người thật sự giỏi chen chúc, Trịnh Tuyết Khắc kia còn chưa tiến lên làm bí thư huyện ủy huyện Phương Minh thế nhưng người đến quả cáp đã xếp thành hàng. Hôm nay cũng không phải chỉ có một người đi nhầm nhà. Lỗ Niền Thành cười cười, hắn biết rõ Trương Tiểu Lỵ tuy bất bình nhưng dù sao cũng là vợ mình, đó chính là cô ấy đang bất bình vì mình. Ôi! Nói đến người ta làm gì, lúc này người ta đang xuân phong đắc ý, chúng ta cứ lo việc của mình là được. Khi Lỗ Niền Thành tiếp tục dùng cơm thì Trương Tiểu Lỵ lại hỏi. Có lãnh đạo nào đến thành phố Tam Hồ chúng ta sao? Hôm nay các vị trưởng phòng giáo dục đều đến, không những đốc thúc công tác của trường, còn cho học sinh nghỉ 2 tiết để tiến hành tổng vệ sinh nhà trường. Là bí thư Vương Tử Quân của thành phố La Nam đến thành phố Tam Hồ tiến hành học tập kinh nghiệm. Lỗ Niền Thành nói đến Vương Tử Quân thì vô tình có hơi ưỡn ngực lên, giống như Vương Tử Quân đến thật sự làm cho hắn cảm thấy rất vinh quang. Vương Tử Quân sao, cái tên này sao nghe quen vậy nhỉ? Trương Tiểu Lỵ vừa đốc xúc con trai dùng cơm vừa dùng giọng nghi ngờ nói. Lỗ Niền Thành không phải là một người thích khoe khoang, thế nhưng lúc này lại không nhịn được phải nói. Vương Tử Quân năm xưa cùng học tập với anh ở ban huấn luyện thanh niên trường đảng tỉnh ủy, là một học viên cực kỳ có danh tiếng trong lớp. Anh nói đến vị chủ tịch huyện trẻ tuổi kia sao? Trương Tiểu Lỵ lúc này cũng xem như lật lại trí nhớ của mình, nàng đưa mắt nhìn Lỗ Niền Thành, giống như rất bức thiết chờ đợi câu trả lời. Lỗ Niền Thành khẽ gật đầu giống như tán thành lời nói của vợ mình. Trương Tiểu Lỵ gắp một miếng thức ăn rồi cảm thán. Vương Tử Quân này mới hơn 30 mà bây giờ đã là bí thư thành phố La Nam, sao lúc này lại đến thành phố Tam Hồ? Trương Tiểu Lỵ nói ra những lời này có ý nghĩa gì thì Lỗ Niền Thành hiểu rõ ràng. Hắn cười cười, thế nhưng nụ cười có chút khổ sở. Năm xưa hắn so với Vương Tử Quân là một chủ tịch huyện thì thật sự có ưu thế,
nhưng bây giờ trong mắt vợ thì hắn chỉ là người cần được Vương Tử Quân cất nhắc đề bạt mà thôi. Lỗ Điền Thành nghĩ đến vị trí hiện tại của Vương Tử Quân mà không khỏi thở dài một hơi, nếu Vương Tử Quân công tác ở thành phố Tam Hồ, như vậy không phải chính mình sẽ hy vọng đối phương có thể đề bạt trọng dụng mình sao? Anh có đến tìm anh ấy không? Dù thế nào thì người ta cũng đến thành phố Tam Hồ, anh là bạn học cũ mà không lộ diện cũng không được. Trương Tiểu Lỵ lúc này cũng không còn hào hứng dùng cơm, nàng nhìn Lỗ Điền Thành, trên mặt mang theo vài phần bức thiết. Lòng hư vinh của Lỗ Điền Thành thật sự được thỏa mãn một chút, hắn nhìn vẻ mặt của vợ mình rồi thản nhiên nói. Anh đã gặp Bí Thư Vương rồi, nói chuyện hơn một giờ. Lỗ Điền Thành muốn nói là Vương Tử Quân, thế nhưng hắn chợt vô tình thấy mình đổi thành Bí Thư Vương. Anh nói xem nếu Bí Thư Vương nói một câu, anh có thể thay đổi vị trí không? Trương Tiểu Lỵ hiểu rõ lúc này Lỗ Điền Thành đang tìm biện pháp, nàng cũng trông mong chồng mình có thể làm lãnh đạo đứng đầu một phương. Lỗ Điền Thành chợt cảm thấy run lên, hắn không phải không nghĩ đến tình huống nhờ Vương Tử Quân mở miệng để thay đổi vị trí của mình, thế nhưng sau khi bàn bạc với Vương Tử Quân thì cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Lòng tự trọng cuối cùng cũng ép hắn nuốt những lời cần nói vào trong bụng. Nếu như đó là Trịnh Tuyết Khắc, có lẽ đối phương sẽ căn bản không do dự giống như mình. Khi Lỗ Điền Thành đang cảm thấy có chút cảm giác mất mát thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy một âm thanh vang lên. Thư ký trưởng Lỗ, anh đang ở nhà à, tôi là Ngưu Tổng Lục. Lỗ Điền Thành tất nhiên biết rõ Ngưu Tổng Lục là ai, tuy bây giờ Ngưu Tổng Lục chỉ là một cán bộ cấp phòng, thế nhưng là thư ký của lãnh đạo đứng đầu thị ủy, năng lượng của người này ở thành phố Tam Hồ còn mạnh hơn cả Lỗ Điền Thành. Lỗ Điền Thành nhanh chóng lên tiếng. Cậu Ngưu, tôi đang ăn cơm ở nhà, cậu có gì cần phân phó sao? Thư ký trưởng Lỗ, sao tôi dám phân phó ngài, tôi gọi điện thoại đến để chúc mừng ngài. Giọng điệu nịnh nọt của Ngưu Tổng Lục chợt truyền đến. Chương 675, một mây bay có thể che lấp mặt trời. Chúc mừng, mình thì có chuyện gì vui? Khi Lỗ Điền Thành cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng, chợt nghe thấy Ngưu Tổng Lục ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Trong bữa tiệc tiếp đãi Bí Thư Vương vào tối nay, Bí Thư Vương mở miệng khen ngợi anh, cũng hy vọng có thể đưa anh đến thành phố La Nam. Bí Thư Lâm rất coi trọng lời nói của Bí Thư Vương, vừa rồi anh ấy đã nghiên cứu với Chủ tịch Triệu, quyết định cho anh xuống đảm nhiệm vị trí Bí Thư Huyện ủy huyện Phượng Minh. Mình làm Bí Thư Huyện ủy Phượng Minh. Lỗ Điền Thành chợt cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, vị trí Bí Thư Huyện ủy kia chính là thứ mà hắn thiết tha mơ ước. Năm ngoái khi điều chỉnh nhân sự thì hắn thậm chí còn động tâm với vị trí chủ tịch một huyện nghèo trong thành phố, thế nhưng đáng tiếc là hắn vận tác vài lần nhưng không thành công. Lúc này vị trí Bí Thư Huyện ủy Phượng Minh cứ như vậy mà rơi lên đầu mình, điều này làm cho Lỗ Điền Thành cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Có thiên lý mã nhưng không có bá nhạc, rõ ràng không được trọng dụng, chính Lỗ Điền Thành sở dĩ được đề bạt cũng không phải là vì ánh mắt tinh tường của Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm, chủ yếu là vì sự đề cử của Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân không đề cập đến mình, dù cả ngày mình đi lại trước mắt Lâm Trường Công, chỉ sợ Lâm Trường Công cũng không thèm quan tâm mình là ai. Tuy kích động nhưng Lỗ Điền Thành vẫn có thể khống chế tâm tình của mình, hắn cười cười rồi nói với Ngưu Tổng Lục ở bên kia. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết tin, sau này tôi sẽ mời cậu uống rượu. Ngưu Tổng Lục nói bất cứ lúc nào cũng có thể chờ lời kêu gọi của Bí Thư Lỗ, sau đó nói hai câu với Lỗ Điền Thành rồi cúp điện thoại. Sao vậy? Trương Tiểu Lỵ nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Lỗ Điền Thành, nàng dùng giọng quan tâm hỏi. Anh, vừa rồi Ngưu Tổng Lục gọi điện thoại đến, nói là Bí Thư Lâm và Chủ tịch Triệu đã chuẩn bị cho anh tiếp nhận vị trí Bí Thư Huyện ủy Phượng Minh. Lỗ Điền Thành tuy cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn của mình, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được dùng giọng vui sướng nói với Trương Tiểu Lỵ. Chồng mình sẽ là Bí Thư Huyện Phượng Minh. Nếu lão lãnh đạo còn công tác ở Tam Hồ thì Trương Tiểu Lỵ sẽ không quá giật mình. Nhưng bây giờ nàng lại thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào hai mắt Lỗ Điền Thành, Trương Tiểu Lỵ chợt dùng giọng trần trờ nói. Có phải là Ngưu Tổng Lục nói đùa với anh không? Ngưu Tổng Lục nếu dám mở miệng nói đùa theo kiểu như vậy, cậu ấy cũng không cần làm thư ký của Bí Thư Thị ủy nữa rồi. Lỗ Điền Thành nói đến đây thì dùng giọng cảm khái tiếp tục nói. Nghe Ngưu Tổng Lục nói, Bí Thư Vương đã nói vài lời hữu ích với anh ở bữa tiệc tối nay. Trương Tiểu Lỵ vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ trầm tĩnh, nàng chợt nhảy dựng lên khỏi ghế, sau đó giữ lấy đứa con đang ăn cơm tối rồi dùng giọng hưng phấn nói. Con trai, bố của con sắp đến làm Bí Thư Huyện Phượng Minh.
Lỗ Điền Thành nhìn vẻ mặt hưng phấn của vợ, hắn chợt cảm thấy tất cả đã trở nên tốt đẹp. Tuy hắn nói không màng danh lợi, Trương Tiểu Lỵ cũng ít nói ai làm chức quan gì, thế nhưng thực tế thì dù là hắn hay vợ cũng đều quan tâm đến tương lai chính trị của mình, chẳng qua hai bên không nói ra mà thôi. Khi hắn đang nghĩ nên làm gì để chúc mừng việc vui hôm nay, đúng lúc điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, hắn nhấn nút nghe, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh vui vẻ. Thư ký trưởng Lỗ, chúc mừng anh. Vương Tử Quân cũng không phải hoàn toàn không biết gì về sự kiện Lỗ Điền Thành thay đổi quỹ tích vì mình lên tiếng giúp đỡ. Sau khi hắn thông qua con đường của mình để biết được tin tức Lỗ Điền Thành được bổ nhiệm làm bí thư huyện Phượng Minh, hắn cảm thấy vui cho Lỗ Điền Thành, đồng thời cũng biết mình thiếu nợ Lâm Trường Công một nhân tình ở phương diện này. Trên quan trường luôn phải thiếu nợ người khác, tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ điều này, Lâm Trường Công cũng hiểu rõ, nhưng loại chuyện như vậy Vương Tử Quân cũng không hối hận. Lỗ Điền Thành vốn là một người có khả năng, vì một nhân tình mà mình có thể đẩy Lỗ Điền Thành đến con đường phát triển thênh thang hơn, điều này là rất đáng. Hơn nữa Lỗ Điền Thành cũng không phải không biết là ai đang giúp đỡ mình. Vương Tử Quân có vài phần men say, hắn nhìn bầu trời có chút sương mù che chắn ánh trăng, trong lòng bắt đầu tính toán đường đi của mình ở thành phố La Nam. Khi hắn đang suy nghĩ nhập thần thì đồng chí Tân khẽ gõ cửa đi vào. Bí thư Vương, vừa rồi Bí thư Tống gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với anh. Đồng chí Tân rót một ly trà cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ báo cáo. Tống Ích Dân muốn cáo cáo thứ gì? Vương Tử Quân không hỏi cũng biết. Đoàn người Triệu Quân Hạo đến trưởng phòng La Nam điều tra về cái chết của Diêm Học Hà, chắc chắn mang đến phiền toái không nhỏ cho Tống Ích Dân. Hắn thầm nghĩ như vậy, sau đó cười cười nói với đồng chí Tân. Vậy anh liên lạc với Bí thư Tống cho tôi. Đồng chí Tân nhanh chóng bấm số điện thoại của Tống Ích Dân, bên kia chỉ vang lên một tiếng chuông, ngay sau đó đã chuyển đến âm thanh của Tống Ích Dân. Là Bí thư Vương phải không? Tôi là Tống Ích Dân. Bí thư Ích Dân, đã trễ thế này mà anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, anh cũng đừng nên quá vất vả như vậy. Vương Tử Quân nghe máy rồi cười nói. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khổ của Tống Ích Dân. Bí thư Vương, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng các đồng chí tổ điều tra còn đang làm việc, tôi nào có thể nghỉ ngơi cho được. Tống Ích Dân nói lời ẩn giấu nhiều ý nghĩa. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Tống Ích Dân mà biết được vài vấn đề, Tống Ích Dân cũng căn bản không thoải mái gì trong lúc tiếp đãi Triệu Quân Hạo. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Công tác tiếp đãi hôm nay có thuận lợi không? Bí thư Vương, không mấy thuận lợi, Cục trưởng Triệu hôm nay mở miệng phê bình công tác của thành phố La Nam, lại tỏ ra không thể tha thứ cho tình huống Diêm Học Hà tự sát trong lúc bị giam giữ. Anh ta mở miệng nói chuyện này cần phải điều tra đến cùng. Là trách nhiệm của ai thì người đó phải đứng ra gánh vác. Tống Ích Dân dùng giọng bình tĩnh thuật lại những lời của Triệu Quân Hạo vào cuộc họp buổi sáng. Rõ ràng Tống Ích Dân rất bất mãn với thái độ của Triệu Quân Hạo. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp thành phố La Nam, hắn có thể nói là cùng cấp với Triệu Quân Hạo. Bây giờ Triệu Quân Hạo bày ra bộ dạng muốn truy cứu trách nhiệm, sao không làm hắn sinh ra cảm giác đối phương muốn gây khó dễ cho được. Chuyện này thật sự nên điều tra rõ ràng. Nếu Cục trưởng Triệu đã cố ý như vậy, chúng ta phải phối hợp cho thật tốt. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói với Tống Ích Dân ở đầu dây bên kia. Tống Ích Dân tuy không biết Vương Tử Quân có tính toán gì ở sự kiện này, thế nhưng hắn biết Bí thư Vương sẽ tuyệt đối không bao giờ giao Cục Công an mà mình vừa khống chế vào trong tay cho đối phương. Hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, thứ nhất là báo cáo tình huống tiếp đãi hôm nay, nhưng quan trọng là muốn bày tỏ thái độ của mình trước mặt Vương Tử Quân. Tôi biết rồi, Bí thư Vương, tôi sẽ nhất định chăm chú hỗ trợ các đồng chí Cục Công an tỉnh điều tra vụ này. Tống Ích Dân lại nói thêm vài câu về sự việc xảy ra ở thành phố La Nam, sau đó hắn cười nói. Hôm nay nghe nói Cục trưởng Triệu gọi điện thoại cho Chủ tịch Lý, thế nhưng Chủ tịch Lý đang ở huyện Dương Phong kiểm tra công tác thu hoạch nông sản, căn bản không có thời gian quay về tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho Cục trưởng Triệu. Vương Tử Quân cười cười không tiếp lời. Hắn hiểu nguyên nhân vì sao Tống Ích Dân lại để lộ tin tức này với mình. Hắn cũng biết sau khi Tống Ích Dân báo cáo sự việc, đối phương cũng không hy vọng được nghe những điều gì khác trong miệng mình. Sau khi cúp điện thoại thì bầu trời đã tối mịt, Vương Tử Quân đóng cửa sổ lại rồi cười nói với đồng chí Tân đang thu dọn ly trà. Chí Tân, anh nói cho thư ký trưởng Kim một tiếng, nói rằng chúng ta kết thúc chuyến thăm thành phố Tam Hồ cũng không quay về La Nam, chúng ta trực tiếp đến thành phố Thiền Duyên. Đồng chí Tân luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân,
hắn tất nhiên biết rõ Tống Ích Dân gọi điện thoại cho Vương Tử Quân là có ý gì. Hắn nghĩ rằng sau khi Tống Ích Dân gọi điện thoại thì Vương Tử Quân sẽ nhanh chóng chạy về tiếp đãi tổ điều tra của Cục Công an tỉnh, thế nhưng lại không ngờ Vương Tử Quân trực tiếp đi đến thành phố Thiền Duyên. Đồng chí Tân thật sự không thể nào đoán được Vương Tử Quân muốn làm gì sau khi cho ra quyết định như vậy, nhưng hắn lại không nói ra bất cứ điều gì. Hắn đồng ý một tiếng, sau đó xin chỉ thị của Vương Tử Quân ở vài sự việc khác, cuối cùng bước ra khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương. Thành phố Tam Hồ có thể nói rất nhiệt tình với đoàn người Vương Tử Quân, Bí Thư Thị ủy Lâm Trường Công không những làm bạn với Vương Tử Quân ở khắp mọi nơi, càng tự mình tiễn chân đoàn người Vương Tử Quân ra ngoài thành phố. Nhìn vào đã ngộ của đám người Vương Tử Quân ở thành phố Tam Hồ có thể thấy được sự coi trọng của Lâm Trường Công với con đường cao tốc La Nam và Sơn Viên lớn như thế nào. Trong đội ngũ đưa tiễn nhóm Vương Tử Quân vào giữa trưa ngoài việc có thêm hai vị phó chủ tịch thành phố, còn có cả Lỗ Điền Thành. Chương 675, 2, mây bay có thể che lấp mặt trời. Vương Tử Quân bắt tay Lỗ Điền Thành thì chỉ cười cười, thế nhưng Lỗ Điền Thành lại dùng lực khá mạnh. Tình cảnh bày tỏ tâm ý không một tiếng động như thế này chỉ có hai người bọn họ thầm hiểu mà thôi. Bí Thư Vương, chúc anh thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng quyết định hạng mục lần này. Lâm Trường Công nhìn thoáng qua mặt trời đang dần lên cao, hắn cười cười nói. Bí Thư Vương, tôi thật sự hy vọng có thể tham gia cắt băng khánh thành con đường cao tốc Sơn La, Sơn Viên La Nam. Vương Tử Quân hiểu đây chính là yêu cầu của Lâm Trường Công với mình, thời gian lúc này là rất gấp với Lâm Trường Công, hắn sắp lui ra phía sau, thế cho nên cực kỳ coi trọng thanh danh để lại ở thành phố Tam Hồ. Nếu như con đường cao tốc này được làm xong trước khi hắn rời khỏi cương vị, như vậy công lao sẽ được tính lên người hắn. Lâm Trường Công lúc này không thể được đề bạt, thế cho nên chỉ mong chờ có được chút thanh danh cuối cùng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lâm Trường Công, hắn trầm giọng nói. Tôi tin tưởng nhất định sẽ thành công. Lâm Trường Công nở nụ cười sáng lạn, hắn cũng không nói gì, khi Vương Tử Quân lên xe thì mới nói. Bí Thư Vương, khóa huấn luyện các anh ở trường đảng tỉnh ủy vào năm xưa thật sự đều cho ra các nhân vật tinh anh. Lâm Trường Công nói một câu này thật ra hơn ngàn vạn lời khác. Hai người không nói thêm lời nào mà gật đầu từ biệt nhau. Chiếc xe màu vàng nhạt chạy về phía thành phố Thiền Duyên để lại một luồng bụi đất ở phía sau. Khi Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Tam Hồ, điện thoại của Hà Tiến Trung chợt vang lên. Hà Tiến Trung nhìn dãy số gọi đến, hắn cũng không nhấn nút nghe mà bỏ công viết tin nhắn. Hắn tuy là người tung hoành ngang dọc ở thành phố La Nam, thế nhưng lúc này lại bị làm khó vì một cái tin nhắn, mãi 3 phút sau hắn mới gửi được tin nhắn. Thật ra tin nhắn chỉ có 4 chữ, họ Vương không về. Khi nhìn thấy 4 chữ này thì vẻ mặt Phó Cục trưởng Tác Lưu Duệ Cục Công an thành phố La Nam chợt trở nên cực kỳ khó coi, bây giờ hắn cực kỳ trông ngóng Vương Tử Quân quay về, như vậy Cục trưởng Triệu có thể đưa sự kiện Diêm Học Hà tự sát lên thị ủy La Nam và đề xuất xử lý Cục Công an thành phố. Làm rất tốt, cứ thành thật công tác, anh sẽ không chịu thiệt đâu. Tác Lưu Duệ nghĩ đến lời nói mà Cục trưởng Triệu nói với mình, trong lòng hắn càng bùng lên lửa nóng. Cục trưởng Tác, Cục trưởng Triệu mời anh sang một chút. Khi Tác Lưu Duệ thầm hận Vương Tử Quân về trễ sẽ làm mất đi cơ hội tốt của mình, đúng lúc này một viên cảnh sát trẻ tuổi đi theo Triệu Quân Hạo từ thành phố Sơn Viên đến La Nam chợt đi đến bên cạnh, sau đó trầm giọng nói với Tác Lưu Duệ. Dù tên cảnh sát trẻ tuổi này cấp bậc không cao, nhưng đối phương là người luôn theo sát bên cạnh Phó Cục trưởng Triệu, thế nên Tác Lưu Duệ không dám đắc tội, đại đa số thời gian đều nhiệt tình đón chào. Lúc này Tác Lưu Duệ lấy một gói thuốc ra, lại rút một điếu mời đối phương rồi nói. Trưởng khoa Lý, tâm tình của Cục trưởng Triệu là thế nào? Sau khi được Cục trưởng Tác nhiệt tình chiêu đãi thì trưởng khoa Lý của Cục Công an tỉnh cũng thoải mái hơn, hắn nhận lấy điếu thuốc rồi cười nói. Cục trưởng rất hào hứng. Đúng lúc này Tác Lưu Duệ lấy bật lửa ra giúp đối phương châm thuốc, tuy tên cán bộ trẻ tuổi kia tỏ ra rất khiêm tốn, thế nhưng khi Tác Lưu Duệ châm thuốc thì hắn tỏ ra rất đắc ý. Dù sao đây cũng là một cán bộ cấp chính cục châm thuốc cho mình, đây tuyệt đối là hưởng thụ khó phai đối với một cán bộ cấp phòng như trưởng khoa Lý. Vì vậy sau khi hít vào một hơi thuốc thì tâm tình của trưởng khoa Lý càng tốt hơn, hắn tiếp tục lên tiếng. Cục trưởng Triệu đã cho trưởng phòng đồng tìm bí thư Mễ của các anh để nói chuyện. Trưởng khoa Lý tuy không nói thêm điều gì, thế nhưng chỉ một câu nói trước đó đã làm cho Tác Lưu Duệ cảm thấy rất đáng giá. Hắn cho ra một động tác cảm tạ với trưởng khoa Lý. Sau đó cười nói. Trưởng khoa Lý, tôi có một người bạn kinh doanh ngọc thạch, hàng hóa rất tốt, hơn nữa đều là nhập hàng từ chính nơi sản xuất, thật sự có vài món bảo bối.
Nếu như ngài đến mưa được một món, ít nhất cũng có thể lời được vài năm tiền lương. Tác Lưu Duệ tuy không nói quá lớn nhưng lại làm cho trưởng khoa Lý phải trừng mắt, hắn nhìn Tác Lưu Duệ, lại trầm ngâm một chút mới do dự nói. Cái này cũng không quá tốt. Có gì mà không tốt, ngài đến đó dựa vào ánh mắt tinh anh của mình để tìm ra bảo vật, tất cả đều dựa vào vận may, cũng xem như dễ thu vào túi. Tác Lưu Duệ nhìn vẻ mặt của trưởng khoa Lý, thế là nụ cười trên mặt càng sáng lạn vài phần. Hắn biết mình đã làm xong công tác với trưởng khoa Lý, vì vậy khẽ vỗ vai đối phương, sau đó đi về phía phòng làm việc của Triệu Quân Hạo. Lúc này Triệu Quân Hạo đang mặc trang phục nghỉ ngơi, khi Tác Lưu Duệ đi đến phòng thì lãnh đạo đang đọc sách. Sau khi để Tác Lưu Duệ đứng một phút bên cạnh, Cục trưởng Triệu mới cười nói. Cục trưởng Lưu Duệ, anh đến đây ngồi đi. Tác Lưu Duệ đi đến chỉ dám ngồi nửa mông trên ghế salon, trong miệng nở nụ cười. Trưởng phòng Triệu, thành phố La Nam chúng tôi cũng không có cơm ngon, đã làm cho ngài phải uất ức. Hôm nay cục chúng tôi làm vài món đặc sản, tuy không quá đáng giá, thế nhưng đó lại là tâm ý, kính mong ngài bỏ qua cho. Triệu Quân Hạo trước nay luôn bắt bẻ ở phương diện ăn uống, đây hầu như không phải là bí mật ở trong hệ thống công an tỉnh Sơn Nam. Lúc này Tác Lưu Duệ nói như vậy làm cho Triệu Quân Hạo rất thỏa mãn, hắn cười cười nói. Cậu cứ thoải mái mà xử lý. Tác Lưu Duệ thầm vui mừng, hắn định mở miệng nịnh hót hai câu thì Triệu Quân Hạo chợt trầm giọng nói. Anh Tác, Bí Thư Vương có phải sẽ về vào hôm nay không? Nói là hôm nay quay về, thế nhưng vừa rồi tôi tìm hiểu tình huống, hình như Bí Thư Vương lại đi đến thành phố Thiền Xuyên. Tác Lưu Duệ vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của Triệu Quân Hạo. Vẻ mặt Triệu Quân Hạo vẫn như trước, giống như không quan tâm đến Vương Tử Quân. Thế nhưng Tác Lưu Duệ căn cứ vào mí mắt khẽ rung của Cục trưởng Triệu, hắn có thể cảm ứng được vị Cục trưởng này đang nổi giận. Triệu Quân Hạo là Cục trưởng Cục Công an tỉnh, đừng nói là thành phố La Nam, dù là trong tỉnh Sơn Nam cũng là một nhân vật có thực quyền. Lúc này hắn đến thành phố La Nam và giống như bị gạt ra ngoài, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bí Thư Vương công tác bề bộn, tôi cũng bớt chút thời giờ chờ Bí Thư Vương về trò chuyện. Triệu Quân Hạo nói đến đây thì khẽ nở nụ cười, sau đó nói tiếp. Vụ việc Diêm Học Hà tự sát phải điều tra đến cùng dựa theo chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp, dù là ai cũng không thể đứng bên ngoài pháp luật được. Triệu Quân Hạo nói những lời này với bộ dạng sục sôi, lo cho nước cho dân. Tác Lưu Duệ tuy đã sớm nhìn rõ Triệu Quân Hạo là hạng người gì, thế nhưng vẫn mỉm cười nói. Cục trưởng Triệu cứ yên tâm. Chỉ cần tôi còn ở trên vị trí cục trưởng nắm khối hình sự trinh sát, tôi sẽ tuyệt đối không làm thất bại ý đồ của ngài. Triệu Quân Hạo thật sự không nói gì với những lời bày tỏ lòng trung thành một cách trắng trợn của Tác Lưu Duệ. Hắn đi đến kéo màn cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào phòng. Hắn đứng dưới ánh nắng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Một số người luôn cảm thấy mây bay có thể che khuất ánh nắng mặt trời, thế nhưng rõ ràng là không biết lượng sức mình. Tác Lưu Duệ biết rõ lời nói của Triệu Quân Hạo đang ám chỉ ai, hắn có chút trầm ngâm rồi nói. Cục trưởng Triệu, cũng chỉ có vài người có thể nhìn rõ bản chất sự việc như ngài mà thôi, rất nhiều người căn bản là không nhìn ra được, tôi cảm thấy những người này cuối cùng cũng phải chịu thiệt mà thôi. Triệu Quân Hạo gật đầu cười, hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ khẽ đi đến bên cạnh cửa sổ nói. Hôm nay trời đẹp mà nói những lời như thế này cũng không hay, chúng ta đi ra ngoài một chút. Chuyện điều tra cho vài người đi làm là được. Cục trưởng Triệu nói đúng, tôi sẽ chuẩn bị một chút, chúng ta đi đến Hồ Lạc Hoa nghỉ ngơi cho thoải mái. Tác Lưu Duệ nói đến đây thì vung tay múa chân. Hồ Lạc Hoa có rất nhiều cá, phần lớn là cá hoang dại, nếu có thể câu được cá lớn thì xem như có lộc ăn. Triệu Quân Hạo chợt có hứng thú, hắn cười cười nói với Tác Lưu Duệ. Vậy chúng ta đi xem có phải như anh nói không, nếu có, chúng ta đến đó thả câu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.